Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 3. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, nghe thế Hoàng Dương rút lại con dao trong tay, đàn em túm lấy Tô An Khê cũng buông cô ả ra. Cả người cô ả mềm nhũn nằm dưới đất, không hề động đậy, miệng lầm bẩm nói, cảm ơn anh Bát Hoang. Cảm ơn, Trần Đức cười nói, tiếp theo tùy ý anh xử lý. Hê, Phi Tứ bừng tình, lập tức hiểu ý của Trần Đức. Chỉ cần không làm mấy chuyện cắt lưỡi này nọ, còn lại đều tùy ý hắn ta. Ngay sau đó, Phi Tứ đứng dậy đi đến cạnh Tô An Khê, đạp lên hai chân cô ả, có thể không cắt lưỡi, nhưng cái miệng này của cô đúng là khiến người ta chán ghét, phải trừng phạt. Ông chủ Lục, ông nghĩ phạt cô ta thế nào mới tốt, Phi Tứ nhìn Lục Hoán Kim vẫn luôn yên lặng. Và miệng, Lục Hoán Kim không hề khách sáo, nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Ý hay, cậu, qua đó, Phi Tứ chỉ vào một đàn em, và xưng miệng cô ta. Vâng, nói rồi tên đàn em này tát mạnh vào mặt Tô An Khê, mặt cô ả lập tức sưng đỏ cả một vùng. Cái tát này gần như khiến cô ả choáng váng. Không để cô ả hoàn hồn, người kia lại đánh một cái nữa. Bốp, bốp, bốp bốp bốp, tiếng và miệng như có tiết tấu vang lên, cả người Tô An Khê run rẩy, nước mắt lã chã rơi. Lúc này bạn cùng lớp, bạn bè của Lôi Long đều trố mắt, cảm thấy sợ hãi, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống rồi biến mất ở đây. Ông trời phù hộ, đừng tìm họ để gây chuyện nha. Mọi người đều thầm cầu nguyện, thế nhưng càng sợ cái gì thì cái đó càng đến. Phi Tứ ngẩng đầu lên lướt nhìn họ, lạnh lùng nói, các cô cậu cũng thế, tự mình và miệng, 100 cái, nếu ai không dùng sức thì tôi đánh giúp người đó cho. Nghe Phi Tứ nói, mọi người đều im lặng, không ai động đậy. Sao thế, Phi Tứ hung dữ cao giọng nói, không ai nghe thấy lời tôi nói sao? Tiếng quát như xé nát tâm can dọa họ hoảng sợ đến mức vã mồ hôi lạnh. Hu hu, một bạn nữ không kiềm được bật khóc, nước mắt rơi lã chã, Phi Tứ nhìn cô ta vội vàng dùng sức tát vào mặt mình. Có người đầu tiên tự và thì có người thứ hai, người thứ ba. Không lâu sau, cả phòng riêng đều vang lên tiếng và miệng cùng tiếng rên rỉ vì đau của Lôi Long nối tiếp nhau. Hồ Hải Sinh vốn dĩ không có chuyện gì nằm trên sofa hoảng sợ cực kỳ, không dám mở mắt, giả vờ đang bị ngất. Hoàng Dương, cậu trông chừng ở đây, mười mấy người đó cứ đánh đủ 100 cái thì có thể đi, còn người phụ nữ này phải đánh sưng mặt cho tôi, Lôi Long này cũng phải bị đánh cho mẹ cậu ta không nhận ra, Phi Tứ nói. Biết rồi đại ca, được, chúng tôi lên trên trước, cậu trông chừng họ. Nói rồi Phi Tứ đích thân đi đến trước mặt Trần Đức nói, đại ca. Vị này là bạn anh sao? Không biết xưng hô thế nào. Đàm Thu, Trần Đức lại nói với Đàm Thu, đây là ông trùm thế lực ngầm ở Thiên Hương Kiều, người giang hồ gọi là Phi Tứ, Tứ Gia. Chào Tứ Gia, Đàm Thu bước đến bắt tay với Phi Tứ. Không dám, bạn của đại ca cũng là bạn của tôi, gọi tôi là Phi Tứ được rồi, Phi Tứ khiêm tốn nói, gọi Tứ Gia nữa là tôi giận đấy. Ha ha, thế tôi xin gọi là Phi Tứ luôn ạ. Đàm Thu biết Phi Tứ không gọi ra ở trước mặt Trần Đức, nhưng dù sao cũng là người trong giang hồ, cậu ấy cũng không ngây thơ đến mức gọi hắn ta là Phi Tứ. Thế mới phải, hai người đơn giản làm quen với nhau, Phi Tứ lại giới thiệu ông chủ Lục cho Đàm Thu quen biết. Đàm Thu cực kỳ ngạc nhiên khi biết được thân phận của Lục Hoán Kim. Đêm nay, Trần Đức cố ý để bạt cậu ấy. Hai ông lớn này không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện làm quen. Đàm Thu cảm thấy vô cùng biết ơn. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, lên trên đi, mấy người bạn của tôi đều đang đợi ở trên đó, sau khi làm quen lẫn nhau, Phi Tứ mời Trần Đức và Đàm Thu cùng lên tầng 9. Tiêu Kiến Nhân vội vàng đến ấn nút thang máy rồi đứng đợi mấy người họ đi đến. Anh ta đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện lúc nãy, lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Trước đó anh ta vốn dĩ muốn ôm đùi Lôi Long và cũng định giễu cợt hai người Trần Đức. Chẳng qua là vẫn luôn không có cơ hội. Lúc này anh ta vui mừng vì ông trời không cho mình cơ hội đó, nếu không hậu quả sau đó anh ta cũng không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Kiến Nhân hơi tái, anh ta cố gắng che giấu sự hoang loạn trong lòng, cung kính tiễn bốn người Trần Đức đi. Nhìn cửa thang máy đóng lại, trán anh ta chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, sau lưng đã ướt đẫm. Phòng riêng tầng 9 xa hoa hơn ở tầng 8, cả tầng này là do Lục Hoán Kim đặc biệt xây dựng cho bản thân, ngày thường, dù có tiền cũng không thể bao. Không mở cửa tầng này với người ngoài. Trong phòng riêng, vài người phụ nữ trẻ ăn mặc khá mát mẻ đang đung đưa thân hình đầy kiêu ngạo của mình ở chính giữa sàn nhảy, còn vài người khác đã cố gắng hầu hạ mấy người đàn ông.
Trần Đức và Đàm Thu đến khiến họ hơi bất ngờ, hiển nhiên là không ngờ người tuổi trẻ tài cao mà Phì Tứ và Lục Hoán Kim nói lại trẻ đến thế. Hai người trông cũng chỉ mới 20 mấy tuổi. Cũng may mấy người này cũng không khinh khi họ vì trẻ tuổi, dù họ thật sự có bản lĩnh hay giả vờ có bản lĩnh thì chí ít cũng là do Lục Hoán Kim và Phì Tứ giới thiệu nên phải nề mặt một chút. Đại ca, vị này là Châu Vân Tề, ông chủ công ty trang sức Châu Lục Sinh có tiếng ở thành phố Tần. Đây là giám đốc Mercedes-Benz ở thành phố Tần, quản lý tất cả cửa hàng 4S Mercedes-Benz ở thành phố Tần. Vị lớn tuổi hơn một chút này rất nổi tiếng, là ông Liễu Thiên Thành, là thần dự đoán nổi tiếng trong giới nhà giàu ở thành phố Tần, bói toán rất chuẩn, vài năm trước cũng đã tính ra vị trí mà tôi có thể đi đến hiện giờ. Mặc dù ông Liễu không có công ty gì nhưng người có tiền ở thành phố Tần đều rất nể mặt ông ấy. Dù là người ở tầng thượng lưu, ông Liễu cũng quen biết. Tất cả có 8 người, mỗi người đều có lai lịch rất lớn, không phải là chủ tịch doanh nghiệp nào đó thì cũng là người cực kỳ nổi tiếng. Trần Đức chưa từng nghe đến tên những người này, nhưng Đàm Thu thì từng rồi, sau khi biết được tên của họ, mặt cậu ấy hiện lên vẻ kinh ngạc và tôn sùng. Cuối cùng Phì Tứ giới thiệu Trần Đức cho mấy người này, vị này là thanh niên có tiền đồ sáng lạn mà tôi nói, đại ca của tôi, tên là Trần Đức, tự Bát Hoang. Đây là bạn của đại ca, Đàm Thu. Mấy người này rất nể mặt, lần lượt chào rồi bắt tay với hai người. Buổi tụ hội vẫn tiếp tục, Trần Đức hơi tách biệt nên chỉ ở một bên lặng lẽ uống rượu. Phì Tứ và Lục Hoán Kim thì đến chào hỏi mấy người bạn của họ, không lâu sau Phì Tứ quay lại cạnh Trần Đức. Hắn ta không dám thờ ở với Trần Đức. Hơn nữa không nói Trần Đức quen với người ở Cục Cảnh sát Thiên Hương Kiều, chỉ ỷ riêng việc cấp trên của hắn ta muốn gặp, nhiều đó cũng đủ để hắn ta coi trọng rồi. Phải biết cấp trên của hắn ta, Ân Thập Nương không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện gặp. Dù là mấy ông lớn ở phía Nam cũng rất ít khi gặp được Ân Thập Nương, trong mắt họ, Ân Thập Nong cực kỳ bí ẩn, gần như không có gì là Ân Thập Nương không giải quyết được. Cũng chính vì Ân Thập Nương nên hôm nay Phì Tứ mới nghe theo lời Trần Đức như thế. Đại ca, cảm thấy mấy người bạn của tôi thế nào? Chúng nó tuy không thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố Tần, nhưng mỗi đứa một tác dụng, sau này đại ca có việc cần cứ việc tìm chúng nó. Phi Tứ vừa nói vừa đích thân lấy từ trong tủ lạnh một chai rượu và khui mở, tôi nhìn ra được đại ca thích uống rượu nên cất công mang chai Mao Đài Siêu Tầm 5 năm ở nhà tới. Chai rượu mở ra, Trần Đức lập tức ngửi thấy mùi thơm nồng của rượu, ánh mắt anh lộ về phấn khích. Còn chưa uống nhưng anh đã biết là rượu ngon rồi. Đích thân rót một ly cho Trần Đức, Phi Tử nói, nào, đại ca, làm một ly đã. Trần Đức cũng không khách sáo, cạn một ly cùng hắn ta rồi hỏi, không phải lão đại của anh muốn gặp tôi à, người đâu? Trần Đức khá tò mò về lão đại của Phi Tử, hai người chưa từng gặp nhau, tại sao đối phương lại nói là biết anh? Đêm nay anh đến đây với mục đích gặp mặt lão đại của Phi Tứ. Đại ca, đợi thêm chút nữa, lão đại nhà tôi bình thường khá nhiều việc. Và lại không thích mấy chỗ như hiện giờ, Phi Tử nói với vẻ ấy náy, có lẽ đại ca sẽ tối muộn hơn chút. Được, may mà không có việc này, chỗ này còn sẵn rượu ngon, Trần Đức không hề việc ngại đợi thêm lát nữa. Đàm Thu bước ra khỏi sự tự ti, lại được các tiếp viên chăm sóc, uống vài ly rượu xong, can đảm của cậu ấy cũng trở nên nhiều hơn, nói cười vui vẻ với mấy ông lớn, bản lĩnh chém gió không hề thua kém gì họ, nhanh chóng hòa hợp với nhau. Cậu ấy bước tới bên cạnh Liễu Thiên Thành. Ông Liễu, ban nãy anh Tứ nói ông xem bói rất đinh, có thể xem giúp tôi được không? Được thôi, có gì khó đâu, để tôi xem thử. Ông Liễu đang chơi vui, ấn tượng của ông ta đối với Đàm Thu còn khá hơn ấn tượng với Trần Đức. Gương mặt 60 mấy tuổi uống râu đến mức đỏ bừng, giọng điệu có phần lè nhè. Không cần sinh thần bát tự à, Đàm Thu hỏi. Xem thử tí thôi, không cần mấy thứ ấy, Liễu Thiên Thành khá tự tin. Thông thường xem cho các nhân vật lớn có lẽ cần đến sinh thần bát tự, nhưng mấy tên tiểu tử vừa ra đời này, ông ta nhìn một cái là biết được đại khái. Việc Liễu Thiên Thành định xem bói lập tức thu hút sự chú ý của đám đông, họ đồng loạt tiến tới hóng chuyện. Đến cả Trần Đức cũng bị thu hút, anh biết sơ qua về một số phương pháp xem bói, những thứ này là do Sử gia dạy anh nhưng chưa từng dùng đến bao giờ. Để tôi nói thử nhé, xuất thân của cậu chắc hẳn không quá tốt, bố có bệnh cũ quấn thân, mẹ thì khỏe mạnh. Năm 16 tuổi cậu có kiếp hạn, chắc hẳn là từng bị bệnh nặng hoặc gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn, suýt thì mất mạng. Hạn thứ hai là năm 19 tuổi, đây là hạn tình duyên, bị bạn gái đá hà. Liễu Thiên Thành vừa ôm gái đẹp vừa đánh giá tới lui trên mặt Đàm Thu, sau đó nói ra những nội dung này.
Đàm Thu vốn đã hơi chính choáng say, nhưng chỉ vài câu nói của Liễu Thiên Thành khiến cậu ấy tỉnh ngay lập tức, hai mắt trợn trừng. Bởi vì người kia nói không sai tí nào, tuy rằng không hề nói quá cụ thể, nhưng về có bản là đúng. Bố cậu là một người tàn tật, cả gia đình dựa vào một mình mẹ. Năm 16 tuổi, cậu đột nhiên sốt cao, theo lời mẹ kể lại thì suýt nữa mất mạng. Năm 19 tuổi tốt nghiệp cấp 3, cô bạn gái mà cậu thầm thương trộm nhớ đã hôn một người đàn ông có tiền ngay trước mặt cậu, sau khi bị cậu phát hiện, không những không hối cải hay nhận lỗi, mà còn lạnh lùng chế giễu cậu. Mắng cậu là tên rác rưởi, vô dụng, mãi mãi chỉ là tên nhà quê. Lúc đó cậu ấy trẻ tuổi nóng tính, lao lên định đánh gã đàn ông kia. Thế nhưng lại bị sỉ nhục, tình cảnh lúc đó, dù đã qua 3 năm, vẫn luôn sờ sờ trước mắt. Từ đó về sau, lòng tự tôn của Đàm Thu gặp phải đà kích nặng nề. Cậu ấy suốt ngày trầm lắng, tự ti đến cùng cực, gần như không còn mặt mũi làm người. Nếu không phải trong nhà vẫn còn bố mẹ, có lẽ cậu ấy đã tự kết liễu từ lâu rồi. Mà gã đàn ông kia, Đàm Thu mãi mãi không thể quên được. Người đó cũng là một trong những mục tiêu của Đàm Thu khi tới học viện thương mại. Gã không phải ai khác mà chính là người đạt đến đỉnh cao nhất ở học viện thương mại. Trương Từ Đằng, chính vì Trương Từ Đằng ở học viện thương mại, cho nên cậu ấy mới thi vào học viện thương mại, mong rằng có thể thanh toán hận thù khuất nhục năm xưa. Thế nhưng, nực cười ở chỗ, 3 năm nay, cậu chỉ gặp Trương Từ Đằng 6 lần. Và lại, đội bên gần như không cùng một thế giới, căn bản không dính dáng gì tới nhau. Những chuyện này vẫn luôn chôn vùi sâu nơi đáy lòng Đàm Thu, là vết thương tình ái của cậu ấy. Cậu ấy từng cố quên đi vô số lần, thế nhưng hôm nay lại bị đánh thức. Cho dù uống hơi say, nhưng lúc này đây, cậu ấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thế nào hả, chàng trai trẻ, tôi nói có chuẩn không? Liễu Thiên Thành cười ha ha và hỏi. Chuẩn, sau khi hoàn hồn, Đàm Thu chấn động, gần như là đúng hết. Ở chỗ đó, Trần Đức vừa kinh ngạc vì Liễu Thiên Thành biết xem bói, đồng thời cũng vừa quan sát Đàm Thu. Ấy thế mà thứ anh nhìn ra đóc, không hẹn mà gặp, cũng giống với Liễu Thiên Thành. Xem ra thứ mà Sửu gia truyền thụ không phải là giả. Trần Đức nhấp một hớp rượu, năm đó Sửu gia truyền hết tri thức cả đời cho anh, bao gồm đủ thứ kỳ quặc như xem bói hay nhìn phong thủy. Trần Đức khi ấy thấy khinh thường, không muốn học mấy thứ này, chỉ học võ thuật. Nhưng Sửu gia cứ nhất định đòi dạy anh, dùng hết phương pháp, anh không muốn học cũng khó. Bây giờ xem ra những thứ này cũng đáng học đấy chứ. Ha ha, toàn là quá khứ của cậu thôi, muốn biết đâu có khó, chưa biết chừng tôi phái người đi điều tra cậu đấy, gần như để chứng minh sự lợi hại của mình, Liễu Thiên Thành nói, hay là thế này, tôi tính thử tương lai của cậu nhé. Vừa dứt lời, Liễu Thiên Thành lại nhìn về phía Đàm Thu, thế nhưng lần này, ông ta dùng tay vẽ vời gì đó với gương mặt Đàm Thu trong không trung, trông có vẻ như một trận bát quái. Sau đó ngắm nghía hồi lâu, là NS, Liễu Thiên Thành tỏ ra ngờ vực. Rõ ràng nhìn từ tướng mạo thì Đàm Thu chắc chắn sẽ nghèo khổ cả đời, nhưng ông ta vừa ra kết luận thì mệnh cách trước mặt bỗng trở nên mơ hồ. Sao thế? Lục Hoán Kim hỏi. Anh bạn nhỏ, có thể cho tôi mượn bát tự của cậu không? Liễu Thiên Thành không cam tâm, đẩy người phụ nữ trong lòng ra, nghiêm túc hỏi. Trước mặt bao nhiêu người mà không nhìn ra được tương lai của Đàm Thu thì mất mặt lắm. Được, Đàm Thu nói ra sinh thần bát tự của mình, Liễu Thiên Thành thậm chí còn mang theo giấy bút bên mình. Vẽ vẽ viết viết trên đó, không thể nhìn nổi ông ta đang làm gì. Qua một hồi lâu, ông ta dừng bút, nhưng mãi không nói gì. Ông Liễu, nhìn ra được gì chưa? Châu Vân Tề ngoài 40 lên tiếng hỏi vì chưa từng thấy Liễu Thiên Thành thế này. Ôi, có lẽ tối nay hơi quá chén rồi, Liễu Thiên Thành lắc lắc đầu, tôi tạm thời không thể tính được. Hà, đám đông nghẹn lời, ban nãy còn nói chắc như đinh đóng cột, thế mà rồi thế này, làm người ta mất hứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đàm Thu cực kỳ mong chờ cũng thấy thất vọng, còn tưởng rằng có thể biết trước được tương lai của mình chứ. Ha ha, không sao không sao, lần sau xem lại, tối nay uống nhiều rượu như thế, chắc chắn có chỗ nào đó sai sót rồi. Lục Hoán Kim cười ha ha, nào, mấy anh em, uống thôi. Nào nào nào, cạn ly. Đám đông tế nhị bỏ qua chủ đề lúng túng này, mấy cô tiếp viên lại một lần nữa khuấy động bầu không khí. Bên trong phòng bao ngập tràn tiếng nói cười. Chỉ có Liễu Thiên Thành vẫn buồn bực không vui, không thể hiểu nổi vấn đề. Đúng là không theo lẽ thông, ông ta chưa từng gặp phải tình huống nào như ngày hôm nay. Một thanh niên trẻ tuy có tương lai vô cùng vô tận, nhưng vẫn có thể đoán ra đại khái.
Thế mà hôm nay ông ta chẳng đoán ra được điều gì. Không ngờ đến cả ông Liễu cũng có lúc thất bại, Phỉ Tứ tỏ ra thất vọng, hắn ta còn định nhờ Liễu Thiên Thành bói cho Trần Đức Cơ, nhưng nhìn tình hình này thì e rằng ông ta sẽ không ra tay nữa. Thánh nhân còn có lúc phạm sai lầm, lỡ tay thôi mà, có đáng gì đâu, Trần Đức cười. Anh không suy đoán tương lai của Đàm Thu, anh tin rằng tương lai của con người là do chính mình tạo ra, có vô số khả năng, đâu thể dễ dàng tính toán được. Buổi tụ tập của các ông lớn luôn đi kèm mục đích, lần này cũng không ngoại lệ. Thời gian trôi dần, trong tiếng cười tiếng nói, họ cũng ký được với nhau mấy bản hợp đồng, mỗi bản dính dáng tới số vốn cả trăm triệu tệ. Đại ca, đúng lúc này, một tên thuộc hạ của Phỉ Tứ từ bên ngoài chạy vào, tới bên cạnh hắn ta rồi nói nhỏ, thập nương đến rồi. Phỉ Tứ gật gật đầu, giơ tay ra nhìn thời giờ trên chiếc đồng hồ Rolex, đã hơn 11 giờ đêm. Vì thế, hắn ta đứng dậy nói, chư vị, buổi tụ tập hôm nay đến đây thôi, hôm khác chúng ta lại gặp gỡ. Ông chủ Lục đã chuẩn bị sẵn phòng tổng thống cho mọi người, hôm nay hãy nghỉ ngơi ở đây, nhắm chúng quý cô xinh đẹp nào cứ việc dẫn đi nhé. Dẫn theo hai em được không, có người hỏi. Ông chủ Lục cười khà khà, chỉ cần giám đốc Hà thích thì ba cô hay năm cô cũng được tuốt. Ông chủ Lục hào phóng quá, người được gọi là giám đốc Hà khen ngợi, vui chơi đến hiện giờ, việc cần bàn đã bàn đủ nhiều rồi, trong thời gian này cũng ký vài đơn hàng lớn. Lục Hoán Kim cũng nhờ vào buổi tụ tập này mà kiếm được mấy chục triệu tệ, ai kiếm phần của người nấy. Ngoại trừ Liễu Thiên Thành ra thì tâm trạng của ai cũng rất vui vẻ. Phỉ Tứ lên tiếng kết thúc buổi tụ tập, đám đông lục tục ôm một cô hoặc vài ba cô gái xinh đẹp yêu kiểu nào đó rời đi, một lát sau chỉ trừ lại bốn người Lục Hoán Kim, Phỉ Tứ, Đàm Thu và Trần Đức. Lão Lục, giao người anh em Đàm Thu cho ông chăm sóc nhé, tôi dẫn đại ca đi gặp lão đại nhà tôi, Phỉ Tứ nói với Lục Hoán Kim. Yên tâm, Lục Hoán Kim hiểu rằng Phỉ Tứ đang bảo bọn họ rời đi nên quay đầu nói với Đàm Thu, anh bạn nhỏ Đàm Thu, đi chơi với tôi nhé, tối nay ở đây đừng về nữa. Được thôi, Đàm Thu không từ chối, sau khi chào tạm biệt Trần Đức, hai người cùng rời đi. Đợi khi họ đi rồi, Phỉ Tứ mới nói, đại ca, mời đi theo tôi. Phỉ Tứ dẫn Trần Đức tiến vào thang máy, tiến thẳng tới tầng hầm, lên một chiếc Mercedes-Benz. Đích thân hắn ta lái xe dẫn anh tới một khách sạn 5 sao rồi lên luôn tầng 16. Toàn bộ tầng 16 được giới nghiêm, hai bên lối đi đứng đầy vệ sĩ, cho dù Phỉ Tứ tới nơi này cũng phải đi đứng đầy vệ sĩ. Cho dù Phỉ Tứ tới nơi này cũng phải kiểm tra một phen. Sau khi lần mò trên người Phỉ Tứ được một con dao và một khẩu súng, họ mới thả cho hắn ta vào trong. Trần Đức thấy súng mà có vẻ ngạc nhiên, hẳn là anh không ngờ Phỉ Tứ mang theo món đồ này. Phỉ Tứ giải thích, sau lần trước giao đấu cùng đại ca, tôi mới phát hiện ra đôi lúc dù nhiều vệ sĩ cũng vô dụng, phải mang theo vài thứ phòng thân, thế nên mới cố kiếm lấy thứ này. Trần Đức không đáp, tên này đúng là vấp ngã một lần. Khôn lên một chút. Đi tới giữa hai tên thủ vệ, Trần Đức không đợi họ kiểm tra đã lôi từ trên người ra một con dao găm. Khi anh đang định giao cho họ thì thủ vệ nói, cậu Trần, lão đại từng dặn rồi, anh không cần kiểm tra, có thể mang theo bất cứ thứ gì. Ó, khóe miệng Trần Đức khẽ giật giật, ngày càng hứng thú với ân thập nương này. Ở bên cạnh, Phỉ Tứ cực kỳ kinh ngạc, trong trí nhớ của hắn ta, chưa một ai có thể mang vũ khí khi gặp ân thập nương. Hắn ta cũng không ngờ rằng Trần Đức có được đãi ngộ này. Hai vị, mời đi bên này. Được, làm phiền dẫn đường, Phỉ Tứ khách sáo. Trần Đức nghẹn lời, ân thập nương này thích tỏ vẻ phức tạp nhì. Giống như nhìn ra được Trần Đức không vui, Phỉ Tứ mỉm cười giải thích, đại ca, anh đừng thấy lạ, lão đại cũng vì đề phòng bất trắc thôi, mấy năm nay cô ấy đắc tội quá nhiều người. Toàn bộ tầng 16 của khách sạn được ân thập nương bao trọn, trừ phi có người dẫn đường. Nếu không chẳng ai biết cô ta đang ở phòng nào. Không phải ân thập nương cố tình tỏ ra thần bí, mà là vì kẻ thù của cô ta quá nhiều. Người phụ nữ này quá tàn nhẫn, hành xử quyết đoán. Sau khi tiếp nhận hội hồng nguyệt từ lão đại đời trước, người này làm việc nhanh gọn dứt khoát, 3 năm nay đã xử lý không biết bao nhiêu thuộc hạ không vâng lời. Mà trong số những thuộc hạ này, có người từng ở địa vị cao hơn cả Phỉ Tứ. Chỉ cần không trung thành với cô ta hay vì lập công mà kiêu ngạo, cảm thấy mình có máu mặt, hoặc là bị cô ta tống vào đồn, hoặc sẽ biến mất mãi mãi. Nói rằng ân thập nương tàn nhẫn, nhưng cô lại có chỗ không tàn nhẫn, trước giờ chỉ nhắm vào sự việc chứ không đối phó với con người. Gia quyến và anh em của những kẻ bị xử trí vẫn còn khỏe mạnh. Vì vậy, ân thập nương không thể không đề phòng. Phỉ
Phi Tứ giải thích ngắn gọn với Trần Đức một lượt, lúc này anh đã hiểu, khoảng 3 phút sau, hướng dẫn viên đưa hai người tới trước một căn phòng, gõ cửa. Bên trong, một người phụ nữ mặc vest đen ra mở cửa. Người này không phải Ân Thập Nương mà là vệ sĩ thân cận của cô ta. Cậu Trần, mời vào, cô gái lịch sự lên tiếng. Trần Đức thản nhiên bước vào, dòng như không hề lo lắng sẽ có bẫy hay gì đó, Phi Tứ đi sau anh, đang định vào cùng thì bị cô gái kia ngăn lại, Tứ gia, đại tỷ chỉ gọi cậu Trần. Phi Tử lúng túng dừng bước, được rồi, vậy tôi sẽ chờ ngoài cửa. Hắn ta vừa dứt lời, cánh cửa phòng đã đóng lại. Trong phòng, ánh đèn màu chiếu sáng mọi ngóc ngách, đây là một căn phòng đầy đủ, nhìn thoáng qua thì thấy rộng ít nhất 300 mét vuông, trang trí sang trọng, sàn lát gạch bóng loáng. Trong không khí còn thoang thoảng hương nước hoa nhàn nhạt, bước vào có cảm giác rất thoải mái. Trên ghế sofa trong phòng khách có một người phụ nữ đưa lưng về phía cửa đang pha rượu, trên bàn cà phê trước mặt cô ta bày đủ các loại rượu khác nhau. Dù diện mạo có ra sao, nhưng nhìn từ bóng lưng đã thấy đây là bóng lưng của một sát thủ, váy ren đen ôm sát lấy cơ thể, phác họa đường cong chữ S hoàn hảo. Dưới mái tóc đen óng là chiếc cổ trắng nốn thon dài. Có thể loáng thoáng thấy vị trí xương quai xanh nơi viền cổ áo hơi thấp có khắc hình một con chuồn chuồn. Khi nhìn thấy con chuồn chuồn, Trần Đức hơi kinh ngạc, sau đó lập tức nhận ra người phụ nữ này là ai. 3 năm trước, khi anh vẫn còn ở trong tù có một tù nhân cũng đang bị giam giữ. Tù nhân này tự xưng là đại ca của thế lực ngầm, vì một sai lầm mà bị cuốn vào tranh chấp, động đến người không nên động. Để những người anh em và em gái mình không bị hại nên anh ta đã đến đồn cảnh sát tự thú, khai nhận toàn bộ tội ác rồi tự nhận hết lỗi về mình. Vì thân phận đặc biệt nên anh ta bị kết án tử hình, 1 năm trước đã bị xử tử. Mà người phụ nữ này chính là em gái anh ta từng nói với Trần Đức rằng anh ta muốn em gái mình đi đúng đường, đưa cô ta ra nước ngoài du học, tương lai trở thành một người có triển vọng. Tiếc là ông trời không cho người ta được như ý nguyện. Trần Đức và người phụ nữ này qua lại rất nhiều lần, 1 năm cô ta tới thăm anh trai mình mấy chục lần, ban đầu là đến thăm anh trai, về sau là bị Trần Đức thu hút. Anh trai cô ta biết một ngày nào đó Trần Đức sẽ được ra tù, cũng biết Trần Đức không phải người bình thường nên không ngăn cản, ngóc lại còn vui mừng tác thành. Anh và người phụ nữ này từng có vài lẫn vui về với nhau trong tù. Con chuồn chuồn trên xương quai xanh của người phụ nữ là do anh tự tay khắc từng dưỡng. Nếu không có gì bất ngờ thì trên hông cô ta còn có một chữ hoang, đây là do cô ta tự yêu cầu Trần Đức khắc, có nghĩa là cô ta để lại đầu ấn, mãi mãi là người phụ nữ của Trần Đức. Trần Đức cũng đã nói vì đi cô ta rằng trong lòng anh có một người không thể quên, tiếc rằng người phụ nữ này đã quá yêu anh nên không hề để tâm đến điều đó. Sao anh đến rồi, khi Trần Đức nhỏ lại quá khứ thì người phụ nữ đã pha xong 2 ly rượu, động tác trong tay dừng lại, cô ta quay đầu mỉm cười. Ân Thập Nương. Trần Đức không ngờ Ân Thập Nương, chùm thế lực ngắm ở khu vực phía nam thành phố Tần trong truyền thuyết lại là người phụ nữ của mình, Tiêu Mạn Y. Nếu nói điều gì ở Tiêu Mạn Y khiến Trần Đức ấn tượng nhất thì chính là nụ cười của cô ta. Quay đầu lại cười hiện ra trăm vẻ đẹp, khiến cho phi tấn sáu cung đều thất sắc. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô ta, nhất là khi quay đầu lại cười, trong đầu Trần Đức lại vô thức hiện lên câu thơ cố này. Tiêu Mạn Y mặc một chiếc váy lụa ngắn. Có lẽ là vì gặp người quen cũ nên cố ý ăn mặc xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng khiến cho cô ta có khí chất dịu dàng, xinh đẹp của một người phụ nữ giang nam. Chiếc áo lụa mỏng rộng khoác lên người che đi cơ thể duyên dáng, đường viền cổ áo sâu hun hút lộ ra nét quyến rũ riêng mà chỉ ngôi phụ nữ mới có, áo lụa mỏng như ẩn như hiện, thu hút ánh nhìn. Bộ trang phục như vậy mặc trên người cô ta vượt trội hơn hẳn 99% người mẫu hay người nổi tiếng. Váy cực kỳ ngắn. Chỉ dài qua mông để lộ đôi chân dài trắng nốn mịn màng, ánh lên ánh sáng như rong chi ngọc, trong suốt như pha lê. Cô ta quay lại nở nụ cười nhẹ, dù Trần Đức có kinh nghiệm phong phú nhưng vẫn sững sờ, đôi mắt lưu luyến thưởng thức cảnh đẹp trước mặt. Người phụ nữ này càng lúc càng táo bạo, mặc dù Tiêu Mạn Y có vẻ đẹp tao nhã của người phụ nữ giang nam, nhưng trước mặt Trần Đức, cô ta lại có sự quyến rũ và cám dỗ không thua kém phụ nữ nước ngoài. Anh nhỏ, Tiêu Mạn Y vui mừng chạy tới bên Trần Đức. Hai tay ôm lấy cổ anh ra từ khi nào vậy? Sao không thông báo cho em? Chưa tới 2 tháng, tôi cũng không biết em ở đâu mà, Trần Đức cười nhe, tôi còn tưởng Ân Thập Nương là ai, hóa ra là em. Có phải anh nhỏ rất bất ngờ không? Tiêu Mạn Y chớp mắt, khế hỏi. Đúng thế, rất bất ngờ. Trần Đức rời ánh mắt khỏi cơ thể Tiêu Mạn Y, nhìn vào mắt cô ta,
một năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Một năm nay em sống thế nào? Ngoại trừ việc rất nhớ anh ra thì những việc khác đều ổn. Tiêu Mạn Y nháy mắt, dáng vẻ òn ẻn của một cô gái nhỏ hoàn toàn không giống Ân Thập Nương thét ra lửa trong giang hồ. Anh có nhớ em không? Thi thoảng, Trần Đức nói thật, hừ, anh nhỏ thật xấu. Tiêu Mạn Y không hề giận, ngược lại còn thấy mừng. Trần Bát Hoang thi thoảng nhớ đến mình, cô ta đã rất mãn nguyện rồi. Trước khi anh đến, cô ta đã nghĩ rất nhiều điều để nói với anh, muốn chia sẻ hết những uất ức và những điều đã trải qua trong một năm vừa rồi cho người đàn ông mình yêu. Nhưng khi nhìn thấy Trần Bát Hoang, mọi điều muốn nói đã hóa thành cái ôm và hôn. Làn gió thơm ập tới, xung quanh như không có người. Vệ sĩ của cô ta đỏ mặt, lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Thật lâu sau, Tiêu Mạn Y mới lưu luyến buông ra, anh nhỏ, mau lại xem đây là cái gì. Cô ta kéo tay của Trần Đức đến trước bàn trà, trên bàn trà bày hai ly rượu, trong ly là rượu màu đỏ. Dù cách xa nhưng chiếc mũi nhạy cảm của Trần Đức cũng có thể ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt. Hoa rành rành, xem ra anh vẫn nhớ. Sao có thể quên được chứ? Lần đầu tiên Trần Đức phát sinh mối quan hệ nam nữ đặc biệt với Tiêu Mạn Y cũng chính là vì ly hoa rành rành này. Tiêu Mạn Y có kỹ năng pha chế rất tuyệt vời. Đối với Trần Đức, cô ta là một bartender tài năng bị đại ca thế giới ngầm kiểm hãm, chỉ cần đưa cho cô ta các loại rượu khác nhau, cô ta cũng có thể pha chế ra loại hợp khẩu vị người uống nhất. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Trần Đức thích cô ta. Cô ta và rượu của cô ta đều là ngon miệng. Hoa rành rành là một loại cocktail do chính cô ta tự sáng tạo ra. Trần Đức tự nhận là ngàn chén không say, nhưng khi uống một ly hoa rành rành này thôi là anh đã cảm thấy chóng mặt. Hương vị êm dịu thanh thuần sẽ chảy qua từng dây thần kinh, xâm chiếm lấy tâm trí anh. Lần đầu tiên với Tiêu Mạn Y năm đó chính là vì ly hoa rành rành này. Anh đẹp trai, uống với em một ly không? Tiêu Mạn Y kéo Trần Đức ngồi lên ghế sofa, anh còn dám uống không? Sao lại không dám chứ? Trần Đức chỉ uống loại rượu này một lần, bây giờ nhìn thấy lần thứ hai nhưng anh chưa từng quên hương vị của ly rượu năm xưa. Không có nhiều loại rượu có thể khiến anh nhớ mãi không quên. Hoa rành rành là một trong số rượu có thể khiến anh nhớ mãi. Hơn nữa, Trần Đức cũng muốn thử xem hiện tại mình có thể chịu được những tác động kỳ lạ. Sau khi uống hoa rành rành hay không, Tiêu Mạn Y cầm lấy ly đế cao, Trần Đức cũng cầm lấy một ly. Keng, hai người khế chạm cốc, sau đó một hơi uống cạn cả ly dâu. Sụp, rượu đi qua miệng, chỉ để lại mùi rượu, như một mũi dao xẹt qua cổ họng, nó đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Cơ thể Trần Đức lập tức có cảm giác nóng bừng và cảm giác bị thiêu đốt. Loại rượu này cũng không có cái gọi là bốc chậm, sau khi rượu lướt qua lục phủ ngũ tạng, lập tức có tác dụng. Sao tác dụng chậm, lâu dần mới ngấm, thế nhưng, khi cảm giác này trỗi dậy, khí trong cơ thể Trần Đức cũng tự thoát ra, phá hủy tất cả. Trần Đức vừa động tâm niệm, khí kia lập tức biến mất. Nếu như Trần Đức muốn, tác dụng của hoa rành rành sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng, anh không muốn. Uống rượu thì phải có cảm giác này, nếu không thì uống rượu làm gì? Anh đẹp trai, uống được chứ? Tiêu Mạn Y uống cạn ly rượu, đôi mắt trong veo trở nên mơ màng, Trần Đức chưa choáng, cô ta đã choáng trước. Ngon lắm, như lúc ban đầu, loại rượu này rất ngon, Trần Đức vẫn muốn uống thêm một ly nữa, nhưng đáng tiếc là hết rồi. Vậy em thì sao, có giống như lúc đầu không? Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Mạn Y nổi lên một vệt ửng đỏ vì say rượu, cô ta đến gần Trần Đức. Hơi khom chân sang một bên, áp sát vào người Trần Đức. Tất nhiên không giống rồi, em xinh đẹp hơn trước đây, còn có thêm chút. Khí phách giống anh trai em. Trần Đức mỉm cười, anh nói thật, Tiêu Mạn Y của một năm trước còn có chút non nớt, nhưng bây giờ giống như một đóa hoa hồng no rộ, xinh đẹp mà quyến rũ. Mặc dù trước mặt Trần Đức dịu dàng ôn nhu, nhưng trong xương cốt của cô ta lại chảy xuôi sự bá đạo mà chỉ các chùm thế lực ngầm mới có. Vậy, anh có muốn thử một loại rượu khác không? Tiêu Mạn Y càng ngày càng gần Trần Đức, đôi môi đỏ mọng gần như chỉ cách má anh 1 cm, hơi thở nóng bỏng vương trên mặt Trần Đức. Tôi sợ em sẽ giết tôi. Trần Đức giơ tay ra, chạm nhẹ vào chân của Tiêu Mạn Y. Tiêu Mạn Y mở góc váy, dưới lớp vải mỏng ẩn hiệu một cây súng ngắn nhỏ xinh màu bạc. Dùng nó cũng có thể giết được anh sao? Nói xong, cô ta liền tùy tiện vứt khẩu súng sang một bên. Ai bảo là không thể chứ, nhìn thấy em thì đâu còn suy nghĩ muốn phản kháng. Vậy sao? Tiêu Mạn Y chớp mắt. Hay là, thử xem, khụ, khi khoảng cách của hai người gần hơn, vệ sĩ riêng của cô ta ở cửa tỏ vẻ xấu hổ, ho nhẹ, vốn dĩ gã muốn ngăn lại,
nhưng lại thấy hình như hai người không nghe thấy nên chỉ có thể bất lực lắc đầu, đẩy cửa ra, rồi tự giác lặng lẽ đi ra ngoài. Phỉ Tứ đứng ngoài cửa đợi rất lâu, hắn ta muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, đúng lúc đó, cửa bên trong mở ra, vệ sĩ thân cận của Tiêu Mạn Y, Nguyệt Nha đi ra ngoài. Trong chốc lát, Phỉ Tứ nhìn qua khe cửa thì thấy cảnh tượng trên ghế sofa và mảnh vải đen bị xé thành mảnh trên mặt đất. Hắn ta tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không, lập tức dụi dụi mắt. Nhưng đáng tiếc lúc này cửa đã đóng lại, Nguyệt Nha đi tới cửa, nhìn cái gì mà nhìn. Không, không có gì, khuôn mặt của Phỉ Tứ tỏ vẻ kỳ lạ, Nguyệt đại mỹ nhân tiện, tình hình bên vẫn ổn chứ. Không cần quan tâm, rất tốt, Nguyệt Nha lạnh lùng nói, anh đi ra xa một chút đi. Nói xong, cô ta nói với vệ sĩ đứng ở cửa, còn các anh, lui cách 5 mét. Vâng, đám thuộc hạ này không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn rời đi, chỉ có Phỉ Tứ hiểu trong giây lát. Được đó, vừa rồi không phải hắn ta bị hoa mắt, là thật. Nếu không Nguyệt Nha sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Đại ca quá đỉnh, Phỉ Tứ thầm cảm thán. Xin hỏi trên đời có ai? Đại ca của hắn ta vừa gặp mặt lão đại của hắn ta lần đầu tiên là đã kéo người lên giường rồi. Trong ấn tượng của hắn ta, lần nào gặp lão đại, nếu không phải cao cao tại thong thì cũng là dáng vẻ lạnh lùng. Ân Thập Nương luôn là nữ thần trong lòng bọn họ, không một ai dám chấm mút hay khinh nhờn cô ta. Phỉ Tứ đã từng suy nghĩ liệu rốt cuộc người như thế nào mới xứng với cô ta. Hắn ta nghĩ thế nào cũng không ra, nữ thần cao cao tại thượng trong lòng mình lại bị Trần Đức đẩy ngã. Thế giới này thật điên error. Phỉ Tứ líu lưỡi, đứng ra xa, trong lòng sắp coi Trần Đức là thần tượng đến nơi. Nguyệt Nha đứng ở cửa, hai tay ôm trước ngực. Cô ta là vệ sĩ thân cận của Tiêu Mạn Y, cụ ung là em gái kết nghĩa của anh trai Tiêu Mạn Y. Lời dặn dò duy nhất của anh trai cô ta chính là muốn cô ta bảo vệ Tiêu Mạn Y thật tốt. Vì vậy mấy năm nay cô luôn ở bên Tiêu Mạn Y, đi theo cô ta với thân phận vệ sĩ riêng. Vì sự an toàn của Tiêu Mạn Y, cho dù Tiêu Mạn Y có làm chuyện đó thì cô cũng sẽ không đi xa. Nguyệt Nha đứng ở cửa, nghe bên trong thỉnh thoảng có tiếng thở dốc nặng nề vọng ra, cô cảm thấy mặt mình hơi nóng, cúi đầu xuống, chỉ mong bên trong kết thúc sớm. Tiếc rằng ông trời không cho cô được như ý muốn, âm thanh bên trong không chỉ trở nên dồn dập hơn mà còn càng lúc càng lớn. Bên trong phòng tổng thống, lúc này cuộc chiến đang diễn ra rất ác liệt. Có lẽ là cánh đồng đã lâu không được tưới nước, bây giờ vừa được tưới, nơi sâu trong cánh đồng lập tức trở nên phì nhiêu. Tiêu Mạn Y điên cuồng đòi hỏi từ dưới lên trên. Một lúc lâu sau đến khi mệt mỏi, cô ta mới bị Trần Đức đẩy về phía trước, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ chữ, hoang, màu xanh được khắc ở nơi cực kỳ quyến rũ. Hai cơ thể chồng lên nhau, áp sát rồi lại tách ra, sau đó lại áp sát, Trần Đức và Tiêu Mạn Y dùng cách đặc biệt này để tâm sự về một năm xa cách. Nửa giờ trước hai người còn ở trên sofa, nửa giờ sau đã vào phòng làm việc. Nguyệt Nha ở ngoài cửa tường rằng đã kết thúc, đợi chừng hơn 10 phút thấy cũng đã ổn nên mới mở cửa đi vào, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy hai người vẫn đang chiến đấu hăng say trong phòng làm việc. Thật tình cờ là cô ta vừa đúng lúc nhìn thấy nơi cao vút của Trần Đức. Đột nhiên cô ta hoảng sợ đi ra. Khốn khiếp, lâu thế, Nguyệt Nha lẩm bẩm, ngoài miệng nói như vậy nhưng trong đầu lại bất giác nhớ lại cảnh vừa rồi, sắc mặt cô đỏ bừng. Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy thứ lớn như thế. Nó lớn đến mức đáng sợ, nhưng dường như lại rất hấp dẫn, có ma lực đặc biệt. Quái lạ, trước đây mình chưa có suy nghĩ này bao giờ, Nguyệt Nha khó hiểu, ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy có lẽ là vì trước đây toàn thấy của người đã chết. Không được. Không được, mau quên đi. Nguyệt Nha lắc đầu, chỉ tiếc là không những không quên được, ngược lại hình ảnh càng ngày càng rõ, thậm chí cô ta còn không kìm được bất giác tự thay Tiêu Mạn Y trong cảnh vừa rồi thành mình. Đêm nay đã định sẵn là đêm không ngủ. Không chỉ Trần Đức và Tiêu Mạn Y, mà Phỉ Tứ, Nguyệt Nha và nhóm vệ sĩ bên ngoài cũng không nhận được mệnh lệnh, không dám rời đi, chỉ chờ ở ngoài. Suốt đêm, mãi đến hơn 9 giờ sáng hôm sau Trần Đức mới bước ra. Trong tinh thần của anh có vẻ không được tốt lắm. Tinh lực của Tiêu Mạn Y quá dồi dào, cả đêm không ngừng nghỉ. Ban đầu Tiêu Mạn Y là của anh, về sau anh là của Tiêu Mạn Y. Mãi đến khi trời sáng làm xong lần cuối cùng, anh mới dỗ được cô ta ngủ rồi lén chuồn ra ngoài, lúc này anh chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, chỉ muốn vùi đầu ngủ say. Tiếc là hôm nay Trần Đức đã đồng ý sẽ giúp Diêm Thanh Nhã giải quyết chuyện của chồng cô ta, anh phải đến đó một chuyến, đồ của anh vẫn ở nhà. Nếu về muộn chưa biết chừng sẽ bị người đàn ông kia ném ra đường. Hừ,
Nguyệt Nha nhìn thấy Trần Đức thì hừ lạnh, lầm anh một cái rồi đẩy cửa đi vào phòng Tổng thống. Trần Đức khó hiểu, đúng lúc này Phi Tứ chạy tới, tôi chọc giận gì cô ấy à? Tôi đâu biết, Phi Tứ cả đêm không ngủ nhưng trông tinh thần rất tốt, với hắn ta mà nói, thức đêm là chuyện bình thường như cơm bữa. Hắn ta kéo Trần Đức sang một bên, giơ ngón cái lên, đại ca thật lợi hại. Chuyện gì cơ, Trần Đức ngạc nhiên. Đại ca đừng giả vờ nữa, tối qua xảy ra chuyện gì trong lòng anh không rõ à, Phi Tứ nháy mắt, ra vẻ anh hiểu mà. Trần Đức đột nhiên hiểu ra, thường thôi, thường thôi. Thế này mà vẫn là bình thường, đó là đại tỷ của chúng tôi, anh làm người đàn ông của cô ấy đồng nghĩa với việc là đại ca của chúng tôi. Phi Tứ kích động nói, đại ca, sau này anh phất lên rồi đừng quên những ngày tháng tháng em này xách giày cho anh nhé. Trần Đức, mọi người đều là bạn, đương nhiên tôi sẽ không quên anh. Thập nương ngủ rồi, tôi còn có việc phải đi đây, anh về sớm đi, tôi phải về nhà một chuyến, Trần Đức dặn dò. Có cần tôi đưa anh đi không? Không cần đâu, tôi gọi xe là được rồi, khi nào Đàm Thu dậy thì anh đưa cậu ấy về. Đại ca yên tâm, tôi nhất định sẽ lo cho cậu ấy. Sau khi dặn dò xong xuôi, Trần Đức rời khỏi khách sạn, gọi một chiếc taxi đi thẳng đến căn nhà thuê. Khi anh về đến nhà đã là 9 rưỡi, anh hẹn Diêm Thanh Nhã 10 giờ, vì thế anh ăn vài cái bánh bao ở dưới nhà trước rồi mới lên. Vừa đến 10 giờ thì có tiếng gõ cửa vang lên, có lẽ đêm qua Diêm Thanh Nhã ngủ không ngon, trông cô khá mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm nhạt. Có lẽ vừa ngủ dậy, cô ta còn chưa kịp thay quần áo ngủ, bộ đồ ngủ ren trắng để lộ cánh tay thon thả của cô mặc dù đã 42 tuổi, nhưng thân hình nóng bỏng của cô ta không hề thua kém các cô gái trẻ. Gương mặt nhìn như chỉ mới hơn 30, có thể gọi là trẻ mãi không già. Chị dâu, nhìn thấy cô ta, Trần Đức mỉm cười chào. Hồi trẻ chắc chắn Diêm Thanh Nhã là một mỹ nhân, bây giờ dù đã là mẹ nhưng làn da cô vẫn mịn màng, căng bóng, rõ ràng đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn khiến người ta có ảo giác chỉ là một thiếu nữ. Phụ nữ kiểu này có một loại khí chất riêng mà những người phụ nữ chưa chồng không bao giờ có được. Trần Đức thật sự không hiểu vì sao ở nhà đã có một người vợ đẹp thế này mà chồng cô ta vẫn ra ngoài tìm kiếm thú vui mới. Thật đáng tiếc cho một người phụ nữ như vậy, cô đơn một mình quanh năm chưa nói, còn bị coi là máy rút tiền, thường xuyên bị tức chết. Diêm Thanh Nhã nhận thấy ánh mắt không chút cổ kỵ của Trần Đức, chẳng những không căng thẳng mà ngóc lại còn mong anh nhìn thêm vài lần, cô ta cố ý đứng thẳng người cho anh quan sát, khóe môi cong lên cười trộm. Dù sao Trần Đức cũng là một chàng trai trẻ tinh lực dồi dào. Đẹp trai lại có năng lực. Mà cô ta thì đã đến độ tuổi như hồ như sói, mười mấy năm nay tên đàn ông khốn kiếp kia đêm không về nhà, dù có về cũng chẳng ngủ cùng nhau, đã rất lâu rồi không làm chuyện đó, trong lòng cô ta cũng khá khao khát. Những năm nay, cô ta đã mệt mỏi với việc tự giải quyết một mình trong đêm. Trần Đức rất có định lực, không hề cảm thấy khó chịu trước những động tác nhỏ này của Diêm Thanh Nhã, có lẽ là vì đêm qua anh với Tiêu Mạn Y quá điên cuồng nên vẫn đang kiệt sức. Mỉm cười mời Diêm Thanh Nhã vào phòng, Trần Đức hỏi, chị dâu đã ăn sáng chưa? Còn gọi tôi chị dâu cái gì? Diêm Thanh Nhã lườm anh, sau này gọi tôi là Thanh Nhã hoặc chị Thanh Nhã đi, tôi và người đàn ông kia từ lâu đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Diêm Thanh Nhã lập tức phủi sạch quan hệ với người đàn ông kia, sau đó nói tiếp, sáng nay tôi ăn một ít rồi, không ăn nhiều. Tối qua thấy cậu không ở nhà nên sáng nay tôi qua sớm một chút xem thế nào. Nếu cậu đã về rồi thì để tôi về thay quần áo đã rồi lại tới. Vậy khi nào anh ta tới? Trần Đức hỏi. Hai, không biết, tên đó chưa bao giờ đúng giờ. Nói đến chuyện chính, khuôn mặt Diêm Thanh Nhã lộ rõ vẻ buồn bã, cứ nghĩ đến ngôi đàn ông đó là cô ta lại thấy đau đầu. Bát Hoang à, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cậu đừng cứng rắn với anh ta là một tên vô lại, nếu vì anh ta mà cậu gặp chuyện thì chị sẽ áy náy. Chị Thanh Nhã yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Xử lý một tên côn đồ các kẻ không phải chuyện gì to tát với Trần Đức, nhưng trong mắt Diêm Thanh Nhã, đây lại là chuyện rất phiền phức, cô ta đã muốn ly hôn với người đàn ông kia từ lâu rồi. Cô ta cũng từng báo cảnh sát, đệ đơn kiện, nhưng đều vô ích. Quan Thanh Liêm khó giải quyết việc riêng, hầu như chẳng ai muốn quan tâm, ngay cả họ hàng của cô ta cũng thờ ơ, không muốn mình gặp phiền phức. Cảm ơn cậu nhé Bát Hoang, cho dù có đàm phán thành công hay không. Sau khi xong chuyện chị vẫn sẽ mời cậu đi ăn, Diêm Thanh Nhã nở nụ cười, nói với Trần Đức, muốn ăn gì cũng được. Ăn chị thì sao, câu này Trần Đức cũng chỉ nghĩ trong lòng, đương nhiên sẽ không nói thẳng ra như vậy. Được, vậy tôi không khách sáo nhé, Trần Đức đáp. Tôi về thay quần áo trước đã,
Diêm Thanh Nhã cười khẽ, xoay người rời đi. Có lẽ vì mải suy nghĩ chuyện sắp tới nên Diêm Thanh Nhã không tập trung, xoay người vừa đi được hai bước đột nhiên bước hụt, lập tức mất trọng tâm. Ai ya, cô ta hét lên, áo ngủ bay phấp phới, người lao xuống đất, mặt mày tái nhợt. Khi cô ta đang hoang mang thì một bóng người nhanh chóng vụt đến, sau đó cô ta cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo mình, cơ thể nhẹ đi rồi gắng gượng đứng vững lại. Ngước mắt lên nhìn, người này không phải ai khác mà chính là Trần Đức. Lúc này hai người đang giữ tư thế anh hùng cứu mỹ nhân tiêu chuẩn trên TV. Bàn tay hơi lạnh của Trần Đức đặt trên vòng eo thon của Diêm Thanh Nhã, khoảng cách quá gần, cô ta có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương nam tính trên người đối phương. Nhìn khuôn mặt đường nét rõ ràng và đôi mắt lộ vẻ hơi lười biếng của Trần Đức, Diêm Thanh Nhã cảm thấy như tắm gió xuân, khuôn mặt xinh đẹp chợt hiện lên một vệt ứng hồng. Đối mặt với Trần Đức, cô ta có cảm giác tim đập nhanh hơn, giống như trở lại thời trẻ, trong lòng cảm thấy hơi ngượng ngùng, xấu hổ. Theo lý mà nói, cảm xúc như này sẽ không xuất hiện trong lòng phụ nữ o độ tuổi như cô ta, nhưng chúng lại xuất hiện, còn tới một cách bất chợt khiến cô ta hoang mang không biết làm thế nào. Bát Hoang, Diêm Thanh Nhã khẽ gọi, ánh mắt phức tạp, lồng ngực rộng lớn và hơi thở nam tính của người thanh niên trẻ tuổi trước mặt khiến cô ta có cảm giác an toàn chưa từng có, hy vọng anh sẽ không bao giờ buông tay. Trần Đức cứ ôm Diêm Thanh Nhã như vậy, khoảng cách giữa hai người quá gần, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên cơ thể cô ta, giống như trong lòng anh không phải một người phụ nữ mà là một miếng ngọc mềm mại ấm áp, khiến người ta muốn sờ. Chị Thanh Nhã không sao chứ? Trần Đức nghe thấy tiếng gọi của Diêm Thanh Nhã thì đỡ cô ta dậy, nhẹ nhàng hỏi. Không thể ôm thêm một lúc sao? Biết thế đã không gọi cậu. Trong đầu Diêm Thanh Nhã hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ, cảm thấy mặt hơi nóng, biết mình đã mất bình tĩnh, cô ta vội vàng che giấu, không. Không sao, làm tôi hú hồn một phen, may mà có cậu. À đúng rồi, tốc độ vừa rồi của cậu. Nhanh thật đấy, nhanh ư, chỉ là tốc độ bình thường thôi. Tuy nhiên tốc độ bình thường này so với người thường đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng đương nhiên Trần Đức sẽ không giải thích, anh chỉ nói, tôi thấy hôm nay chị không có tinh thần lắm nên vẫn luôn dõi theo chị. Trên thực tế, từ tối qua sau khi Liễu Thiên Thành bói xong, ngay khi Diêm Thanh Nhã vào cửa, Trần Đức đã vô tình nhìn thấy tai họa sắp xảy đến với cô ta, hơn nữa cảm giác đó còn rất rõ ràng. Vì vậy anh luôn nhìn theo Diêm Thanh Nhã, muốn xem có phải thật không. Suy đoán được xác thực. Trong lòng Trần Đức ngạc nhiên, đồng thời cũng thấy may mắn. Nếu anh không đỡ kịp thời, rất có thể vừa nãy Diêm Thanh Nhã đã ngã chấn động não. Bát Hoang, cảm ơn cậu, hiển nhiên Diêm Thanh Nhã rất sợ hãi, tia ửng hồng biến mất, khuôn mặt lại trở nên tái nhợt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói ồm em mờ, thô lỗ, tôi đang nghĩ sao mụ này có thể dám bảo tôi tới chậm vài ngày, còn muốn nói chuyện với tôi, hóa ra là đã kiếm được một chàng trai trẻ. Khi giọng nói không hòa nhã này vang lên, ở cầu thang cũng xuất hiện một nhóm người, tổng cộng có 5 người, người đi đầu chừng 45, 46 tuổi, đầu chọc, mắt to mày rậm, sống mũi cao, môi dày, cao lớn thô kệch. Trên mặt hắn ta còn có một vết sẹo dài từ khóe mắt trái đến tận mang tai, khá gớm ghiếc. Hắn ta mặc áo cộc tay, cánh tay để trần đầy hình xăm, nhưng không nhìn ra xăm hình gì. Chỉ dáng vẻ này thôi cũng đủ khiến người bình thường kinh hãi. Phía sau hắn ta còn có 4 người thanh niên, lớn thì 22, 23 tuổi, nhỏ thì chỉ chừng 18, 19. Ai nấy đều để kiểu tóc dựng đứng kỳ dị, mặc quần bò rách cùng với áo di lê, miệng ngậm thuốc lá, bước đi ngông nghênh, tự đại. Người đàn ông cao lớn thô kệch chẳng chút khách khí, dùng một cước đá văng cánh cửa khép hờ, bước từ bên ngoài vào, nghênh ngang ngồi xuống sofa, cầm lấy quả táo trên bàn trà bắt đầu gặm. Sau khi tiến vào nhà, bốn gã thanh niên lập tức đập phá đồ đạc trong phòng khách, loàng xoảng. Binh, bốp, bình hoa, hồ cá, tivi. Tất cả đều không thoát khỏi số phận bị đập nát. Các người mau dừng tay, Diêm Thanh Nhã có hơi hoảng sợ, bất giác lui về sau hai bước, nhưng thấy đồ đạc bị phá hỏng. Cô ta cố lấy dũng khí hô, Thái Dũng, tôi bảo anh dừng tay. Thái Dũng chính là tên đàn ông kia. Thái Dũng thản nhiên gặm táo, về mặt hống hách, nói bằng giọng điệu khinh thường, đồ đàn bà xấu xa. Đập ít đồ mà thôi, hét lên như thế làm gì? Ai bảo cô gian díu với thằng danh con này, tôi không được quyền đập đồ của cô à? Thái Dũng, anh chớ có nói bậy, tôi và cậu ấy không phải như vậy. Diêm Thanh Nhã giận run lên, cô ta không hề làm gì cả, vậy mà lại bị chụp một cái mũ lớn như vậy. Thân là người đàn ông của Diêm Thanh Nhã, nhưng khi thấy cô ta ở cũng người đàn ông khác,
có vẻ như Thái Dũng không tức giận gì cho lắm. Mối quan hệ giữa họ từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa, hôm nay anh ta đến để đòi tiền mà thôi, còn chuyện hai người trước mặt có quan hệ gì với nhau hay không thì anh ta không quan tâm. Thái Dũng không để ý đến Diêm Thanh Nhã, để mặc cho đám đàn em xới tung phòng khách lên, sau đó đến phòng ngủ, nhà bếp, có thể đập đều đập hết, ngay cả đồ của Từ Hàm cũng không buông tha. Trần Đức không ngăn cản, anh lặng lặng đứng nhìn, để mặc bọn họ đập phá. Có điều, không ai chú ý đến, sâu trong mắt anh ngày càng trở nên lạnh lẽo. Thái Dũng, hôm nay anh đã đến thì nói chuyện cho rõ một lần, mau bảo bọn họ dừng tay, Diêm Thanh Nhã lại lần nữa quát lên. Nhưng Thái Dũng chẳng chút để tâm, anh ta nhìn về phía Trần Đức, tên nhóc kia, trông cũng trắng trẻo điển trai đấy, chắc là con nhà giàu hà. Nói đi, mày gian díu với vợ tao, định trả tao bao nhiêu tiền đây? Lúc này, Trần Đức mới cười khẩy một tiếng, bước đến ngồi xuống ghế sofa đối diện Thái Dũng, nghe nói anh tìm chị Thanh Nhã đòi 5 triệu. 5 triệu, đó là giá cả lúc trước, giờ thì khác rồi, để tao bắt được chúng mày vụng trộm sau lưng tao, vậy đi, thêm 1 triệu nữa, 6 triệu, thiếu một đồng cũng không được. Thái Dũng nói rất thản nhiên, anh ta chẳng chút quan tâm đến trong sạch của Diêm Thanh Nhã, trong mắt anh ta chỉ có tiền, hơn nữa, hôm nay nhất định phải lấy cho bằng được. Nếu không anh ta sẽ gặp rắc rối to, chủ nợ sẽ không bỏ qua cho anh ta. Thái Dũng, anh là đồ khốn kiếp, vụng trộm gì hà? Suốt mấy năm nay anh thường xuyên không về nhà, một mình tôi cố sức nuôi con, nào có thời gian nghĩ đến những chuyện đó, mặc dù Diêm Thanh Nhã cũng có nhu cầu về phương diện đó, nhưng đã nhiều năm trôi qua, cô ta chưa từng làm gì cùng người khác. Thái Dũng đòi tiền thì cũng thôi đi, nhưng không ngờ lại còn với bẩn sự trong sạch của cô ta. Cô ta tức giận đến mức mặt trắng bệch, cô tính hay thật đấy, ở đây đến phiên cô lên tiếng à? Thái Dũng hung hăng trừng mắt, tiện tay ném quả táo trong tay vào đầu cô ta. Diêm Thanh Nhã theo bản năng ôm lấy đầu, tuy nhiên, Trần Đức đã nhanh tay tiếp được quả táo kia. Nhóc con, xem ra mày cũng có chút bản lĩnh đấy, khó trách dám đối mặt nói chuyện với tao. Thái Dũng bắt chéo chân, gác lên bàn, tùy tiện nói, tao là người sòng phẳng, bỏ ra 6 triệu, mày thích vụng trộm thế nào tùy mày, bằng không, chậc chậc, chớ trách tao không khách khí. Tao đập chết mày, Trần Đức nổi khùng lên, lúc chưa gặp Thái Dũng, anh còn ôm một chút hy vọng với gã đàn ông này, ngẫm nghĩ dù sao cũng là chuyện nhà, tốt nhất nên ngồi xuống trò chuyện một phen. Không ngờ cái tên này lại đối xử với vợ mình như vậy, quả thật không bằng heo chó mà. Trần Đức thuận thế đứng lên, nện quả táo trong tay vào mặt Thái Dũng. Vo, anh dùng hết sức, quả táo nện vào mặt Thái Dũng nát bươm, đồng thời cũng đánh nát cái vẻ căng căng trên mặt anh ta. Không ai ngờ Trần Đức lại đột ngột ra tay, cảnh tượng trước mắt dọa Diêm Thanh Nhã hét toáng lên, còn Thái Dũng thì trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa kịp định thần. Mặt anh ta thộn ra, một lát sau, mày cau chặt lại, khuôn mặt đầy sẹo sầm xuống, trông cực kỳ dữ tợn. Má nó, Thái Dũng giơ tay gạt vụn táo trên mặt, ánh mắt cực kỳ dữ tợn. Anh ta đứng bật dậy, tức giận quát, nhóc con, mẹ kiếp, mày muốn chết đúng không? Đám đàn em của anh ta chú ý tình huống bên này, không đợi anh ta lên tiếng, cả đám đã quơ lấy vũ khí lao đến, vây xung quanh Trần Đức. Các người muốn làm gì? Đây là nhà của tôi, không ai được ra tay đánh người, Diêm Thanh Nhã hoàn hồn, vội ngăn trước người Trần Đức, Thái Dũng, anh đến để đòi tiền đúng không? Muốn tiền thì bảo bọn họ lui ra. Lui ra à, mơ hà, à chết dẫm kia, cô bênh người ngoài đúng không? Hôm nay ông đây không chỉ lấy tiền mà còn muốn đập thằng khốn này. Đứng được ra đó làm gì, lôi à đàn bà này ra, đánh chết nó cho tao, Thái Dũng quát đám đàn em. Bốn tên kia lập tức xông lên, lôi Diêm Thanh Nhã ra, nhào về phía Trần Đức. Bát hoang, cẩn thận, Diêm Thanh Nhã hét lên. Ánh mắt Trần Đức vô cùng bình tĩnh, tung cước đá bay một tên ngay tại chỗ, kế đó, anh quơ lấy đĩa trái cây trên bàn trà, nện thẳng về phía ba người còn lại. Mặc dù bị vây công, nhưng Trần Đức lại chiếm được ưu thế, không đến một phút, bốn tên đàn em đã bị giải quyết. Nhìn thấy cảnh này, Diêm Thanh Nhã trợn trừng hai mắt, không dám tin vào mắt mình. Trần Đức quá mạnh mẽ, một địch bốn mà vẫn thắng. Diêm Thanh Nhã há hốc mồm, thật khó có thể tin, Trần Đức ngày thường rất nho nhã, lịch thiệp, cực kỳ dịu dàng với cô ta và Tử Hàm lại là một người lợi hại như vậy. Đồng thời Thái Dũng cũng không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, anh ta căn bản không có thời gian để tham dự. Đệt, một lũ rác rưởi, thấy bốn thằng đàn em nằm dưới đất, Thái Dũng thầm mắng một câu, anh ta không hề cảm thấy sợ hãi vì bốn người đã bị đánh ngã.
Bởi vì anh ta vẫn còn át chủ bài chưa xuất hiện. Bốn tên này là đàn em của anh ta, nhưng hôm nay anh ta đến đây đòi tiền là vì lỡ trêu phải một nhân vật lớn, lúc này người đó đang ở dưới lầu. Hơn nữa còn dẫn theo khoảng 20-30 tên thuộc hạ. Những người đó bây giờ đang theo dõi anh ta, nếu anh ta không đòi được tiền thì vị đại ca ở dưới lầu sẽ đích thân đi lên. Chỉ là một thằng nhóc 20 mấy tuổi mà thôi, Thái Dũng căn bản không thèm đếm xia, từ đầu đến giờ, anh ta còn không thèm hỏi tên đối phương là gì. Cho dù đấm đá giỏi thì đã sao, một mình hắn có thể đánh lại 20-30 người chắc. Hơn nữa, thằng nhóc như này, anh ta có thể tự mình giải quyết. Này nhóc, bây giờ mày lập tức tự chặt đứt hai tay sau đó chuyển tiền vào thẻ cho tao, nếu không. Thái Dũng đưa tay ra sau lấy một cây mã tấu đặt trên bàn trà, sau đó châm thuốc, phì phèo nhả khói. Một đôi mắt u ám nhìn Trần Đức qua làn khói thuốc, tiếp tục nói, cây mã tấu này đã bên cạnh tao 15 năm. Trong 15 năm qua đã có 78 người bị nó chặt đứt tay, 136 người bị chặt đứt chân, 373 người bị đâm xuyên. Nhóc à, nếu mày là một người thông minh thì nên biết mình phải làm gì tiếp theo. Thái Dũng lặng lẽ ngồi hút thuốc, đợi Trần Đức đưa ra lựa chọn. Một người trẻ tuổi như vậy, anh ta đã xử lý quá nhiều. Chỉ cần dọa bừa vài câu, có đứa nào không sợ hãi mà ngoan ngoãn đưa tiền. Huống hồ, anh ta thực sự không phải đang dọa Trần Đức. Bây giờ anh ta đã đến bước đường cùng, nếu không lấy được số tiền này thì từ nay về sau không những không thể tồn tại ở khu vực này mà còn rất có khả năng bị đánh gãy tay chân. Nếu Diêm Thanh Nhã dám không đưa tiền, anh ta sẽ kéo Diêm Thanh Nhã cùng gặp họa. Dù sao thì cũng không còn con đường nào nữa. Thêm một Diêm Thanh Nhã, thêm một thằng oát con thì có là gì? Tôi sẽ đưa tiền, Thái Dũng, anh đừng hại người vô tội, Diêm Thanh Nhã hoảng sợ nói. Tôi đã gọi người đến xem căn nhà này và nhà của tôi rồi, chỉ cần tôi lên tiếng, bọn họ có thể lập tức ký hợp đồng thanh toán ngay. Cô ta không muốn Trần Đức bị cuốn vào chuyện gia đình của cô ta, 6 triệu, cô ta bán nhà đi sau đó nỗ lực làm việc chăm chỉ, không chừng có thể gom đủ. Xem như cô biết điều, Thái Dũng cười khẩy, đàn bà chính là đàn bà, nhát như thỏ đế, mới dọa một tí đã có thể lấy được tiền rồi. Loại đàn bà này bình thường không có tác dụng gì cả. Nhưng làm ATM cũng được phết. Được rồi, anh nhất định không được ra tay, tôi sẽ gọi người mua nhà đến đây ngay. Sắc mặt Diêm Thanh Nhã tái mét, cô ta lấy điện thoại di động ra, đang định gọi người đến ký hợp đồng, đúng lúc cô ta chuẩn bị nhấn nút gọi thì bị Trần Đức túm chặt tay, đưa tiền cho loại rác rưởi này còn không bằng đem đi đốt, ít nhất còn có thể soi ấm. Tay Diêm Thanh Nhã run lên, Trần Đức đã lấy điện thoại khỏi tay cô ta, sau đó mỉm cười bước đến chỗ Thái Dũng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây mã tấu đầy tuổi tác, anh có thể cầm nổi cây mã tấu này không? Sắc mặt Thái Dũng ngày càng trở nên u ám, trong mắt lóe lên một tia hung hãn. Người thanh niên này thật sự là đang khiêu khích anh ta mà. Trước mặt mấy thằng đàn em, nếu như anh ta còn không làm gì đó thì sau này sao mà chỉ huy người khác được? Đệt mẹ, tao giết chết mày, Thái Dũng vứt đầu lọc thuốc lá xuống, đưa tay về phía mã tấu. Gần như cùng lúc, Trần Đức cũng ra tay rồi. Một cái tát phung ra, sức lực rất mạnh, bốp, một cái tát chói tai đột nhiên vang lên, Thái Dũng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn từ trên mặt truyền đến, đầu óc choáng váng, hai mắt nổ đom đóm, bàn tay đang đưa ra bất giác run cầm cập. Trước khi anh ta định thần lại, Trần Đức lại tiếp tục tát vào vị trí cũ một tát nữa. Đầu của Thái Dũng kêu ong ong, một nửa khuôn mặt của anh ta cũng lập tức sưng lên, máu mũi thi nhau chảy xuống. Con mẹ nó, Thái Dũng lắc đầu vài cái. Bây giờ anh ta chỉ có một suy nghĩ, đó là cầm mã tấu. Chỉ tiếc là bởi vì sự do dự lúc nãy của anh ta cho nên cây mã tấu đã xuất hiện trong tay của Trần Đức. Trần Đức giễu cợt nói, đây chính là cây mã tấu mà anh đã chém không biết bao nhiêu người sao. Không phải chỉ là một thanh sắt vụn à. Khi anh vừa nói xong câu đó, một cảnh tượng khiến người khác kinh ngạc đã xảy ra. Cây mã tấu làm bằng sắt cứng đang nằm trên tay Trần Đức bị anh vứt nhẹ xuống đất một cái. Rắc, cây mã tấu dài nửa mét đột nhiên bị gãy thành hai khúc. Thái Dũng và mấy tên đàn em lập tức chết lặng, sắc mặt ai nấy cũng vô cùng sợ hãi. Đó là mã tấu đấy, nơi dày nhất cũng phải 2 cm, vậy mà lại bị tên này làm gãy. Chuyện này cần phải có sức lực mạnh đến thế nào chứ? Một tên đàn em độ 18, 19 tuổi không khỏi nuốt nước bọt, nếu không được tận mắt chứng kiến thì ai mà tin đóc. Tao nói với mày rồi. Thái Dũng cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, cây mã tấu đã đi theo anh ta suốt nửa đời người cứ như vậy mà bị gãy rồi, anh ta tức giận đến nỗi cả mặt đỏ bừng,
nhấc một chiếc ghế lên định giáng về phía Trần Đức. Trần Đức nhanh nhẹn né được đòn công kích của Thái Dũng, một cước đá vào người anh ta. Thái Dũng liên tục lùi lại, cuối cùng ngồi bệt xuống bên cửa. Cú đá này đã giúp cho đầu óc anh ta trở nên tỉnh táo hơn một chút. Anh ta không phải là đối thủ của tên oát con này. Dù không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật. Thằng oát con, có gan đừng đi, mày đợi đấy cho tao. Thái Dũng lợi dụng tình thế bỏ ra ngoài cửa, vội vàng trốn chạy. Bốn tên đàn em của anh ta cũng vội vã chạy theo, không dám nán lại dù chỉ nửa phút. Diêm Thanh Nhã hoàn toàn chết lặng, mọi chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, khi cô ta hoàn hồn thì Thái Dũng đã chạy mất dạng rồi. Trần Đức, nhanh lên, anh ta về gọi người rồi. Khi thấy Thái Dũng bỏ đi, Diêm Thanh Nhã không hề vui mừng, cô ta hiểu rất rõ, biết rằng anh ta nhất định sẽ quay lại. Không sao, tôi cũng hy vọng anh ta gọi cứu binh đến, có bao nhiêu tiếp bấy nhiêu, Trần Đức bình tĩnh nói. Đối phó với loại vô liêm sỉ như này thì phải khiến đối phương hoàn toàn tuyệt vọng, vĩnh viễn không bao giờ dám bước chân đến đây nữa. Nếu không phải nghĩ đến chuyện bản thân không còn thân phận như trước kia, không thể tùy ý giết người, thì với cái tát vừa rồi Thái Dũng sớm đã bỏ mạng rồi. Trần Đức an ủi Diêm Thanh Nhã, nói với cô ta sẽ không có chuyện gì đâu, một lúc lâu sau Diêm Thanh Nhã mới bán tín bán nghi ngồi xuống đợi Thái Dũng quay lại với Trần Đức. Lúc này có ba chiếc xe van đang đậu dưới lầu trong tiểu khu. Bên cạnh xe là một đám người đang hút thuốc không biết đang bàn tán chuyện gì. Nhìn thấy Thái Dũng, tất cả bọn họ đều thu lại vẻ mặt vui cười, đứng sát lại với nhau. Trong đám người, có một người đàn ông chừng 30 tuổi bước ra, trông thần thái thì chắc hẳn là đại ca của đám người kia, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Anh Lộ, tên kia ra ngoài rồi, một người tiến lên nhìn chằm chằm về phía Thái Dũng, có vẻ là không lấy được tiền. Hừ, lần này nhất định phải bắt hắn trả tiền, mẹ nó. Hôm qua tao bị thiệt hại nặng nề, hôm nay phải bù lại mới được. Nếu hắn không trả tiền thì đánh gãy chân hắn, người đàn ông được gọi là anh Lộ mắng mỏ. Anh Lộ, lần này anh đích thân đến nơi, hắn dám không đưa sao, tên này lại nói tiếp. Anh Lộ, hôm qua em đã nhờ anh em gom góp cho anh ít tiền để mua một chiếc xe mới. Anh cũng đừng quá buồn nữa, sông có lúc người có khúc, tên khốn Hoàng Dương kia nhất định sẽ gặp báo ứng thôi. Ha ha, chỉ có mày hiểu chuyện. Người đàn ông này không ai khác chính là Lộ Tùng Minh, kẻ đã dọa dẫm Trần Đức trong bệnh viện ngày hôm qua. Hắn vốn là một thủ lĩnh nhỏ của thế lực ngầm, tuy thân phận không bằng Hoàng Dương nhưng loại người như Thái Dũng cũng chỉ xứng xách dép cho hắn. Vài ngày trước, Thái Dũng chạy đến sòng bạc do hắn phụ trách làm chuyện gian dối bị bắt được. Lộ Tùng Minh cũng đã tìm hiểu về tình hình của Thái Dũng, hắn muốn nổi tiếng giang hồ, nhưng đã lăn lộn hơn 10 năm rồi vẫn không làm nên tên tuổi gì cả. Còn suốt ngày giả vờ giả vịt, huênh hoang khoác lác khắp nơi. Nếu không phải hắn biết anh ta có một cô vợ và hai căn nhà, có thể kiếm được ít tiền thì dựa vào chuyện gian dối kia đã có thể chặt đứt hai cánh tay của anh ta rồi. Đại ca Lộ, từ xa Thái Dũng cùng với bốn đứa đàn em hối hả chạy về phía gần Lộ Tùng Minh, anh ta cúi thấp đầu chào, thay đổi dáng vẻ vênh váo trước đây. Đại ca Lộ, anh nhất định phải làm chủ cho em. Không lấy được tiền, vẻ mặt Lộ Tùng Minh lạnh lùng hỏi. Đại ca Lộ, không phải em không lấy tiền, à đàn bà kia đang định đưa tiền cho em, nhưng có một thằng oát con đã ngăn lại, còn đánh em và đám đàn em một trận. Thằng oát con đó rất có bản lĩnh, em cũng không phải đối thủ của hắn, Thái Dũng dè dặt nói, em thật sự là không còn cách nào khác, chỉ có thể đến tìm anh thôi. Ó, vợ mày đồng ý đưa mày nhiêu tiền? 3 triệu, Thái Dũng không nói thật, trong lòng tính toán muốn để dành một ít tiền cho bản thân. 3 triệu. Một tia tham lam lóe lên trong mắt Lộ Tùng Minh, nhưng không thể hiện ra ngoài rõ ràng, 3 triệu, chỉ đủ bồi thường tổn thất cho bọn tao mà thôi, nếu muốn tao ra tay thì phải thêm 2 triệu, nếu như có 5 triệu, tao sẽ đích thân dẫn người lên xem thử. Nếu không thể lấy được con số này thì mày tự mình giải quyết đi, hôm qua bị Trần Đức đánh gãy 3 chiếc răng nên bây giờ nói chuyện có hơi thông gió, Lộ Tùng Minh cực kỳ không quen, tay hắn bất giác sờ vào vị trí đó. Hàm răng đau nhức khiến hắn nhớ lại cái tát của Trần Đức ngày hôm qua, da đầu có chút tê dại. Khoản thiệt hại này, hắn không dám đi tìm Trần Đức để đòi lại. Có điều, đối với Thái Dũng, kẻ coi tiền như rác này sao hắn có thể bỏ qua được chứ? Dù sao mày cũng chỉ còn 1 giờ cuối cùng nữa thôi, nếu không kiếm được 3 triệu trong thời gian 1 giờ đồng hồ thì để 2 cánh tay của mày lại. Lừa gạt người khác là chuyên môn của Lộ Tùng Minh. Trông dáng vẻ kia nếu không có hắn thì Thái Dũng chắc chắn sẽ không thể lấy được 3 triệu, trong vòng 1 giờ, Thái Dũng cũng không tìm được người nào khác. Cách duy nhất lúc này chính là nhờ hắn giúp đỡ.
nếu không sẽ cụt tay. Lựa chọn thế nào, hắn tin là trong lòng Thái Dũng hiểu rõ. 5 triệu, 5 triệu thì 5 triệu, Thái Dũng nghiến răng nghiến lợi, 5 triệu vẫn có thể chấp nhận được, anh ta còn có thể giữ lại 1 triệu, chỉ cần đại ca lộ có thể giải quyết, em nhất định sẽ khiến ả đàn bà kia đưa ra 5 triệu. Được, người anh em, dứt khoát đấy, chuyện hôm nay, Lộ Tùng Minh đây sẽ lo liệu, cho dù là Thiên Vương lão tử, con mẹ nó hôm nay tao cũng sẽ giúp mày. Chốt được giá, Lộ Tùng Minh lập tức gọi Thái Dũng là anh em, cực kỳ nhiệt tình. Đại ca Lộ nghĩa khí quá, mặc dù trong lòng Thái Dũng rất không vui, nhưng ngoài mặt lại không dám gây chuyện này giải quyết xong, mong đại ca Lộ cho thằng em này một cơ hội đi theo đại ca. Dễ bàn, 5 triệu, nhận thêm một tên đàn em, tất nhiên Lộ Tùng Minh sẽ đồng ý mối làm ăn này, nào anh em, cùng tao đi một chuyến, xem rốt cuộc là kẻ nào mà ngay cả người của Lộ Tùng Minh tao cũng dám bắt nạt. Một đám người rầm rộ kéo nhau lên lầu. Nửa phút sau, hai ba chục người đã xuất hiện trước cửa nhà Trần Đức. Lần này, cũng không có tiếng gõ cửa, đàn em của Lộ Tùng Minh trực tiếp đạp cửa mở ra, sau đó một đám người bên ngoài vọt vào, đứng ở hai bên, tràn đầy chiến ý. Ngay sau đó, Thái Dũng và Lộ Tùng Minh cùng nhau bước vào, vừa vào cửa, Thái Dũng đã hét lên, thằng nhóc kia, đại ca tao đến rồi, còn không mau ra đây quỳ xuống. Diêm Thanh Nhã hoảng sợ nhìn Trần Đức. Trần Đức ra hiệu cho Diêm Thanh Nhã đừng sợ, anh bình tĩnh quay đầu lại, muốn xem thử đại ca mà Thái Dũng nói là nhân vật như thế nào. Nhưng vừa nhìn thấy, anh đột nhiên cảm thấy cạn lời. Thật là trùng hợp, một ngày sau, lại gặp lại người đàn ông chạy BMW, Lộ Tùng Minh. Đồng thời lúc này, Lộ Tùng Minh cũng đã thấy Trần Đức. Thái độ vốn rất tự tin, thoáng cái liền thay đổi, nụ cười trên mặt cứng lại, Lộ Tùng Minh hoài nghi có phải bản thân đã nhìn lầm rồi không. Hắn vô thức dụi dụi mắt. Nhưng dáng vẻ của người trước mắt vẫn không hề thay đổi. Thoáng chốc, tâm trạng của hắn trở nên phức tạp. Ngoá, sao có thể như thế? Con mẹ nó, sao lại khéo như vậy chứ? Mặt Lộ Tùng Minh nhăn nhó, trong chốc lát, hắn cũng không biết nên nói gì. Thái Dũng hung tợn nói, nhóc con, tao đã nói rồi, hôm nay tao sẽ không bỏ qua cho mày, mau làm theo lời tao nói, chặt bỏ hai tay tạ lỗi với ông đây. Bằng không, đại ca tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. À, Trần Đức đảo mắt, nhếch mép cười, nhìn về phía Lộ Tùng Minh, hắn nói thật à. Sắc mặt Lộ Tùng Minh càng thêm khó coi, thấy nụ cười trên môi Trần Đức, hắn bất giác dùng mình, liền không chút do dự giơ tay tát thẳng vào mặt Thái Dũng. Bốp, cái tát cực kỳ dứt khoát khiến Thái Dũng sững sờ, đại ca, anh. Anh đánh em làm gì? Đánh mày à, đồ ngu, đánh mày là còn nhẹ đấy. Lộ Tùng Minh sợ hãi không thôi. Hắn nào dám trêu chọc Trần Đức, thân phận của người này. Nếu hắn biết người mà Thái Dũng nói là Trần Đức thì có cho 10 lá gan hắn cũng không dám đến. Nếu không phải hắn kịp phát hiện người đứng đối diện là Trần Đức, cứ tiếp tục hống hách ngang ngược thì e là hậu quả khó lường. Tên ngáo Thái Dũng này suýt nữa hại chết hắn rồi. Nghĩ đến đây, Lộ Tùng Minh càng thêm tức giận, Thái Dũng ngu ngốc, trước khi ra tay cũng không biết hỏi xem thân phận của đối phương thế nào, càng nghĩ càng tức, hắn lớn tiếng mắng xối xả, Thái Dũng. Mày cân được bao nhiêu ký hử? Mày là cái thá gì chứ? Mẹ kiếp, chẳng lẽ mày không rõ à? Ngay cả anh Trần mà này cũng dám gây. Mày biết anh ấy là ai không hà? Là bạn của anh Dương đấy. Loại hạ lưu như mày, mẹ kiếp, mày xách giày cho anh ấy còn không xứng. Nước bọt Lộ Tùng Minh văng tứ tung, không chỉ mắng, hắn còn ra tay đánh người, quyền đấm cước đá rơi trên người Thái Dũng. Bốn tên đàn em của Thái Dũng há hốc mồm, ánh mắt lộ vẻ thất vọng không thôi. Bọn họ vừa vào đời, còn Tông Thái Dũng là một tay tàn nhẫn, không ngờ anh ta lại hèn yếu thế này, giấc mộng cùng anh ta lăn lộn trong giang hồ, trở thành đại ca xã hội đen bỗng chốc tan thành mây khói. Còn đám đàn em của Lộ Tùng Minh thì kinh ngạc không thôi. Không phải nói đến giúp Thái Dũng sao? Sao giờ lại thành Thái Dũng bị đánh? Anh Lộ, đừng đánh, anh Lộ, Thái Dũng đau khổ van xin, anh ta không dám đánh trả, trước mặt Lộ Tùng Minh, tên cặn bã này ngoan ngoãn hệt như một con chó. Diệm Thanh Nhã kinh ngạc không thôi, hiển nhiên cô ta không nghĩ mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng như vậy, càng không ngờ Thái Dũng là một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nhớ lại mấy năm nay, Thái Dũng đã không ít lần ức hiếp mẹ con cô ta, Diệm Thanh Nhã càng cảm thấy người đàn ông này chẳng bằng heo chó, chỉ giỏi ra oai trong nhà. Lộ Tùng Minh đạp một cú vào bụng dưới Thái Dũng, đi, tao không đánh, tự mày đi qua xin lỗi anh Trần, nhanh lên. Thái Dũng có vóc người cao lớn, thô kịch, rõ ràng trông rất khôi ngô oai vệ,
nhưng lúc này anh ta đã sớm bị dọa mất mật, căn bản không dám phản kháng. Nếu anh ta phản kháng, không biết cái tên Lộ Tùng Minh độc ác này sẽ làm gì nữa. Thái Dũng run lẩy bẩy bước đến trước mặt Trần Đức, nhỏ giọng nói, thật. Thật xin lỗi, quỳ xuống nói, Lộ Tùng Minh quát, bịch, Thái Dũng bị dọa, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống, anh Trần, thật xin lỗi, tôi sai rồi, xin anh tha thứ cho tôi. Trần Đức thờ ơ không đáp, anh thật sự không biết Thái Dũng đã tu mấy kiếp mà có được phúc phận lớn như vậy, có thể lấy được một người phụ nữ như Diêm Thanh Nhã làm vợ. Vậy là anh ta lại không biết quý trọng, anh không có tâm tư so đo cùng loại người như hắn, liền quay sang hỏi Diêm Thanh Nhã, có đơn ly hôn đó không? Có, Diêm Thanh Nhã vội gật đầu. Hôm nay, cô ta vốn muốn dùng tiền để chấm dứt với Thái Dũng, nên vẫn luôn mang theo đơn ly hôn bên người. Diêm Thanh Nhã vội vàng lấy đơn ly hôn cùng một cây viết từ trong túi ra. Trần Đức nhận lấy, đọc lướt qua rồi ném tờ đơn kia cùng với bút đến trước mặt Thái Dũng, ký tên. Tôi, Thái Dũng muốn nói lại thôi, nếu ký thì hắn sẽ không bao giờ lấy được tiền nữa. Thất thần làm gì, má nó, mày bị điếc à? Bảo mày ký thì ký đi, Lộ Tùng Minh nổi giận mắng. Thái Dũng bị dọa run lập cập, vội vàng ký tên lên giấy, để đảm bảo. Diêm Thanh Nhã còn lấy ra một con dấu, sau đó yêu cầu Thái Dũng in dấu vân tay lên. Tinh, đúng lúc này, điện thoại của Trần Đức đột nhiên reo vang. Là giáo viên của Từ Hàm, Liễu Như Nguyệt, gọi đến. Anh Trần, anh mau đến bệnh viện một chuyến. Vừa tiếp điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng của Liễu Như Nguyệt. Một câu của cô ấy khiến tim Trần Đức vọt lên đến cổ họng, chuyện có liên quan đến Từ Hàm mới là điều Trần Đức để tâm nhất. Cô Liễu, đã xảy ra chuyện gì, Trần Đức hỏi. 5 phút trước, Từ Hàm đột nhiên té xỉu, bệnh tình chuyển biến nặng, hiện đang tiếp tục làm giải phẫu. Bên này đã tìm được tùy sống thích hợp, chỉ còn chờ anh tới ký tên nữa thôi. Cái gì, Trần Đức biến sắc, được, cô bảo bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi qua đó ngay. Chuyện của Từ Hàm không thể chậm trễ được, Trần Đức không có thời gian lãng phí với Thái Dũng. Anh bước nhanh đến trước mặt Thái Dũng, nắm lấy cổ áo anh ta. Cánh tay dùng sức nhấc anh ta lên khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, trên người anh tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố, nhiệt độ xung quanh thoáng chốc giảm xuống. Sau này mày còn dám quấy rối chị Thanh Nhã thì tự gánh lấy hậu quả, hiểu chưa hà? Thái Dũng bị bóp chặt cổ, sắp không thở nổi, anh ta liên tục giãy giụa, nghe được những lời của Trần Đức, liền gật đầu lia lịa, trong lòng hoảng sợ cùng cực. Ánh mắt Trần Đức quá đáng sợ, chỉ cần anh ta dám nói không, e là sẽ bị người này giết chết ngay tại chỗ. Cặp mắt kia hệt như ác ma, khiến anh ta sởn gai ốc. Hừ, Trần Đức buông Thái Dũng ra, không thèm lét nhìn anh ta, mà quay sang Lộ Tùng Minh, trông chừng hắn, đợi ký xong rồi hãy đi, biết không? Được, tôi hiểu rồi, Lộ Tùng Minh nói, anh Trần, anh định đi à, có cần tôi tiễn không? Trần Đức gật đầu, không từ chối Lộ Tùng Minh, hắn liền sắp xếp một tên đàn em cho Trần Đức. Chị Thanh Nhã, tôi muốn đến bệnh viện thăm Từ Hàm. Nếu ở đây xảy ra chuyện gì, chị cứ gọi điện cho tôi. Được, Diêm Thanh Nhã gật đầu, cậu đi nhanh đi, Từ Hàm quan trọng hơn. Trần Đức chào tạm biệt, rồi vội vã rời đi, có Lộ Tùng Minh ở lại, anh tin Thái Dũng sẽ không dám ho he phản kháng. Sự thật cũng đúng như thế. Dưới sự giám sát của Lộ Tùng Minh, Thái Dũng ngoan ngoãn ký tên và quỳ gối xuống xin lỗi Diêm Thanh Nhã. Diêm Thanh Nhã hung hăng cho hắn mấy cái bạt tai, coi như chút giận cho mình và cho con gái suốt mấy năm qua. Từ nay về sau, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Sau khi Thái Dũng ra khỏi cửa, Diêm Thanh Nhã khách sáo cảm ơn Lộ Tùng Minh giúp đỡ. Lộ Tùng Minh nói, chị đừng cảm ơn tôi, chỉ cần cảm ơn anh Trần là được. Thật ra hôm nay tôi đen là để dòi no, nếu không phải hắn. Lộ Tùng Minh bỏ lừng câu nói, nếu nói nữa sẽ có thêm cảm xúc dây dưa, hắn sẽ không dừng lại được, thế nên vội tạm biệt bỏ đi, lúc sắp đi còn lôi theo cả Thái Dũng. 3 triệu của Thái Đông. Hắn không định sẽ bỏ qua, phải khiến Thái Dũng nhà ra bằng đóc, không thì chặt phứt hai tay hắn ta. Khi bóng lưng họ đều đã đi khuất, Diêm Thanh Nhã thở dài một hơi, thật sự là Trần Đức đã giúp cô ta giải quyết rắc rối, đây là điều cô ta không ngờ tới, không biết cậu thanh niên đó rốt cuộc vai về lớn cỡ nào. Diêm Thanh Nhã thầm nhủ trong lòng, ở chung nhà với Trần Đức 3 tháng, mặc dù cuộc sống của anh trôi qua rất bình thường, nhưng thỉnh thoảng hai người nói chuyện với nhau, trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết. Trần Đức hoàn toàn không đơn giản. Qua chuyện ngày hôm nay, cô ta càng củng cố suy nghĩ này. Trong đầu, hình ảnh cậu thanh niên đó không ngừng xuất hiện,
nội tâm vốn đã lắng đọng nhiều năm của Diễm Thanh Nhã lúc này lại sôi động hẳn lên, rõ ràng Trần Đức vừa rời đi, có ta đã trông ngóng gặp lại anh rồi. Trên đường đến bệnh viện thành phố Tần, Trần Đức dục thuộc hạ của Lộ Tùng Minh tăng tốc, suốt quãng đường chạy tốc độ cao không ngừng nghỉ. Anh nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, sải bước đi thẳng lên tầng Từ Hàm đang nằm. Lúc này Liễu Như Nguyệt đang đứng trong hành lang, chờ đợi anh trong lo lắng, Từ Hàm đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, không có chữ ký của anh thì không thể thực hiện ca mổ. Nhìn thấy Trần Đức đến nơi, cô vội vàng chạy lên đồn, anh Trần. Từ Hàm sao rồi, Trần Đức hỏi. Hôm nay tôi tối thăm con bé, chơi trò chơi với nó, không ngờ tự dưng con bé chảy máu mũi, sau đó hôn mê bất tỉnh, lúc bác sĩ kiểm tra bảo phải phẫu thuật ngay. Cũng may hôm nay đã có tùy xương phù hợp, có thể phẫu thuật được, bây giờ chỉ còn chờ anh ký tên nữa thôi. Bên này, đi theo tôi. Liễu Như Nguyệt có sự quan tâm đặc biệt đối với Từ Hàm, hôm nay sau khi tan học, còn chưa thay bộ đồng phục trắng của giáo viên ra đã vội vàng đến đây ngay, không ngờ lại xảy ra chuyện, cô lo lắng vô cùng. Dẫn Trần Đức đến trước phòng mổ, một y tá đang cầm sẵn giấy tờ trong tay. Chào cô, đây là người giám hộ của Từ Hàm, Liễu Như Nguyệt nói. Vâng, chào anh, phiền anh ký tên vào đây, y tá đưa hồ sơ đã chuẩn bị sẵn ra, đưa cho Trần Đức. Trần Đức không suy nghĩ lập tức ký tên, đoạn nói, Từ Hàm đâu, tôi muốn thăm con bé một chút. Thưa anh, hiện giờ không được, cô bé vừa mới tỉnh, tinh thần không thể quá kích động được. Được, vậy các vị đi phẫu thuật mau đi. Xác suất thành công của cuộc phẫu thuật đạt khoảng gần 30%. Trong lòng Trần Đức căng thẳng cực độ, cho dù đã từng xông pha chiến trường, anh cũng chưa từng căng thẳng bao giờ. Trần Đức ký tên rồi, cuộc phẫu thuật mới tiếp tục tiến hành được, mấy bác sĩ bắt đầu cấp tốc hội chẩn, phân công nhiệm vụ trong ca mổ. Mọi người ngồi rải rác hai bên bàn họp, thảo luận sôi nổi, nhưng vị trí chủ tọa trên cùng lại trống không, nơi đó, vốn phải có một người ngồi. Người đó là người phẫu thuật chính cho Từ Hàm lần này, giáo sư nhiều năm kinh nghiệm, Khâu Kiệt. Hắn không đến tham gia hội chẩn, những bác sĩ phụ mổ vốn đã quen rồi, hắn ta có vai vế rất cao, được hưởng đãi ngộ cực kỳ tốt của bệnh viện, thái độ ngạo mạn, thông thường nếu chưa đến giây cuối cùng trước khi ca mổ bắt đầu sẽ không ai gặp được hắn. Giáo sư Khâu vẫn chưa đến à? Sau khi hội chẩn xong, một bác sĩ hỏi. Vẫn chưa, một bác sĩ phụ mổ lắc đầu. Vậy chờ thêm một chút vậy, trong mắt vị bác sĩ hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trước đây vào lúc này giáo sư Khâu đã có mặt mới phải, lần này lại dè dà mãi chưa đến, ai nấy đều lấy làm lạ, nhưng không ai dám gọi điện hối thúc. Tính tình giáo sư Khâu rất kỳ quặc, lần trước có một bác sĩ thúc giục hắn, kết quả hắn nổi điên lên, bảo giữa vị bác sĩ nọ và hắn chỉ có thể giữ lại một người. Rốt cuộc vị bác sĩ kia bị sa thải. Từ đó về sau, không ai dám ý kiến gì với Khâu Kiệt nữa, mọi người đều ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc này, ca mổ đã gần bắt đầu mà hắn vẫn chưa xuất hiện, cũng không ai dám gọi điện thoại, càng không dám đến phòng làm việc dục, chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi. Hai người phía Trần Đức đứng bên ngoài phòng mổ, nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Từ Hàm trong phòng mổ, ngực bỗng nhói đau như bị kim châm. Trong lòng bọn họ nóng như lửa đốt, mong ca mổ mau chóng bắt đầu, giúp Từ Hàm giảm bớt đau đớn. Vậy mà, đã nửa tiếng trôi qua, kíp mổ vẫn chưa ra khỏi phòng hội chẩn. Tuy Trần Đức chưa từng làm bác sĩ, nhưng trong quá khứ anh từng làm công việc phẫu thuật, cũng biết hội chẩn trước ca mổ nhiều lắm là 5 phút đồng hồ. Mà bây giờ đã nửa tiếng rồi, rất không bình thường. Anh cố dằn cơn giận trong lòng, đẩy y tá đang chắn trước cửa phòng xông vào trong, các người đang làm gì vậy? Em gái tôi đang nguy kịch, đã nửa tiếng trôi qua rồi sao còn chưa bắt đầu đi? Trần Đức bước lên phía trước, thấy kíp mổ không họp, mà đang chơi điện thoại di động, nhất thời trong lòng bốc lửa. Tinh mạng Từ Hàm đang nguy kịch, vậy mà, những bác sĩ này lại đang chối điện thoại. Trần Đức không nổi giận mà được à, Từ Hàm là người quan trọng nhất đối với anh, không ai có thể sánh được với cô bé. Cho dù anh có gặp phải bất trắc gì, Từ Hàm vẫn phải an toàn tuyệt đối có thể thấy được, lúc này Trần Đức phần nộ đến thế nào, ánh mắt anh chỉ có rét lạnh. Đi theo sau lưng, dù Liễu Như Nguyệt có tốt tính đến đầu chăng nữa cũng phải cau chặt đôi mày thanh tú, thấy những bác sĩ này thật sự quá đáng. Trong phòng hội chẩn, các bác sĩ tất nhiên không ngờ Trần Đức sẽ đột ngột xông vào, mọi bác sĩ đều đeo khẩu trang y tế, nên không thấy rõ biểu cảm, nhưng nhìn động tác vội vã giấu điện thoại của họ cũng nhìn ra được, bọn họ đang xấu hổ. Các người hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý đi, giọng nói của Trần Đức hạ xuống rất chấm, chất chứa giận dữ, sắp sửa bùng nó đến nơi.
Một bác sĩ có vẻ khá có tiếng nói đứng dậy giải thích, thưa anh, không phải chúng tôi không mổ, chúng tôi đã hội chẩn xong xuôi cả rồi, nhưng mà... Ngập ngừng một chút, anh ta nói tiếp, bác ải mấu chính còn chưa đến, chúng tôi không dám tùy tiện mó. Gì cơ, chưa đến, trong mắt Trần Đức tóe lửa, chưa đến mà các người còn nói phải mổ gấp. Sao thưa anh, xin bớt nóng, bác sĩ thấy Trần Đức sắp phát hóa, vội văng sải bước đến, giải thích, vốn sắp xếp mổ cho cô bé vào 2 ngày nữa cả, nhưng do em gái anh gặp tình huống ngoài ý muốn nên chúng tôi bắt ngà, bởi vậy mới vội vàng lập hồ sơ, mọi việc đã sắp xếp đầu ra đầy rồi, chỉ là bác sĩ mổ chính dế già chưa đến, nếu để chúng tôi đứng mổ, xác suất thành công không đầy 10% dầu, cho nên vì vấn đề an toàn, chúng tôi không dâm tùy tiện. Bác sĩ nói với vẻ vô cùng bất đắc dĩ, lúc này Khâu Kiệt Giang ở trong phòng làm việc của bệnh viện, bọn họ đã thông báo cho hắn từ lâu, thế nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũ đâu cả. Chỉ là không ai dâm đi hối thúc, thường ngày Khâu Kiệt rất trưởng, mỗi ca mó hắn chỉ xuất hiện 1 phút trước khi bắt đầu, nhưng nếu bàn về bản lĩnh phẫu thuật bệnh bạch cầu thì Hần tuyệt đối đứng đầu toàn thành phố. Thế cho nên với những ca mổ này, bệnh viện không thể thiếu hắn. Đây chính là lý do khiến hắn trở nên ngông cuống. Có trời mới biết hiện tại Khẩu Kiệt đang làm gì. Vị bác sĩ nói nước đối, bác sĩ mó chính đã đến bệnh viện rồi, chắc là đang bận việc gì đó thôi. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay thì lấy điện thoại ra gỗ một tin nhắn lén gửi cho Trần Đức, nói cho anh biết tính tình của Khẩu Kiệt, đồng thời bộc bạch sự cam chịu bất đắc dĩ của đồng nghiệp. Được, tôi biết rồi. Trần Đức mặt không cảm xúc, quay lưng rời khỏi phòng hội chẩn, bước đến Quế Hưởng dẫn hỏi thăm phòng làm việc của Khâu Kiệt, sau đó đi thẳng đến tầng 5. Tầng 5 cực kỳ yên tĩnh, tầng này đều là phòng làm việc của những bác sĩ đức cao vọng trọng, bản lĩnh lâu năm, bình thường họ không nhận khám bệnh, chỉ phụ trách một số ca mổ quan trọng, hoặc là tham gia hội nghị. Nói dễ hiểu một chút, người được phép đặt phòng làm việc ở đây đều là những nhân vật cấp cao của bệnh viện. Không giống với những tầng còn lại, tầng 5 vô cùng yên tĩnh, đại đa số phòng làm việc đều không có ai. Bước đến trước một căn phòng để 2 chữ Khẩu Kiệt, Trần Đức dừng lại. Đang định gõ cửa, bỗng nhiên nghe thấy bên trong vọng ra một giọng phụ nữ nũng nịu, giáo sư Khâu à, anh đúng là thủ tỉnh thiệt đó, sở chỗ nào vậy hà? Ha ha ha, vừa nhìn thấy em là muốn bốc hỏa rồi, phải này nọ chút chứ, người phụ nữ kia vừa dứt lời, một giọng đàn ông trung niên liền cắt lên ngay sau đó. Không phải còn có một ca bệnh bạch cầu đang chờ anh mổ sao? Anh còn chưa đi à? Cứ thế này người ta sẽ sốt ruột lắm đó, người phụ nữ nói tiếp, giọng ngọt phát ngày. Khẩu Kiệt cười nhạt, sốt ruột chờ đợi thì sao nào? Bệnh viện này làm gì có ai dâm hồi thúc anh, chỉ có anh đạt được xác suất cao nhất trong phẫu thuật bệnh bạch cầu thôi, nếu bọn họ dám hồi, hát, lợi bất cập hại. Nếu anh nhất định không đi, con bé đó chắc chắn chỉ có chết. Anh đúng là cám thủ, đó lòng lang dọ sải mà. Ha ha ha, làm gì có. Con bé đó làm sao quan trọng bằng em được, hai người nói qua nói lại, trong phòng làm việc nhanh chóng vang lên âm thanh cười rờn, Trần Đức lừa giận ngạp trời, lập tức tung chân đã mạnh, cánh của khóa bên trong chỉ kịp vấm một tiếng liền vỡ toang như một miếng đậu hũ yếu đờ ti. Bàn trong, một người đàn ông trung niên giang ôm một người phụ nữ đặt ngói trên bàn làm việc, chuẩn bị côi thắt lưng ra. Sự việc bất thình lình khiến cả hai người giật nảy mình. Thấy có người đến trước cửa, người phụ nữ vội vàng lách khôi cánh tay ôm ấp của người đàn ông, trinh trang ải quần áo, sắc mặt đỏ ứng xoay người lại, đưa lưng về phía Trần Đức. Trần Đức rời mất khỏi cô ta, đưa mắt dán lên người đàn ông nọ. Người đàn ông ăn mặc rất sang trọng, âu phục, giày da, toàn là hàng hiệu, trên tay là chiếc đồng hồ Longines, đây cũng chính là người trong bức ảnh chụp trước của phòng, Khâu Kiệt, giáo sư Khẩu. Thấy Trần Đức đứng trước cửa, hắn thoáng biến sắc, quát âm lên, anh là ai? Ông là giáo sư Khâu, Trần Đức gần giọng hỏi. Không phải, Khâu Kiệt nói dối không chớp mắt. Trần Đức xé bức ảnh trên cánh cửa ném tới trước mặt hắn, ông chắc chắn. Đôi mắt của Trần Đức như của con rắn chuẩn bị cắn ngập răng độc vào con mồi, trừng lớn nhìn Khâu Kiệt, khiến hắn giòn gai ốc, là tôi, anh là ai, muốn gì? Tôi là anh của cô bé kia, muốn mời ông đi phẫu thuật, Trần Đức hờ hững. À, biết Trần Đức là ai, Khâu Kiệt lập tức biết mục đích anh đến. Vốn còn đang kinh hoàng, hắn lập tức bình tĩnh lại. Người nhà của bệnh nhân có thể làm gì được hắn? Nếu hắn nói hắn không đi làm phẫu thuật, người nhà bệnh nhân lẽ nào không ngoan ngoãn cầu xin hắn? Lãnh đạm ngồi xuống bàn làm việc, Khâu Kiệt gắn giọng, anh là Trần Bát Hoang. Bây giờ tôi có việc cần xử lý, phiền anh đi ra ngoài chờ một chút. Tôi sẽ chờ ở đây,
Trần Đức cố kiềm chế mình ra tay đập hắn, vì dù sao vẫn còn phải nhờ vào đó phẫu thuật cho Từ Hàm. Vì Từ Hàm, anh có thể nhẫn nhịn tất cả. Anh, Khâu Kiệt vừa định nói gì đó, người phụ nữ phía sau đã chỉnh đốn quần áo xong. Giáo sư, anh làm việc đi, buổi chiều em sang tìm anh sau. Ni ni, Khâu Kiệt hoảng hốt đuổi theo, nhưng người phụ nữ đã đi xa rồi. Mẹ kiếp, Khâu Kiệt bực tức chửi thề, hắn mất cả tháng ròng rã, vất vả trăm bề mới chinh phục được người đàn bà kia, thế mà lại bị dọa đến nỗi bỏ chạy. Hắn cảm thấy trong ngực vô cùng khó chịu, bèn quát Trần Đức, anh còn ở đó làm gì, có muốn tôi đi phẫu thuật không, muốn thì ra ngoài cửa chờ, tôi thay quần áo, ok. Tôi sẽ chờ ở đây, Trần Đức lặp lại câu nói vừa nãy. Khâu Kiệt hết cách, hắn không dám thực sự chọc giận người nhà bệnh nhân, chỉ đành hừ mũi bực bội, thay vội một chiếc blau trắng, đồng thời mang khẩu trang vào. Đi thôi, Trần Đức phá bĩnh chuyện vui của hắn khiến hắn cực kỳ khó chịu, đằng sau lớp khẩu trang, gương mặt hẳn vặn vẹo xấu xí, đợi lát nữa tao sẽ cho mày biết hậu quả phá hỏng chuyện của tao là thế nào. Khâu Kiệt nhìn Trần Đức, trong lòng không nguôi giận dữ, thẩm hạ quyết tâm nhất định phải trả thù. Nửa phút sau, hắn đã sải bước đến trước phòng hội trần, quát thét bác sĩ bên trong, đang làm gì vậy hà, còn không bắt đầu chuẩn bị mổ đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ Trần Đức thực sự thình được ông Phật này, quá sức phản khoa học. Trước đây đã từng xảy ra chuyện tương tự, một người nhà bệnh nhân cũng đi moi Khâu Kiệt đến mổ, lúc đó Khâu Kiệt đang chơi game, vô cùng hăng máu. Trước ca mổ, người nọ lòng nóng như lửa đốt đi tìm Khâu Kiệt, thế nhưng Khâu Kiệt hoàn toàn không để ý tới. Khâu Kiệt hoàn toàn không để ý tới, còn mắng chửi người ta, bảo còn nói thêm câu nào nữa sẽ không mổ. Người kia giận run rẩy cả người, nhưng không có cách nào đối phó với tên bác sĩ này, nếu không có hắn, ca mổ không thể tiến hành. Anh ta chỉ có thể đau khổ chờ đợi, đợi Khâu Kiệt chơi xong ván game đó. Ván game đó chơi tròn một tiếng đồng hồ. Hôm nay Khâu Kiệt đến nhanh như vậy thật sự khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không biết là do người phụ nữ kia bỏ đi nên hắn mới buộc phải đến. Khâu Kiệt vào vị trí, cả đám người nhanh chóng vào phòng mổ, Từ Hàm đang đau đớn cũng được đẩy vào trong. Đèn phòng phẫu thuật đỏ rực lên, xuyên qua cánh cửa kính, mơ hồ nhìn thấy bên trong lố nhố người bận rộn làm việc. Liễu Như Nguyệt đứng trước cửa hồi hộp lo lắng. Liễu Như Nguyệt là một cô giáo có tâm, quan tâm đầy đủ đến từng học sinh của mình, nhất là Từ Hàm mồ côi cha mẹ, chỉ có một người anh. Cô càng quan tâm nhiều hơn, coi cô bé như em gái mình. Trần Đức càng không cần phải nói, từ sau khi ra tù, anh chỉ có một mục đích là chăm sóc Từ Hàm, nuôi dưỡng cô bé nên người, hoàn thành nguyện vọng của người anh em. Từ Hàm chính là người quan trọng nhất đối với Trần Đức, bất kể thế nào, anh đều không cho phép Từ Hàm xảy ra bất trắc. Từ Hàm, em nhất định phải cố gắng. Từ Hàm, em nhất định phải cố gắng. Trần Đức đứng ở cửa, đứng im lìm như cổ thụ, trong lòng lặng lẽ khẩn cầu. Thời gian từng giây trôi qua, ca mổ đã được 10 phút. Trong phòng phẫu thuật, tất cả đều làm theo trình tự đã hội trần ngay từ ban đầu. Mặc kệ là phụ mổ hay là mổ chính, lúc này đều mồ hôi nhễ nhại. Từ mổ nói rất nhanh, cũng như kíp mổ hiện giờ đều tập trung vào công việc, ai nấy đều muốn nhanh chóng hoàn thành ca mổ, cứu cô bé thoát khỏi hiểm nguy. Ca mổ đã tiến hành được 2/3. Thế nhưng, đúng lúc này, giáo sư Khâu bỗng ngừng động tác, phụ mổ bên cạnh ngơ ngác. Giáo sư, sao thế ạ? Phẫu thuật cần thêm vài thứ nữa, đưa danh sách qua đây, đằng sau lớp khẩu trang, Khâu Kiệt nói không chút cảm xúc. Vâng, phụ mổ nghi hoặc, theo lý mà nói mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ rồi, trước nay chẳng phải đều dùng như vậy cả sao? Nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, tự biết mình chỉ là phụ mổ, không am hiểu nhiều như Khâu Kiệt, nên nghe lời hắn đưa danh sách qua. Bút, Khâu Kiệt dứt lời, phụ mổ liền đưa bút lên. Sau đó hắn dùng bút đánh dấu lên mấy chỗ trong danh sách. Phụ mổ càng nhìn càng thấy sai, mấy thứ này rõ ràng đều có, đủ không hề thiếu. Theo từng nét bút của Khâu Kiệt trên giấy, anh ta đột nhiên phát hiện. Những gì Khâu Kiệt đánh dấu đều là đắt tiền nhất, chỉ với vài nét bút, hắn đã kê ra thêm 300 ngàn. Phụ mổ hiểu ra ngay lập tức, trả thù, đây tuyệt đối là trả thù, bởi vì những thứ này đều không quan trọng, có cũng được không có cũng được. Những thứ cần thiết đều đã liệt kê, trước khi mổ cũng đã thu tiền, còn lại hoàn toàn không cần thiết. Bây giờ nếu như tăng thêm sẽ phải thu phí một lần nữa. Phụ mổ lập tức hiểu ra, đây là trò trả thù của Khâu Kiệt đối với người nhà cô bé. Tuy anh ta cảm thấy khó coi, nhưng không thể tránh được. Đưa danh sách này ra, bảo người nhà trả tiền, nói với hắn,
nếu không có những thứ này, ca mổ không thể tiếp tục. Khâu Kiệt đưa tờ danh sách cho phụ mổ, đồng thời nói với mọi người, tạm ngừng mổ. Giáo sư Khâu, như vậy không đúng nguyên tắc, nếu kéo dài ca mổ có thể sẽ xảy ra chuyện ạ, một bác sĩ nói. Anh ta biết Khâu Kiệt đòi thêm tiền giữa ca mổ để trả thù người nhà bệnh nhân, nhưng lúc này đã mổ được nửa chừng, làm như vậy tính rủi ro rất cao, anh ta không thể không ngăn lại. Đúng vậy, giáo sư, anh nhất định phải suy nghĩ kỹ, lại một người khác khuyên. Hừ, tôi làm việc cần mấy người dạy nữa à, bảo dừng thì dừng đi, tôi tự biết cân nhắc, Khâu Kiệt hừ mũi, nói với phụ mổ, lo gì mà lo, không mau đi đi. Kéo dài thời gian cậu chịu trách nhiệm nổi không? Phụ mổ sợ hãi giật bắn mình, trong lòng rất buồn bực, có phải anh ta bảo ngừng lại đâu, lại còn đầy cái nổi này lên đầu anh ta nữa chứ. Thế nhưng anh ta chẳng có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Khâu Kiệt, nhanh chóng bước ra khỏi phòng mổ, đi theo lối riêng đến quầy làm thủ tục, xuất hóa đơn. Anh ta bước tới trước mặt Trần Đức, miễn cưỡng ép mình bình tĩnh, anh là người nhà của Trương Từ Hàm. Là tôi, Trần Đức vội vàng bước tới, có chuyện gì à? Trong lúc phẫu thuật đột nhiên xuất hiện một chút vấn đề, bây giờ cần phải tăng thêm vài thứ, anh đến đây ký tên đi. Anh ta đưa hóa đơn ra cho Trần Đức nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày thật chặt. Những thứ ghi trên hóa đơn mấy ngày trước lúc đóng phí anh cũng đã đóng đủ rồi. Mặc dù lúc đó chỉ nhìn lướt qua những thứ cần thiết ghi trên đó, nhưng anh vẫn ghi nhớ cẩn thận. Những thứ này còn thiếu, cho nên cần phải tăng thêm, lo lắng Trần Đức nhìn ra vấn đề gì, phụ mổ của Khâu Kiệt nói thêm. Trong lòng anh ta căng thẳng cực độ, nhưng không dám nói thật, thực ra anh ta không muốn làm vậy, nhưng ai bảo anh ta chỉ là một người làm công ăn lương, lỡ chọc giận Khâu Kiệt thì đúng là tự ném bát cơm của mình đi rồi. Huống chi, nếu như tranh chấp với Trần Đức, ca mổ sẽ không thể tiếp tục, cô bé sẽ càng nguy cấp. Bất kể là công hay tư, lúc này anh ta đều không thể nói thật được. Anh Trần này, anh mau ký tên đi, sau đó đi đóng tiền, nếu không ca mổ sẽ không thể tiếp tục. Thời gian kéo dài càng lâu, Trương Từ Hàm càng nguy ngập, phụ mổ nhắc nhở, dù sao cũng là một bác sĩ, anh ta vẫn rất lo lắng cho Từ Hàm. 260, không tệ, cần nhiều tiền như vậy sao, Liễu Như Nguyệt đứng bên cạnh nhìn vào hóa đơn chi tiết, vô cùng kinh ngạc, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Phụ mổ im lặng không nói gì, chuyện tiền nong anh ta không thể can thiệp. Anh Trần, xin chờ một lát, đừng nóng này, phẫu thuật quan trọng hơn. Tiền lần trước anh trả cho tôi vẫn còn nguyên đây, hẳn là có thể giúp anh, Liễu Như Nguyệt an ủi Trần Đức, chủ động yêu cầu giúp đỡ. Không cần, tôi có tiền. Trần Đức mở miệng, lần trước lộ tùng Minh Tông phải Từ Hàm, phải bồi thường 1,5 triệu, 1 triệu Hoàng Dương lấy đi, để lại cho anh 500. Không, ha, Liễu Như Nguyệt ngạc nhiên, phải biết rằng lần trước Trần Đức tìm cô vay 500. Không, bây giờ tiền đâu ra mà nhiều vậy. Chẳng lẽ anh đi vay nặng lãi? Anh Trần, anh đừng làm gì trái pháp luật nha. Yên tâm đi cô giáo Liễu, cô đừng lo, tiền của tôi là tiền sạch. Trần Đức nói, đừng chậm trễ nữa, nhờ bác sĩ dẫn tôi đi nộp tiền. Được, phụ mổ mở miệng, dẫn Trần Đức đến quầy thu ngân, thấy Trần Đức quẹt thẻ, cuối cùng cũng yên tâm. Lúc này tiền đã nộp, ca mổ có thể tiếp tục, trong lòng bác sĩ phụ mổ cuối cũng thở phào, không cần lo lắng cho tính mạng cô bé kia nữa. Trong lòng anh ta do dự không biết có nên nói sự thật cho Trần Đức hay không. Khâu Kiệt làm như vậy thật sự hơi quá đáng, dù sao đây cũng không phải là ca mổ nhỏ, đang mổ đột nhiên ngừng lại, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của cô bé. Vì sự ích kỷ của bản thân, giáo sư Khâu hoàn toàn không coi mạng người ra gì. Thế nhưng nếu nói sự thật ra với Trần Đức, có thể anh ta sẽ mất việc. Mà nếu không nói, lương tâm anh ta sẽ cắn rứt, nếu rui cô bé xảy ra chuyện gì. Chỉ e cả đời anh ta cũng không thể tha thứ cho mình. Theo sau Trần Đức, bước chân phụ mổ trở nên nặng nề. Phòng mổ đã ở trước mắt, anh Tian, sốt cuộc, anh ta cũng không thể nhịn nữa. Trần Đức dừng bước, có việc gì? Có một việc, vốn là bí mật nội bộ của bệnh viện chúng tôi, nhưng tôi nghĩ. Có lẽ anh nên biết, do dự một hồi, phụ mổ mới hít sâu một hơi, quyết định nói ra sự thật, không giấu giếm điều gì, anh ta không muốn sống không thanh thản. Nếu mất việc, cùng lắm thì tìm việc khác làm. Bác sĩ Hồ, anh nói đi, Trần Đức nhìn thoáng qua bảng tên trước ngực người phụ mổ, anh ta tên là Hồ Dương, thật ra số tiền anh vừa nộp hoàn toàn không cần thiết. Hồ Dương nhanh chóng kể hết những chuyện xảy ra trong phòng mổ theo thứ tự, anh Trần, anh đừng tức giận, tôi buộc phải để anh nộp tiền là vì suy nghĩ cho an nguy của Từ Hàm,
thời gian càng kéo dài, rủi ro sẽ càng cao. Mà giáo sư Khâu lại chính là bác sĩ mổ bệnh bạch cầu có xác suất thành công cao nhất ở bệnh viện chúng tôi, trước khi ca mổ kết thúc, anh phải làm theo yêu cầu của hắn. Trần Đức xa sầm nét mặt, ánh mắt lóe lên từng tia dữ tợn. Từ trên người anh, Hồ Dương cảm nhận được hơi lạnh kỳ lạ, không biết có phải ảo giác hay không, anh ta cảm thấy nhiệt độ bốn phía chung quanh bỗng dưng giảm xuống rất nhiều. Khí thế tỏa ra khiến người khác khiếp sợ làm cho Hồ Dương không rét mà run. Trong lòng Trần Đức lúc này chỉ có giận dữ cực điểm. Trên đời này lại có người lấy tính mạng của Từ Hàm ra để đánh cược trả thù. Trong lòng Trần Đức gào thét, thế nhưng biểu hiện bên ngoài của anh ngoài ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo thì không có thay đổi gì quá lớn. Theo như lời Hồ Dương nói, ca mổ đã tiến hành được hơn một nửa, lúc này anh không thể không nghe theo Khâu Kiệt. Cho dù lửa giận ngập trời, anh cũng phải nhẫn nhịn. Bất kể ra sao, anh cũng muốn ca mổ hoàn thành tốt đẹp. Không thể không nói, Khâu Kiệt là một con cáo già, lúc này hắn mới giở què trả thù, không ai thoát được, đều phải ngoan ngoãn làm theo. Xem ra, chuyện như vậy hắn không chỉ làm một lần, mà là quen tay hay việc, kinh nghiệm đầy mình. Tôi biết rồi, Trần Đức hít vào một hơi, bác sĩ Hồ, cảm ơn anh. Không cần đâu, Hồ Dương thở dài, sau khi nói ra chuyện này, tương lai chờ đợi anh ta không biết là may hay rủi. Mặc kệ ra sao, đã nói ra có nghĩa là anh ta đã làm hết sức mình rồi, cùng lắm là đến một thành phố khác tìm việc làm thôi. Tôi vào trước, Hồ Dương nói xong liền đi vào phòng M. Sau khi làm công tác khử trùng theo trình tự, anh ta bước đến chỗ Khâu Kiệt, đưa biên lai thanh toán cho hắn xem. Khâu Kiệt cười nhạt, đây là hậu quả việc phá hỏng chuyện của hắn. Thời gian cũng không còn sớm, không thể trì hoãn nữa, mặc dù Khâu Kiệt giờ chút thủ đoạn, song hắn vẫn không thực sự dám gây tai nạn chết người, lúc này vẫn phải tiếp tục mẫu thuật. Tất cả đều tiến hành thuận lợi, thoạt nhìn không mắc sai lầm gì. Những thông số hiển thị của cô bé nằm trên bàn mổ có vẻ rất ổn định. Trong lòng ai nấy đều âm thầm cảm thấy may mắn, may mà không xảy ra chuyện gì. Tích, khi mọi người đều đang thở phào, đột nhiên máy đo nhịp tim bên cạnh bàn mổ vang lên một tiếng bất thường. Trong tích tắc mọi người vừa mới thở phào nhất thời căng thẳng không nói nên lời. Bên ngoài phòng mổ, nội tâm Trần Đức trở nên âm trầm. Nhưng anh không làm bất cứ điều gì, chỉ là đứng chờ ở cửa, đợi ca mổ kết thúc. Liễu Như Nguyệt đi đi lại lại, một hồi dường như đã mệt. Bèn ngồi xồm xuống trước cửa phòng mổ, sắc mặt tiều tụy. Đột nhiên mấy chữ, đang phẫu thuật, đang sáng lên phía trên cửa phòng mổ truyền thành, kết thúc phẫu thuật. Một lúc lâu sau, từ trong cánh cửa, một đám bác sĩ và phụ mổ bước ra. Bọn họ dáng vẻ nghiêm túc, vô cùng lặng lẽ. Khâu Kiệt đi sau cùng, từ đầu đến cuối không hề có ai lên tiếng. Bác sĩ, Từ Hàm sao rồi, Liễu Như Nguyệt bật người đứng dậy chạy vọt đến, níu lấy một bác sĩ hỏi. Hỏi giáo sư Khâu đi, giọng điệu vị bác sĩ này rất nặng nề, lách người tránh khỏi Liễu Như Nguyệt, vội vã rời đi. Giáo sư Khâu, Liễu Như Nguyệt nhìn lướt qua bảng tên mỗi người, đi đến chỗ Khâu Kiệt đang đi cuối cùng, nhìn hắn đầy mong đợi. Giáo sư Khâu dừng bước, đưa tay tháo khẩu trang, bên dưới lớp khẩu trang, vẻ mặt hắn ta cực kỳ nghiêm túc. Ra về bất đắc dĩ thở dài, thất bại rồi. Cái gì, Liễu Như Nguyệt không tin vào tai mình, thất bại rồi. Người nhà mau vào trong gặp con bé lần cuối đi, để chậm trễ nữa e rằng. Khâu Kiệt bò lừng câu nói. Phẫu thuật thất bại, không cứu được mạng sống của Từ Hàm bé bỏng. Hắn cũng đâu có muốn như vậy, chỉ là muốn trả thù người thanh niên đã phá bĩnh chuyện tốt của hắn. Thế nhưng ai mà biết chỉ một chút thời gian đó lại là sai lầm chết người. Một sai lầm nhỏ, cũng là sai lầm chí mạng. Thời khắc cuối cùng, cô bé không thể trụ lại nổi nữa. Cút, cút ngay. Trần Đức nghe Khâu Kiệt nói thế, liền một tay xô hắn ra không thèm để ý tới, chạy thẳng vào phòng mổ. Trong phòng mổ, hai ba phụ mổ đang thu dọn dụng cụ. Nằm trên bàn mổ, cô bé vẫn chưa được tháo ống nối với máy đo nhịp tim, trên miệng vẫn còn đeo mặt nạ truyền oxy, yếu ớt nằm đó. Đôi mắt thật to đang ứa nước mắt. Từ Hàm, em sao rồi? Trần Đức chạy ào đến nhìn cô bé, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng và yêu thương. Anh, giọng Từ Hàm yếu ớt. Anh ơi, em sợ. Từ Hàm đừng sợ, không sao hết, có anh ở đây. Trần Đức nắm bàn tay nhỏ xíu của cô bé, trong lòng lo âu từng trận, hai mắt đỏ ngầu, như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, không sao, không sao hết. Anh, giọng Từ Hàm càng lúc càng yếu, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng hồi lâu, anh bát hoang, Từ Hàm. Chắc không thể,
cùng anh, giúp em, nói với anh Trương Phàm, em nhớ anh ấy lắm. Từ Hàm nói rất nhỏ, giọng yếu như tơ, cho dù Trần Đức thính tai cũng phải kể thật sát mới nghe được cô bé nói gì. Từ Hàm, em sẽ không sao hết, Trần Đức nói, anh không để em xảy ra chuyện đâu. Từ Hàm, lúc này Liễu Như Nguyệt từ bên ngoài chạy vào, tuy cô là giáo viên, nhưng cũng là phụ nữ, nhìn thấy Từ Hàm khổ sở đáng thương, yếu ớt hư nhược, nước mắt thoáng chốc trào ra, Từ Hàm, có cô đây, em đừng sợ. Phẫu thuật thất bại, cũng có nghĩa là nhận giấy báo tử, Liễu Như Nguyệt muốn ở bên cạnh bầu bạn với Từ Hàm giây phút cuối cùng. Nhìn máy đo nhịp tim hỗn loạn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một đường ngang thẳng tắp, Liễu Như Nguyệt đau đớn tột cùng, khóe mắt đỏ ngầu. Vì sao ông trời lại bất công như thế? Con bé đã mồ côi cha mẹ, sao còn bắt nó phải chịu số phận như vậy? Vì sao muốn cướp đi mạng sống của nó? Liễu Như Nguyệt khóc không thành tiếng, nước mắt tí tách rơi xuống như mưa. Cô đi, cô đừng khóc mà, Từ Hàm rất nghe lời mà, không muốn thấy cô khóc, Từ Hàm nói ngắt quãng, trong khóe mắt từng giọt nước mắt chảy xuống gò má bầu bính, thấm ướt cả ga giường. Cô bé chịu đựng nỗi đau đon mà trẻ con tuổi này không nên có, trước mặt cô giáo lại tỏ ra mạnh mẽ lạ thường, chính mình không cầm được nước mắt, thế mà vẫn muốn Liễu Như Nguyệt đừng khóc. Được, cô không khóc. Cô không khóc, Liễu Như Nguyệt vội vàng lau nước mắt, nắm lấy tay Từ Hàm, miễn cưỡng gượng coi, cô không khóc nữa, Từ Hàm, cô thương em lắm. Cô, Từ Hàm kêu lên ngắt quãng, có cô ở đây, Từ Hàm đừng vội, cứ từ từ nói, Liễu Như Nguyệt vuốt ve đầu cô bé, mặc dù cố gắng nhịn khóc, nhưng nước mắt vẫn ứa ra. Cô tê, Từ Hàm sắp chết rồi, sau khi chết, sẽ không có ai chăm sóc anh Bát Hoang, cô có đồng ý. Đồng ý làm vợ anh Bát Hoang không? Giúp Từ Hàm chăm sóc anh ấy. Trần Đức và Liễu Như Nguyệt đều không ngờ Từ Hàm lại đưa ra yêu cầu này. Em sẽ không chết đâu, Từ Hàm. Cô đi, cô có đồng ý không? Đồng ý, cô đồng ý. Để thỏa mãn nguyện vọng của Từ Hàm, Liễu Như Nguyệt liên tục gật đầu. Tích, tích, tích. Đột nhiên, monitor theo dõi bệnh nhân kêu vang, điện tim đồ dao động ngày càng chậm. Vài giây sau, trên màn hình chỉ còn một đường thẳng. Từ Hàm ngoẹo đầu sang một bên, hai mắt nhắm nghiền. Không, Trần Đức gào lên, ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Từ Hàm, em không thể gì. Anh kích động hét gọi cô bé, nhưng Từ Hàm vẫn không hề có phản ứng. Không, không, không. Trần Đức kêu gào, cô Liễu, tránh ra. Anh lôi Liễu Như Nguyệt đang ôm Từ Hàm ra, tôi không thể để Từ Hàm ra đi như vậy, tôi phải cứu con bé. Bác sĩ đâu, mau vào đây giúp tôi, Trần Đức thét lên, nhanh lên. Bên ngoài có 7-8 bác sĩ đang đứng, nhưng không ai tiến vào. Bởi vì bọn họ biết Từ Hàm đã không thể cứu được nữa. Những người làm bác sĩ như bọn họ còn phải bó tay thì huống gì là Trần Đức. Các người không nghe thấy lời tôi à, Trần Đức gào thét, giọng anh cực kỳ chói tai, ngay cả Liễu Như Nguyệt đứng bên cạnh cũng bị dọa. Từ lúc quen biết Trần Đức đến nay, trong ấn tượng của cô ấy, anh là một người trông trẻ dịu dàng, ngày thường rất ít nói, tuy thích uống rượu nhưng sẽ không mượn rượu làm càn. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của anh. Tôi đến, trong đám người, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hồ Dương lại đứng ra, dù sao cũng đã giúp một lần rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao. Vốn dĩ đây là chuyện không có hy vọng, coi như an ủi người nhà một chút, đó cũng là việc nên làm. Làm càn, Khâu Kiệt bên cạnh đột nhiên lên tiếng, anh không nghe thấy anh ta muốn làm gì à? Là giải phẫu đấy, anh định hỗ trợ cái gì? Khâu Kiệt quay sang quát Trần Đức, anh có tư cách gì mà đòi giải phẫu, có bằng chứng nhận bác sĩ không? Anh từng chạm vào dao phẫu thuật chưa? Biết dùng những thứ này không? Anh lập tức rời khỏi đây cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, ánh mắt Khâu Kiệt lạnh đi. Cút, Trần Đức bất ngờ ra tay, đến nước này thì không còn gì để nói nữa, thời gian đối với anh vô cùng quý giá, anh không cho phép bất kỳ kẻ nào ngăn cản mình, huống chi đó còn là thủ phạm đã hại chết Từ Hàm. Anh tung cước đá bay Khâu Kiệt, một cước này dùng hết 10 phần sức lực, khiến cả người Khâu Kiệt co rúm lại như một con tôm luộc, hắn văng ra ngoài, sau đó rơi mạnh xuống sàn nhà. Mi, Khâu Kiệt muốn nói gì đó, thế nhưng cú đá vừa rồi khiến hắn đau đến mức không nói nên lời. Nếu mày còn dám nhúng tay vào, ông giết mày. Mắt Trần Đức đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Khâu Kiệt, khiến hắn không khỏi rùng mình, bị dọa đến nỗi không dám thở mạnh. Ánh mắt kia thật đáng sợ, có một khoảnh khắc. Khi đối mặt Trần Đức, hắn có cảm giác như bị dã thú để mắt. Tên này không nói đùa,
Dù Khâu Kiệt có cao ngạo cỡ nào thì cũng không dám lấy tánh mạng của mình ra đùa dần, hắn không dám nhiều lời nữa. Các bác sĩ khác thầm hà giận, bọn họ đã sớm chướng mắt Khâu Kiệt, thế nên lúc này cũng không có ai đến đỡ hắn. Trong lòng ai cũng hiểu rõ Sở Đĩ ca phẫu thuật này thất bại, 90% là vì Khâu Kiệt kéo dài thời gian. Nếu không, cô bé kia có thể gắng qua được. Đi theo tôi, hiện tại, quan trọng nhất là nắm bắt thời gian, Trần Đức tạm thời không xử lý Khâu Kiệt. Anh quay sang nói với Hồ Dương, có thể tìm giúp tôi hai người không? Được, Hồ Dương đáp, hai người qua đây giúp tôi một tay. Hai y tá đang thu dọn đồ đạc bên cạnh liếc nhìn nhau, sau đó lập tức mang bao tay vào, dùng hành động thể hiện bọn họ đồng ý. Từ Hàm rất đáng yêu, đừng nói là Trần Đức, kể cả các cô, những người đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Dù không có hy vọng thì giúp một tay đã sao? Tốt, Trần Đức đóng cửa lại. Nhìn lướt qua các thiết bị trong phòng giải phẫu, bác sĩ Hồ, anh giúp tôi dùng máy sốc điện tim kích thích trái tim Từ Hàm. Hồ Dương không nói một lời, nhanh chóng lấy máy sốc điện ra, điều chỉnh độ mạnh yếu phù hợp rồi bắt đầu ấn lên người Từ Hàm. Ram, rầm, rầm, mỗi lần bị sốc điện, Từ Hàm ưỡn cong người, cơ thể co giật một lúc lâu, Liễu Như Nguyệt đứng bên cạnh thấy thế càng thêm khiếp đảm, anh Trần, Từ Hàm đã đi rồi, để cô bé an nghỉ được không? Đừng tra tấn cô bé thêm nữa. Trần Đức ngó lơ, không để ý đến lời của Liễu Như Nguyệt, dường như anh đã phát điên rồi, đem giúp tôi mấy cây châm đến đây. Trong phòng giải phẫu có đầy đủ thiết bị, y tá đứng bên cạnh nhanh chóng cầm một hộp kim châm đưa đến trước mặt anh. Hai mắt Trần Đức khép hờ, nhớ lại các huyệt vị trên thân thể, nhớ lại một vài thủ thuật cứu người mà Sử Gia đã từng dạy anh. Trung y chưa từng lạc hậu, Tây y cũng không kém. Nếu có thể dung hợp thuật kỳ kinh bát mạch của Trung y cùng với giải phẫu thì biết đâu đó có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Tên nhóc kia, cậu nhớ cho kỹ, Trung y chú trọng trị bệnh từ gốc rễ, Tây y lại muốn loại bỏ triệt đề, một cái thì nhu hòa, một cái thì cứng rắn. Việc chúng ta cần làm chính là phối hợp cương nhu, điều hòa âm dương. Ra đây, nhìn thi thể này đi. Từng câu từng chữ quanh quẩn trong đầu, 3 giây sau, Trần Đức đột nhiên mở mắt, ngân châm trong tay hạ xuống. Đâm vào da thịt Từ Hàm. Đầu, trái tim, lòng bàn chân. Mỗi một huyệt vị mấu chốt đều có một cây ngân châm. Túi máu, thưa anh, máu đã dùng hết rồi, y tá nói. Đưa dụng cụ truyền máu cho tôi. Y tá không biết Trần Đức muốn làm gì, nhưng cô ấy vẫn lập tức lấy ống truyền máu đến, giao cho anh. Trần Đức cắm một đầu thiết bị truyền máu vào cánh tay mình. Chưa đến 5 giây, máu của anh đã theo đường ống chảy vào cơ thể Từ Hàm. Anh Trần. Khác nhóm máu sẽ xảy ra vấn đề đấy, y tá bên cạnh trợn trừng mắt, cô chưa từng thấy người nào độc ác với bản thân như vậy, cũng chưa từng thấy cách truyền máu thế này, kinh ngạc cùng căng thẳng khiến trái tim cô đập bang bang trong lồng ngực. Tôi biết, trên thực tế, Trần Đức cùng nhóm máu với Từ Hàm, năm đó Trương Phàm từng nhiều lần truyền máu cho anh, hiện tại, đương nhiên anh cũng có thể truyền máu cho Từ Hàm. Phương thức truyền máu dã man và điên cuồng của Trần Đức khiến Hồ Dương cũng phải sửng sốt. Tiếp tục sốc điện, đừng ngừng. Trần Đức nhắc nhở, đồng thời anh cũng lấy ra bao tay của mình, mang vào rồi bắt đầu hoàn thành ca giải phẫu còn dang dở cho Từ Hàm. Khi anh bắt đầu mổ, em gái y tá đứng bên cạnh lộ rõ sự kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin đây là một người bình thường, bởi vì động tác của anh quá thành thạo, hệt như một tay lão luyện, lần nào cũng tìm được vị trí cực kỳ chính xác. Thậm chí những dụng cụ phức tạp kia chẳng khác nào đồ chơi trong tay anh, có thể điều khiển tùy ý, xoay qua xoay lại mà không hề phạm bất cứ một sai lầm nào. Hơn thế nữa, anh có thể làm một công đôi chuyện, hai tay chia ra làm hai việc khác nhau, mà động tác còn vừa nhanh vừa chuẩn nữa chứ. Các cô có hơi nghi ngờ, có khi nào Trần Đức học y hay không? Ngay cả Hồ Dương cũng há hốc mồm kinh ngạc, người này hoàn toàn không giống một người không biết chữa bệnh. Động tác lưu loát thành thạo thế này, so với giáo sư Khâu Kiệt bên ngoài cũng không kém là bao. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất chính là Trần Đức không làm việc theo lẽ thông, thủ thuật của anh cực kỳ quỷ dị. Thoạt nhìn rất tàn nhẫn. Dao giải phẫu đã rạch mở nhiều bộ vị, thịt đỏ tươi trở tới trở lui trong tay anh. Thỉnh thoảng, anh còn lấy từ trong người ra một ít thảo dược kỳ quái bôi lên khối thịt đỏ kia. Cảnh tượng máu tanh dọa Liễu Như Nguyệt, cô ấy không dám nhìn tiếp mà vội quay sang chỗ khác. Một y tá giúp Trần Đức lau mồ hôi, người còn lại thì đưa dụng cụ cho anh, Hồ Dương đứng bên cạnh vẫn luôn duy trì sốc điện. Trong quần áo của Trần Đức có chứa đủ loại dược liệu. Những thứ này anh đã mua khi biết Từ Hàm bị bệnh, vẫn luôn mang theo bên người. Một vài loại là độc dược, một vài loại chỉ là thảo dược bình thường.
Khi những thứ này dung hợp cùng huyết dịch sẽ tạo thành một số hiệu quả đặc thù. Tích, chưa đến 3 phút, đột nhiên, monitor theo dõi bệnh nhân phát ra âm thanh. Trên màn hình, điện tim đồ vốn là một đường thẳng bỗng xuất hiện dao động. Âm thanh này khiến động tác của mọi người khựng lại, đồng loạt nhìn vào màn hình thiết bị theo dõi. Tim đập, mạch đập, huyết áp đang dần dần từ không nhích lên. Cảnh báo đỏ nhạt dần, bắt đầu chuyển sang màu xanh lá. Lúc này, mọi người đều mở to mắt kinh ngạc. Sống rồi, Từ Hàm sống lại rồi. Không ai dám tin vào điều trước mắt, bất kể là Hồ Dương, Liễu Như Nguyệt hay hai y tá bên cạnh. Bên dưới khẩu trang, bọn họ đều há hốc mồm. Rõ ràng là tim Từ Hàm đã ngừng đập, hô hấp cũng đình chỉ, không còn một chút sức sống. Thế nhưng, lúc này đây, mọi thứ lại lần nữa khôi phục. Kỳ tích, quả thực là kỳ tích. Trong lịch sử y học vẫn có những trường hợp sau khi chết 3 phút lại lần nữa được cứu sống, thế nhưng bọn họ cũng chỉ thấy qua sách vở mà thôi, chưa từng tận mắt chứng kiến. Lúc này đây, bọn họ cảm thấy rất bối rối. 3 phút trước, tất cả mọi người đều cho rằng Trần Đức phát điên, đã đánh mất tâm trí, nên mới làm ra chuyện tra tấn Từ Hàm như vậy. Nhưng không ngờ anh lại thật sự cứu được cô bé. Ha 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 ha, nhìn thấy số liệu trên màn hình, rốt cuộc Trần Đức cũng nở nụ cười. Anh như chút được gánh nặng, Hồ Dương, dừng sốc điện, liên tục theo dõi biểu đồ sống, tôi sẽ tiếp tục phẫu thuật. Từ Hàm sống lại khiến anh vui mừng khôn xiết, anh không chỉ cứu được người quan trọng nhất với mình, mà còn chứng minh được những gì mà sử gia truyền đạt cho anh là báu vật của thế gian. Giải phẫu tiếp tục kéo dài thêm 10 phút, lúc ban đầu, điện tim đồ của Từ Hàm không ổn định, nhưng dưới sự nỗ lực của Trần Đức, đã dần dần bình ổn lại. Kế đó, tùy sống được cấy ghép thành công. Không hề xảy ra phản ứng bài xích, sinh mệnh của Từ Hàm càng thêm đảm bảo. Cuộc giải phẫu kết thúc mỹ mãn, Từ Hàm xem như đã lượn một vòng qua quỷ môn quan, may nhờ Trần Đức cứu sống. Anh thở phào nhẹ nhõm, khâu vết mổ lại, sau đó rút kim châm trên người cô bé ra, rồi tháo ống truyền máu trên tay mình. Lúc này, Trần Đức mới cảm thấy đầu choáng mắt hoa, anh tựa người vào tường, từ từ ngồi xổm xuống. Mặt anh trắng bệch như tờ giấy, cứ như bệnh nặng không khỏi. Anh ấy mất máu quá nhiều. Hồ Dương nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, trong lúc giải phẫu cho Từ Hàm, Trần Đức vừa phải dồn tinh lực vào cuộc giải phẫu, vừa phải truyền máu cho cô bé. Hiện tại, anh mất máu quá nhiều, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh Trần, anh sao rồi? Hồ Dương vội bước đến, dùng dụng cụ kiểm tra chỉ số cơ thể cho Trần Đức. Liễu Như Nguyệt cũng sốt ruột không kém, anh Trần, anh có ổn không? Tâm tình của hai y tá càng phức tạp hơn. Người đàn ông này quá tàn nhẫn với bản thân, vì cứu cô bé mà không tiếc mạo hiểm. Làm việc ở bệnh viện, các cô đã nhìn thấy rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt, đến thời khắc mấu chốt, rất nhiều người sợ có liên quan đến người chết nên đã lẩn rất xa. Một số người yêu cầu bác sĩ giữ hơi thở cuối cùng cho bệnh nhân là vì cần bệnh nhân làm gì đó, đến cuối cùng mới chấp nhận buông tha cho họ. Trần Đức là người đầu tiên bằng lòng hy sinh bản thân để cứu người bệnh. Hành động này khiến hai y tá cảm nhận được trên đời có một số người, tình yêu của họ thật vĩ đại. Không sao cả, chỉ hơi choáng váng mà thôi, nghỉ ngơi chút là được. Trần Đức ngồi bệt dưới đất, bắt đầu vận chuyển âm dương kinh. Trong cơ thể, một luồng khí bắt đầu từ tứ chi của anh lưu chuyển khắp nơi, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hồ Dương đứng đối diện cực kỳ kinh ngạc, thiết bị đo lường cho thấy Trần Đức đang trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, thế nhưng hiện tại, con số trên màn hình đang dần tăng lên, bằng mắt thường có thể thấy được. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩ là máu trong người Trần Đức đang từ từ tăng lên. Hồ Dương nghi hoặc nhìn vào màn hình, tự hỏi không biết có phải thiết bị hỏng rồi không, cơ thể người hoàn toàn có khả năng tạo máu, thế nhưng sao lại nhanh như vậy được? Anh ta vội tắt máy, mở lại nhưng kết quả vẫn vậy. Đang lúc anh ta còn đang hoang mang, Trần Đức đã đứng dậy, so với lúc nãy, sắc mặt anh đã khá hơn rất nhiều. Anh Trần, anh, không sao rồi à? Hồ Dương kinh ngạc. Không phải anh ta mất máu quá nhiều sao? Chẳng lẽ mình đã phán đoán sai? Không sao rồi, Trần Đức nở nụ cười, bước đến bên cạnh Từ Hàm, chào hỏi hai y tá đang làm vệ sinh xung quanh bàn giải phẫu. Lúc này, Từ Hàm đang ngủ say, trạng thái ổn định, các số liệu cũng đã khôi phục như thường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc cô bé sẽ tỉnh lại. Trần Đức đích thân ra tay, có thể nói là mạo hiểm thử nghiệm, và thực tế chứng minh, anh đã quyết định đúng. Nếu như anh không bất chấp tất cả làm theo ý mình thì có lẽ Từ Hàm sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Trần Đức thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Từ Hàm tràn đầy yêu thương.
Liễu Như Nguyệt cũng vui đến phát khóc, tâm trạng vô cùng phấn khích. Ánh mắt cô ấy nhìn Trần Đức tràn đầy sùng bái cùng kính nề. Chính người đàn ông này đã giúp Tử Hàm tiếp tục sống. Bên kia, Hồ Dương cũng có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng, hơn nữa, giấc mộng này còn rất khoa trương. Thế nhưng, đây là sự thật, anh ta véo bắp đùi mình, đau đớn đã chứng minh tất cả không phải là mơ. Người đàn ông này thật sự kéo cô bé kia từ quỷ môn quan trở về. Đây chính là kỳ tích, cái bệnh viện này đã thành lập 20 năm, thế nhưng chưa bao giờ xuất hiện kỳ tích. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng giải phẫu, một loạt bác sĩ khoác blau trắng cùng với các trợ thủ của mình đang đứng canh giữ ở cửa. Bọn họ không tiến vào, thứ nhất là vì chắc chắn Từ Hàm không có khả năng cứu chữa, thứ hai là muốn thoát khỏi chuyện này, tránh cho tương lai phải gánh vác trách nhiệm. Mọi người đều biết lần phẫu thuật này thất bại, trách nhiệm lớn nhất thuộc về Khâu Kiệt. Nếu không phải bởi hắn chậm trễ, trong lúc giải phẫu còn tạm dừng để thu thêm chi phí thì cô bé kia đã có thể qua khỏi. Bọn họ muốn biết kết cục của chuyện này sẽ như thế nào. Xa xa, cả người Khâu Kiệt đau nhức không thôi, một cước của Trần Đức quá mức độc ác, đã qua lâu như vậy mà hắn mới chỉ cảm thấy đỡ hơn một chút. Thằng oát con, mày nhất định phải chết. Vẻ mặt Khâu Kiệt vô cùng dữ tợn, há lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, trực tiếp gọi cho cảnh sát. Từ Hàm chết có liên quan đến hắn, nếu như thằng nhóc kia truy cứu, sợ là không cách nào thoát khỏi trách nhiệm. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã được kết nối. Đó là người quen của hắn, Lão Trương, đội trưởng cục cảnh sát, hai người thường cùng nhau ăn cơm. Giáo sư Khâu, sao hôm nay ông lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy? Bên kia, vừa nghe điện thoại, Lão Trương đã hổ hởi nói. Lão Trương, chỗ tôi xảy ra chuyện, tôi đang ở bệnh viện, có người hành nghề y trái phép. Còn công khai đánh tôi, Khâu Kiệt nói, ông mau đến đây, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đấy. Cái gì, Lão Trương tức giận, ban ngày ban mặt mà có người dám làm chuyện như vậy à? Ông chờ đó đi, tôi lập tức đến ngay. Cục cảnh sát cách bệnh viện rất gần, chưa đến 5 phút, một loạt xe cảnh sát đã đỗ trước cổng bệnh viện, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. 10 cảnh sát mặc đồng phục đi thẳng đến phòng giải phẫu ở tầng trệt, theo sau còn có quần chúng muốn biết rõ chân tướng. Dẫn đầu là một người đàn ông tầm tuổi Khâu Kiệt, thoạt nhìn độ khoảng trên dưới 40, dáng vẻ oai phong, đường hoàng. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều cảnh sát như vậy? Chẳng lẽ lại có người quấy phá trong bệnh viện? Rất nhiều bệnh nhân cùng người nhà đứng từ xa quan sát, bọn họ không thể nào tiến đến gần hơn vì có hai anh cảnh sát đã dựng giới tuyến. Đội trưởng Trương dẫn theo những người còn lại nhanh chân đi đến chỗ Khâu Kiệt, giáo sư Khâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông mau nói rõ cho tôi biết. Ôi, Lão Trương, cuối cùng ông cũng đến, hôm nay tôi đúng là suối quầy mà, Khâu Kiệt nửa thật nửa giả nói. Có một bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu cấp tính, tính mạng nguy trong sớm tôi làm giải phẫu cho cô bé, nhưng đáng tiếc thay lại thất bại. Người nhà bệnh nhân không chịu được đà kích, muốn tự tay tiếp tục phẫu thuật, tôi đã ngăn cản anh ta, vậy mà anh ta còn ra tay với tôi. Có chuyện đó nữa à? Dám gây rối ở bệnh viện, lá gan cũng to thật. Đội trưởng Trương hừ lạnh, dám gây chuyện trong địa bàn của tôi, ăn gan hùm mật gấu à? Các bác sĩ đứng ở đằng xa nghe được những lời Khâu Kiệt nói, liền tỏ thái độ khinh thường. Nhưng không ai đứng ra biện bạch thay Trần Đức, bao vây cửa phòng giải phẫu cho tôi, Lão Trương quát lên, mấy anh cảnh sát liền bao vây phòng giải phẫu. Khâu Kiệt dẫn theo đội trong Trương, chuẩn bị phá cửa xông vào. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong, Hồ Dương vui sướng bước ra. Định bụng báo cáo kỳ tích y học này với mọi người, vừa khéo đụng phải Khâu Kiệt cùng đội trưởng Trương định xông vào. Sắc mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm túc, giáo sư Khâu. Hừ, đừng có gọi tôi là giáo sư. Khâu Kiệt lạnh lùng nói, đội trưởng Trương, đây là người của bệnh viện chúng tôi, cậu ta cũng thuộc nhóm người thực hiện hành vi giải phẫu phi pháp kia, ông bắt anh ta lại trước đi. Đội trưởng Trương ra hiệu, lập tức có hai người xông lên còng tay Hồ Dương. Đối với loại người dám hành nghề y trái phép, ông ta tuyệt đối không nương tay. Mạng người quan trọng, há có thể để đám người này làm ẩu. Sĩ quan, tôi bị oan, Hồ Dương hốt hoảng hô, tôi phạm tội gì mà bắt tôi? Tội hành nghề y trái phép còn chưa đủ à, giáo sư Khâu lạnh lùng nói. Tôi hành nghề y trái phép, Hồ Dương sững sờ, há hốc mồm kinh ngạc, anh ta thật sự không ngờ mình lại bị giáo sư Khâu trả đũa. Không có, sĩ quan, tôi không làm. Cô bé kia đã được cứu sống, ca giải phẫu không thất bại, chúng tôi đã kéo cô bé từ quỷ môn quan trở về, Hồ Dương giải thích. Hồ Dương,
Tôi thấy cậu là người trung thực nên mới nhận cậu làm trợ thủ, cậu học nói láo từ khi nào vậy hả? Giáo sư Khâu hất hàm hỏi, hắn dám chắc cuộc giải phẫu đã thất bại, trừ phi có thần tiên đến cứu, bằng không không có ai cứu nổi cô bé kia. Tôi nói thật mà, sĩ quan, Hồ Dương tranh luận, chúng tôi đã cứu được người rồi. Chẳng lẽ Hồ Dương bị choáng à? Chắc là do căng thẳng quá, nên anh ta mới nghĩ ra chuyện lửa mình dối người như vậy. Mong là anh ta sẽ được thả ra. Chậc, còn trẻ như vậy lại đi nói dối trước mặt cảnh sát, nói không chừng phải ngồi tù đấy. Các bác sĩ xì xào bàn tán, hiển nhiên, bọn họ cũng không tin lời của Hồ Dương. Ông nghe thấy chưa đội trưởng Trương, tên này không chỉ hành nghề y bất hợp pháp mà còn cản trở việc công, Khâu Kiệt tự tin nói, phẫu thuật thất bại, người bên trong đã tắt thở không có gì bất ngờ cả, chắc chắn không thể sống lại. Vậy sao, vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếp đó có một nam một nữ xuất hiện phía sau Hồ Dương. Ngẩng đầu nhìn lên, đó chính là Trần Đức và Liễu Như Nguyệt. Cô Liễu, đội trưởng Trương ngạc nhiên kêu lên khi nhìn thấy Liễu Như Nguyệt, cô Liễu, sao cô lại ở đây? Sĩ quan Trương, Liễu Như Nguyệt kinh ngạc hỏi, ông đây là? Cô Liễu, tôi vừa nhận được tin báo có người hành nghề y trái phép và công khai gây thương tích cho người khác. Con của đội trưởng Trương đang học trong lớp do Liễu Như Nguyệt chủ nhiệm, vừa nhìn thấy Liễu Như Nguyệt ông ta đã nhận ra ngay. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Trần Đức, ông ta còn choáng váng hơn. Người này sao lại quen thế này? Đội trưởng Trương bất giác nhớ lại cảnh tượng hai ngày trước, bọn họ đã đột kích vào khách sạn Hoạt Sắc Sinh Hương ở Thiên Hương Kiều ngay giữa đêm khuya để truy bắt mại dâm. Vào nửa đêm, cục trưởng phân cục của bọn họ nhận được chỉ thị của cấp trên, yêu cầu hành động ngay lập tức. Vừa đúng lúc ông ta đang trực ban nên đã cùng cục trưởng tham gia hành động, trên đường đi cục trong đã đặc biệt dặn dò ông ta không được làm ai bị thương. Hơn nữa, quan hệ giữa ông ta và cục trưởng Mạc rất tốt cho nên ông ta biết được lần truy bắt mại dâm này là vì giúp một thanh niên trẻ tuổi. Mà người này, ông ta cũng nhìn thấy rồi. Cục trưởng Mạc gọi anh ta là Hoang Gia. Khuôn mặt đêm đó dần trùng khớp với khuôn mặt người thanh niên trước mặt khiến đội trưởng Trương đột nhiên vô cùng lúng túng. Người mà cục trưởng phải gọi bằng Gia, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết không nên đụng vào. Nếu hôm nay ông ta dám bắt người, e là ngày mai sẽ phải vứt bỏ bộ trang phục này mất. Sĩ quan Trương, ông hiểu lầm rồi, vừa nãy chúng tôi ở trong đó để cứu người, Liễu Như Nguyệt nói, cô bé bên trong là bạn học của con ông, mấy ngày trước còn có quyên góp nữa đấy. Đột nhiên, ông ta tằng hắng hai tiếng rồi nhìn Khâu Kiệt, giáo sư Khâu, chuyện này có phải có hiểu lầm gì rồi không? Giáo sư Khâu hoàn toàn không biết rằng đội trưởng Trương đã nhận ra Trần Đức, hắn chỉ vào Trần Đức lạnh lùng nói, đội trưởng Trương, hiểu lầm gì chứ, chắc chắn không có hiểu lầm, chính là thằng nhóc này. Không có chứng chỉ hành nghề của bác sĩ, hành nghề y trái phép, còn ra tay với tôi nữa. Ông nói bậy, sao chúng tôi lại hành nghề y trái phép được, rõ ràng là đang cứu người, Liễu Như Nguyệt thanh minh. Cứu người, ngay cả bác sĩ mấy người còn không phải, còn dám nói cứu người cái gì. Nếu mấy người có thể cứu người thì còn cần bác sĩ chúng tôi làm gì. Cho dù các người có thể cứu người, nhưng không có chứng chỉ hành nghề của bác sĩ là bất hợp pháp. Hơn nữa. Các người chẳng qua chỉ là người ngoài ngành mà thôi, còn cứu ngôi. Ha ha, nếu các người có thể cứu sống cô bé đó, mẹ nó, tôi sẽ ăn phân trước mặt mọi người. Khâu Kiệt không muốn cho Trần Đức cơ hội lên tiếng, hắn nói chắc như đinh đóng cột, đội trưởng Trương, nhanh bắt bọn chúng lại. Đội trưởng Trương do dự, lúc này thật sự không biết có nên hành động hay không. Người trước mặt là giáo viên chủ nhiệm của con trai ông ta. Người còn lại thì là người mà ngay cả cục trưởng của bọn họ cũng phải gọi là ra. Nếu ông ta ra tay, không chỉ hủy hoại tương lai của chính mình mà còn có thể hủy hoại tương lai của con trai mình. Vị gia này hành nghề y trái phép, có nhiều người chứng kiến như vậy, nếu như không ra tay thì ông ta nhất định sẽ mang tiếng thiên vị. Giáo sư Khâu, nợ nần giữa chúng ta, cũng đã đến nên lúc tính toán rõ ràng rồi, ánh mắt Trần Đức lạnh lùng, ông nói tôi hành nghề y trái phép, tôi nhận, còn ông thì sao? Nói đến đó, Trần Đức lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn ghi âm. Ngay sau đó, trong đoạn ghi âm liền vang lên một giọng nói của một nam một nữ, giáo sư Khâu, anh đúng là cầm thú, sờ vào đâu đấy. Ha ha, gặp được em, anh nhịn không được muốn chăm sóc em chu đáo ấy mà. Không phải còn có một ca phẫu thuật ung thư máu đang chờ anh sao? Còn không đi, để người ta đợi sốt ruột lắm đấy. Sốt ruột thì sao, ở bệnh viện này ai dám giục anh? Chỉ có ca phẫu thuật ung thư máu của anh mới có tỷ lệ thành công cao nhất.
Nếu bọn họ dám giục anh thì làm gì gánh nổi hậu quả. Nếu chọc giận anh thì anh không đi nữa, cô bé đó chỉ có thể chờ chết thôi. Anh đúng là cầm thú, nhẫn tâm thật đấy. Ha ha, đâu có, cô bé kia sao quan trọng bằng em chứ. Tiếp đó là một loạt tiếng phá cửa đi vào cùng với tiếng nói chuyện của Trần Đức và Khâu Kiệt. Trần Đức đã chỉnh âm lượng của đoạn ghi âm này lên mức cao nhất, lúc đó anh đứng ở cửa mà không đi vào ngay chính là để ghi âm lại cuộc đối thoại của hai người này, để phòng tai họa về sau. Không ngờ bây giờ thật sự phải dùng đến. Nghe xong đoạn ghi âm này một số bác sĩ nhìn nhau, những người bên ngoài không biết chân tướng sự thật cũng bừng bừng lửa giận. Bọn họ là bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân nên có thể hiểu được tâm trạng lúc đó của Trần Đức, tên giáo sư khốn nạn này. Loại người này không xứng làm giáo sư, vậy mà lại lấy mạng người ra làm trò đùa. Bệnh viện này sao lại nhận loại cặn bã này chứ, chúng ta còn có thể trị bệnh ở đây sao? Sau khi đội trưởng Trương nghe xong đoạn ghi âm này thì sắc mặt vô cùng u ám, ông ta không ngờ Khâu Kiệt lại là loại người như vậy. Lúc này sắc mặt Khâu Kiệt tái mét. Đoạn ghi âm này không đủ để khiến hắn phạm tội nhưng nó có thể hủy hoại tiền đồ của hắn. Này nhóc, mày ghép ghi âm ở đâu vậy? Muốn hãm hại tao không dễ dàng vậy đâu. Hãm hại ông, Trần Đức nói, trong mắt tôi, ông chỉ là con sâu cái kiến nhỏ bé tầm thường mà thôi, tại sao tôi phải hãm hại ông? Con sâu cái kiến, mày mới là con sâu cái kiến, mày vì muốn thoát tội liền đổ oan cho tao, được, được lắm, sắc mặt của Khâu Kiệt lúc xanh lúc trắng, cho dù có đoạn ghi âm này, thì sao? Tao không hề có tội. Còn mày, hành nghề y trái phép, đã phạm tội nặng, đủ để bị bắt đi kết án, Khâu Kiệt tức giận hét lên, đội trưởng Trương, nhanh bắt người đi chứ. Cho dù không còn tiền đồ công danh nữa, Khâu Kiệt cũng muốn kéo Trần Đức xuống vực theo, hắn muốn xem thử, cuối cùng kết cục của ai thảm hơn. Tôi đã phạm pháp, tôi sẵn sàng đi cùng đội trưởng Trương một chuyến, có điều. Trần Đức nói, giáo sư Khâu, ông vừa nói chúng tôi không cứu người. Nếu chúng tôi cứu sống được thì ông sẽ ăn phân ở trước mặt mọi người, có thật vậy không? Tất nhiên là thật rồi, Khâu Kiệt bất giác đáp. Ngay khi nói xong, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao Trần Đức đột nhiên lại hỏi chuyện này? Lẽ nào tên này thật sự cứu sống cô bé kia rồi? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lúc đó, chuông báo vang lên, hắn và tất cả các bác sĩ khác đã cố gắng hết sức để cứu vãn tình thế nhưng cuối cùng, ca mổ vẫn không thể tiến hành đến cùng. Tất cả bọn họ đều đã cố gắng hết mình rồi, bao gồm hắn cũng đã sử dụng hết tất cả kỹ năng. Khâu Kiệt làm bác sĩ đã hơn 20 năm, trong suốt 20 năm qua hắn đã thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật, có thể nói là kinh nghiệm đầy mình. Các giấy báo từ mà hắn đưa ra, tất cả đều tử vong trong thời gian hắn dự tính, không có ngoại lệ. Lần này, hắn cũng không tin Từ Hàm có thể sống sót. Nghĩ đến đây, Khâu Kiệt lấy lại tự tin, dù sao đi nữa hắn cũng là một bác sĩ lâu năm. Người mà hắn không cứu được người thì làm sao có người cứu được. Kỹ năng y khoa của hắn thì không có gì phải nghi ngờ. Sau đó, hắn cười chế nhạo, này nhóc, câu đó là tao nói đấy, nếu mày có thể cứu sống cô bé đó thì tao sẽ ăn phân trước mặt mọi người, quyết không nuốt lời. Quyền uy của tao, không phải ai cũng có thể chất vấn, mày muốn dọa tao. Khi Khâu Kiệt nói những lời này, ngay cả những bác sĩ đang đứng phía sau hắn cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng người này nhân phẩm không ra gì, nhưng y thuật thì không thể chê đóc, nếu không hắn kiêu ngạo như vậy, viện trưởng đã trục xuất hắn từ lâu rồi. Chỉ có Hồ Dương, Liễu Như Nguyệt và hai y tá phía sau là tỏ vẻ kỳ quái, nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì mới phải. Nhìn thấy bộ dạng huênh hoang của Khâu Kiệt, bọn họ bỗng nhiên có chút mong đợi được xem cảnh tượng người này ăn phân đến lạ. Loại người này lẽ ra phải được xử lý từ lâu rồi. Trần Đức bước sang một bên và nói. Nếu ông không tin, ông có thể tự mình vào xem thử. Ha ha, còn cần phải xem sao? Khâu Kiệt vô cùng tự phụ, để chứng tỏ uy quyền của mình, hắn nói, nếu như mày đã muốn tao xem, vậy thì không chỉ mình tao xem, tao muốn dẫn theo hai bác sĩ và chọn thêm hai người ở kia vào chứng kiến nữa. Tuy, Trần Đức không quan tâm, càng có nhiều người thì càng có thể khiến tên này mất mặt. Được, Khâu Kiệt chọn hai bác sĩ, sau đó tùy ý chỉ vào hai người bên ngoài khu vực bị bao vây này. Đội trưởng Trương liếc mắt nhìn người canh gác ở đó, bảo cho hai người kia đi qua. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Khâu Kiệt, đội trưởng Trương và hai bác sĩ cũng với hai người nhà của bệnh nhân bước vào phòng phẫu thuật. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, cái này là còn sót lại từ lần dọn dẹp lúc nãy. Khâu Kiệt cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Từ Hàm sẽ được cứu sống,
trong thâm tâm của hắn, cô bé đó nhất định sẽ chết. Vì vậy, hắn thậm chí còn không thèm nhìn về phía đó, đứng quay lưng lại với phòng phẫu thuật rồi nói với mọi người đã thấy chưa? Dù là monitor hay các dụng cụ thiết bị khác, tất cả đều đã tắt. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía phòng phẫu thuật, monitor và các chỉ số trên đó đều hiện màu xanh. Điện tâm đồ hiện sóng rõ ràng, nhịp cao nhịp thấp chuyển động đều đều. Hình ảnh này, chỉ cần là người bình thường đều biết nó có ý nghĩa gì. Sắc mặt của những người đó cực kỳ cổ quái. Nhìn về mặt tự mãn của Khâu Kiệt, giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Giáo sư Khâu, ông có chắc cô bé đó đã chết không? Đội trưởng Trương hỏi. Đương nhiên, Khâu Kiệt chưa kịp nói hết câu thì đã kịp nhận thấy đội trưởng Trương và hai bác sĩ có gì đó không đúng. Hắn bất giác quay đầu lại nhìn các thiết bị trong phòng mổ. Trong phút chốc, những lời hắn chưa nói ra liền trôi ngược lại vào trong. Hắn không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Tất cả các dụng cụ máy móc đều đang sáng trưng. Hơn nữa toàn bộ đều hoạt động bình thường, không có gì khác lạ. Trong phòng phẫu thuật, máy móc thiết bị đều đang nhấp nháy ánh sáng xanh. Màu xanh lá cây tượng trưng cho sự sống. Là một giáo sư y khoa, hơn nữa còn là một giáo sư y khoa ở tuổi 40, sao Khâu Kiệt có thể không hiểu những tia sáng này tượng trưng cho điều gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Khâu Kiệt chạy đến trước thiết bị monitor kia, cẩn thận xem xét các chỉ số khác nhau trên đó, rồi lại đi đến bên cạnh Từ Hàm để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô bé bằng các thủ pháp chuyên nghiệp. Tất cả trạng thái đều nói cho hắn biết, cô bé chưa chết, hơn nữa phẫu thuật đã thành công, các chỉ số ổn định đến mức không thể ổn định hơn. Chuyện này sao có thể, Khâu Kiệt không dám tin, lẽ nào nam thanh niên kia thật sự có thể kéo cô bé từ quỷ môn quan trở về sao? Không chỉ hắn mà hai bác sĩ khác cũng không thể tin được. Bọn họ đã đích thân tham gia vào ca phẫu thuật cho cô bé, khi tất cả các cơ quan của cô bé có dấu hiệu suy kiệt. Trong tình huống này, cho dù thần thánh có đến cũng không cứu được. Hai người nhà của bệnh nhân không hiểu thiết bị máy móc thể hiện điều gì nhưng họ cũng biết bé gái trên giường bệnh không có chuyện gì. Sắc mặt đội trưởng Trong hơi đanh lại, sự tin tưởng của ông ta đối với Khâu Kiệt nhanh chóng giảm xuống. Giáo sư Khâu, ông giải thích đi. Chắc chắn là do tôi cứu sống, Khâu Kiệt không tin Trần Đức đã cứu Từ Hàm, ca phẫu thuật của chúng tôi hẳn đã thành công rồi, chỉ là thiết bị máy móc lúc đó bị trục trặc. Không sai, nhất định là như vậy. Hắn càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình, một kẻ ngoài ngành dựa vào cái gì mà có thể cứu người, nhất định lúc đó bọn họ đã phán đoán sai. Mọi người ra ngoài đi, Từ Hàm cần phải nghỉ ngơi, Trần Đức lạnh lùng nói, trong phòng mổ có quá nhiều người, anh không muốn quấy nhiễu Từ Hàm. Mọi chuyện đã được xác nhận, chúng ta ra ngoài thôi, đội trưởng Trương cũng nói. Mọi người không thể không rời khỏi phòng phẫu thuật, tình hình thế nào, bác sĩ đang đợi ngoài cửa hỏi. Còn sống, cô bé thực sự sống lại rồi, một bác sĩ kể lại tình hình bên trong. Gì cơ, kỳ tích, chắn chắn là kỳ tích, thật sự là anh ta làm sao? Nhiều bác sĩ bàn tán xôn xao, đây chắc chắn là một kỳ tích trong lịch sử y học, đủ tiêu chuẩn để được lưu vào sử sách của bệnh viện. Hơn nữa còn được xem như một án lệ kinh điển. Thậm chí, có thể được đưa vào sách giáo khoa. Đội trưởng Trương, tất cả đều là tôi làm hết, không liên quan gì đến hắn cả. Khâu Kiệt lớn tiếng nói, hắn chỉ là một thằng nhóc phát mũi chưa sạch sao có thể có năng lực này chứ. Tôi có thể làm chứng, Hồ Dương đứng bên cạnh, hai tay đã bị còng nhưng vẫn kiên cường như cũ nói, tôi đã tận mắt chứng kiến anh Trần làm phẫu thuật. Ngoài ra, Khâu Kiệt, thất bại của ca phẫu thuật đó hoàn toàn là do ông đã vi phạm quy tắc của bệnh viện, trong lúc phẫu thuật. Câm miệng, Khâu Kiệt hét lên, lao tới muốn tấn công Hồ Dương, không cho anh ta nói tiếp. Một khi anh ta nói tiếp thì đời này của hắn coi như bỏ. Có điều, cảnh sát đứng bên cạnh đã lập tức giữ hắn lại. Thả tôi ra, lão Trương, rốt cuộc ông giúp ai, hắn vừa giãy giụa vừa hét lên. Tôi giúp công lý, giúp pháp luật, giúp nhân dân. Vẻ mặt của đội trưởng Trong cực kỳ nghiêm túc, dáng đứng thẳng tắp, toát lên vẻ quang minh chính đại, trực giác nói cho ông ta biết trong chuyện này chắc chắn có gì đó. Bác sĩ, anh nói tiếp đi. Vâng, Hồ Dương bình tĩnh lại, nói, hôm nay trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, chúng tôi đã thông báo cho ông ta trước nửa tiếng, nhưng ông ta vẫn chậm trễ không đến. Chúng tôi đã kết thúc cuộc họp trước phẫu thuật mà ông ta vẫn không hề xuất hiện. Anh Trần sốt ruột quá nên đi tìm ông ta. Vừa rồi mọi người cũng đã nghe thấy đoạn ghi âm rồi. Ông ta làm loại chuyện như vậy ngay trong phòng làm việc. Theo yêu cầu của anh Trần, cuối cùng ông ta cũng đến,
nhưng trong lúc làm phẫu thuật ông ta lại có ý định trả thù anh Trần, đột ngột dừng lại giữa chừng yêu cầu tăng thêm thuốc, nói cách khác chính là tăng thêm chi phí. Thuốc men và vật liệu trong đó, anh Trần đã trả trước một phần rồi, khoản tiền thứ hai hoàn toàn dư thừa, tất cả đều vì sự trả thù của ông ta mà dẫn đến việc phải tạm dừng phẫu thuật khiến bệnh nhân Trương Từ Hàm không thể tiếp tục gắng gượng trong một thời gian dài, các cơ quan chức năng đều bị suy kiệt, cuối cùng tuyên bố phẫu thuật thất bại. Sau khi ca phẫu thuật thất bại, cô bé đã tắt thở, anh Trần không chịu bỏ cuộc, đích thân bước vào phòng tiến hành phẫu thuật, sau đó mới xuất hiện kỳ tích, kéo bệnh nhân từ quỷ môn quan trở lại. Trong lòng Hồ Dương đang dậy sóng, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tư cá nhân nào, thuật lại rõ ràng toàn bộ câu chuyện, tôi nói những lời này, các bác sĩ tham gia ca phẫu thuật hôm nay đều biết rõ. Khi anh ta nói xong, bên ngoài khu vực bị bao vây, một số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều bàng hoàng, giận dữ chửi bới, lang băm. Sao lại có loại người như vậy? Không ngờ bệnh viện lớn như này lại có loại sâu mọt đến thế, cảnh sát, mau bắt hắn đi. Đám đông cực kỳ phẫn nộ, đa số những người đến bệnh viện đều có bạn bè hoặc người thân đang nằm viện, nên có thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau này. Sắc mặt đội trưởng Trương trở nên tối sầm, nếu đổi lại là con trai của ông ta bị đối xử như vậy, e là ông ta đã bắn Khâu Kiệt ngay tại chỗ rồi. Hắn nói bậy, Khâu Kiệt tranh cãi, tôi là giáo sư, không thể làm ra loại chuyện như vậy. Đội trưởng Trương, ông phải làm chủ cho tôi. Yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Đội trưởng Trương trầm giọng nói, hơn nữa tôi sẽ ở ngay trước mặt mọi người, lập tức điều tra, ngay bây giờ. Lời nói của đội trưởng trong được hoan hô bởi một tràng pháo tay. Thẩm vấn riêng tất cả các bác sĩ này, 10 phút nữa, tôi cần kết quả. Vâng, cấp dưới của đội trưởng Trương nhận được lệnh lập tức đưa các bác sĩ và y tá này đến một nơi vắng lặng để thẩm vấn. Kết quả có sớm hơn mong đợi. Bọn họ đã không ưa Khâu Kiệt từ lâu, nay lại có cơ hội để xả hết những bất mãn trong lòng. Ngay cả những món nợ cũ cũng bị lật lại. Sau khoảng 8 phút, một bản báo cáo đã được trình lên tay đội trưởng Trương, ông ta đọc xong thì mí mắt bỗng run lên. Hay cho một giáo sư y khoa trẻ tuổi, thật sự là không bằng cầm thú. Trì hoãn phẫu thuật, thu phí giữa chừng, đòi tiền phong bì từ người nhà bệnh nhân, thậm chí còn áp dụng luật ngầm với cô y tá trong bệnh viện. Tất cả các tội danh đều đã được liệt kê ra, những lời của các bác sĩ khai đều hoàn toàn giống nhau. Vì tính công bằng, đội trưởng Trương đã lớn tiếng đọc to bản tội danh này lên. Ở đằng xa, mọi người càng phẫn nộ hơn. Mẹ nó, trên đời này sao lại có loại người như vậy? Loại bác sĩ này nên bị lôi ra xử bắn. Đánh chết đi, đám đông sôi sục đến nỗi nếu không phải có cảnh sát ngăn lại thì đã có người xông vào đánh. Chuyện gì đã xảy ra thế? Đúng lúc này, từ xa có 3 người đàn ông trung niên đi tới, một người mặc áo blau trắng, 2 người còn lại mặc âu phục đi giày da. Bọn họ lần lượt là viện trưởng và 2 chủ đầu tư của bệnh viện 308 này. Khi biết tin bệnh viện xảy ra chuyện, bọn họ đã vội vã chạy từ nơi khác đến. Sau khi xác nhận thân phận của 3 người, đội trưởng Trương mới cho bọn họ vào, mọi người đến đúng lúc lắm, cái này mọi người tự xem đi. 3 người bọn họ cầm lấy bản lời khai, sau khi đọc xong, vẻ mặt ai nấy cũng đều trở nên vô cùng u ám. Toang rồi, toang thật rồi. Những lời khai này không chỉ hủy hoại tiền đồ của Khâu Kiệt, mà còn có thể hủy hoại toàn bộ bệnh viện 308 này. Đồ cặn bã, thật sự là cặn bã, một nhà đầu tư tức giận đến nỗi run bần bật, bọn họ thường không quan tâm đến bệnh viện, không ngờ ở một nơi thiêng liêng như bệnh viện mà lại xuất hiện loại người này. Nhà đầu tư này đã hơn 60 tuổi, tóc ở hai bên thái dương đã hơi bạc, lúc này khuôn mặt ông ta đã đỏ bừng vì tức giận, cả người không ngừng run lên. Chết tiệt, nhà đầu tư còn lại cũng đã ngoài 50, vừa nhìn đã biết ông ta có tính tình hung bạo, nhân lúc mọi người không chú ý, ông ta đã lao tới đá vào người Khâu Kiệt một cước, sau đó lại liên tục đấm đá, cản cũng cản không nổi. Thả tôi ra, tôi phải đánh chết hắn, bệnh viện 308 của chúng ta không cho phép loại cặn bã như vậy. Thả tôi ra, nhà đầu tư này đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn vô cùng anh dũng, 2 người cảnh sát suýt chút nữa không ngăn cản được, qua một lúc mới ngừng lại. Ông ta tức giận trách viện trưởng, loại sâu mọt này sao có thể nhậm chức vào bệnh viện thế? Viện trưởng vô cùng hoang loạn, Khâu Kiệt là bạn của ông ta, cũng do đích thân ông ta mời đến, cho nên ông ta vẫn luôn bao che Khâu Kiệt. Không ngờ hôm nay mọi chuyện đều đã bị bại lộ. Chủ tịch Hà, tôi nhất định sẽ giải quyết chu toàn. Giải quyết, ông không có cơ hội giải quyết nữa, chủ tịch Hà tức giận đến nỗi suýt chút nữa đã động tay động chân, cút,
bây giờ ông lập tức cút khỏi đây cho tôi, ông không còn là viện trưởng của bệnh viện này nữa. Chủ tịch Hà, viện trưởng muốn nói gì đó, nhưng nhà đầu tư lớn tuổi lại mắng, cút. Làm gì có chuyện cút dễ dàng như vậy được, xảy ra những chuyện này, với tư cách là một nhà đầu tư, ông ta nhất định phải giải thích rõ ràng với tất cả bệnh nhân, bắt đầu từ hôm nay, bệnh viện của chúng tôi sẽ thành lập tổ thanh tra chuyên điều tra những loại tình huống này. Bất kể là xảy ra trong tương lai hay quá khứ, đều không được bỏ sót. Một khi thu thập đủ bằng chứng thì lập tức đưa ra tòa. Ông ta rất tức giận, sau khi tuyên bố xong chuyện này lại bước đến bên cạnh Trần Đức, anh Trần. Tôi vô cùng xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với anh. Tôi là nhà đầu tư của công ty, tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. Bệnh viện của chúng tôi sẽ đảm nhận tất cả việc điều trị tiếp theo cho các thành viên trong gia đình anh và sẽ không thu một đồng viện phí nào cả. Mong anh có thể bỏ qua cho. Khi ông ta nói lời này, cả người cúi gập gần như 90 độ với Trần Đức, chủ tịch Hà tính tình nóng này cũng đi tới, cảm thấy cực kỳ có lỗi, cùng nhau cúi đầu. Hai ông đứng dậy đi. Trần Đức bình tĩnh nói, chuyện này không liên quan đến hai người. Từ trước đến nay, anh luôn nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng, anh đã gặp vô số người, biết chắc rằng hai nhà đầu tư này thực sự không biết. Người dung túng cho Khâu Kiệt là viện trưởng, nhận được sự tha thứ của Trần Đức, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ Dương, bác sĩ Hồ rất tốt, Trần Đức nói thêm, nếu lần này không có anh ấy thì bệnh viện của mọi người nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Lời nói nhẹ nhàng đó khiến cả hai nhà đầu tư đều sững sờ một lúc, sau đó nhìn về phía Hồ Dương, người đang bị còng tay. Đội trưởng Trương lập tức ra lệnh mở còng tay cho Hồ Dương, anh ta nhìn Trần Đức đầy cảm kích. Anh Trần, anh yên tâm, chúng tôi sẽ thưởng riêng cho bác sĩ Hồ, nhà đầu tư lớn tuổi nhân đạo nói. Vậy thì tốt quá rồi, Trần Đức đáp. Được rồi, chuyện này đã được điều tra rõ ràng. Theo pháp luật, Khâu Kiệt đã phạm tội, đội trưởng Trương lớn tiếng nói. Mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ đưa hắn về, điều tra nghiêm khắc và nhanh chóng kết án. Tốt, làm tốt lắm, đồng chí, giỏi lắm. Tiếng vào tay đồng loạt vang lên, lúc này, một cô y tá yếu ớt hỏi, không phải nói ăn phân sao? Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng hầu như ai cũng nghe thấy. Đội trưởng Trương cảm thấy yêu cầu này không hề quá đáng chút nào, đối phó với loại người này, bảo ăn phân đã là nhẹ rồi, huống hồ đây là lời hứa hắn tự nói. Lúc này, quả thực nên thực hiện rồi, nhất định phải cho hắn ăn phân. Chỗ tôi đúng lúc có đứa nhỏ vừa ị này. Chỗ tôi cũng có, trong đám đông, mọi người thi nhau hò hét và lấy bô đựng chất thải của bệnh nhân đi ra. Khuôn mặt của Khâu Kiệt vô cùng sợ hãi, trắng bệch không còn giọt máu, hắn không dám nghĩ bản thân đường đường là một giáo sư y khoa, nổi tiếng tài năng, tiền đồ vô lượng mà lại gặp phải hậu quả như vậy. Không, các người đang sử dụng hình phạt riêng, tôi muốn kiện các người. Còn có thằng nhóc này hành nghề y trái phép, sao các người không bắt hắn? Chuyện này thì ông không cần lo, nếu sử dụng hình phạt riêng, tôi tất nhiên sẽ chấp nhận xử phạt. Chuyện của anh Trần ông cũng không có tư cách quản. Đội trưởng Trương lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay ra hiệu cho hai người cấp dưới đưa phân của bệnh nhân đến trước mặt Khâu Kiệt, đổ vào một cái chậu. Ăn đi, đội trưởng Trong nói, chúng tôi đều đang chờ xem đấy. Không, tôi không ăn. Sắc mặt của Khâu Kiệt cực kỳ khó coi, hắn không ngừng giãy giụa, chỉ đáng tiếc là trước mặt những cảnh sát đốc huấn luyện chuyên nghiệp, mọi hành động giãy giụa đều vô ích. Bây giờ, hắn không muốn gì cả, chỉ muốn khóc. Ăn phân, vừa nghĩ đến thôi đã ghê tởm rồi. Không chịu ăn thì đè đầu hắn xuống, đội trong Trương thở dài. Hai người cấp dưới nhận được lệnh lập tức giữ Khâu Kiệt lại rồi ấn đầu hắn xuống chậu. Mọi hành động kháng cự của Khâu Kiệt đều vô ích, rất nhanh đã vang lên tiếng ủng ục. Đầu hắn nằm trong chậu cố gắng bụng miệng lại đến nỗi ngạt thở, cuối cùng đành phải mở miệng nuốt vài ngụm. Liễu Như Nguyệt xoa bụng rồi quay người sang hướng khác, cảnh tượng này có chút buồn nôn. Trần Đức lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Kiệt. Đối với loại người này, hình phạt như vậy đã là quá nhẹ rồi. Từ giây phút đầu tiên biết tin ca phẫu thuật của Từ Hàm thất bại, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để giết người. Có điều, bây giờ xem ra chuyện này không còn cần thiết nữa. Với hàng loạt tội danh lúc nãy cũng đủ khiến hắn ngồi tù cả đời rồi, đến lúc đó lại nói chuyện với hình tông đài, nửa đời còn lại của Khâu Kiệt chắc chắn sẽ ngày càng đau khổ không kể xiết. Phòng giam, anh hiểu nơi này quá rõ, đã từng sống trong đó 3 năm, anh thừa biết bên trong là những kẻ biến thái đến mức nào. Khâu Kiệt bị giữ chặt đầu trong chậu, vừa ăn vừa nôn, cuối cùng cũng giãy giụa không nổi nữa, lúc này hai người mới thả hắn ra. Hắn nằm bẹp dưới đất, vừa co giật vừa nôn mửa.
trông vô cùng đáng thương. Nhưng, không ai thương hại hắn cả, tất cả những chuyện hắn đã làm, không biết bao năm qua hắn đã hại bao nhiêu người, nếu không phải hôm nay xuất hiện kỳ tích, cô bé kia đã bị hắn hại chết rồi. Mọi người chỉ cảm thấy vô cùng hả giận. Cuối cùng, hai nhà đầu tư tiếp tục cúi đầu xin lỗi mọi người, bọn họ cảm thấy cực kỳ có lỗi vì đã để xảy ra chuyện như vậy, lập tức bổ nhiệm Hồ Dung làm viện trưởng mới ngay tại chỗ, đồng thời phụ trách tổ thanh tra mới thành lập. Hơn nữa, đối với các bác sĩ biết sự thật nhưng lại có ý định bao che sẽ bị phạt tiền, tiền thong cuối năm sẽ bị cắt. Phải biết rằng tiền thưởng cuối năm của bệnh viện 308 lên đến 44 con số không, nghe đến đó ai cũng đau xót. Đội trưởng Trương, nếu anh cần gì xin hãy liên hệ với tôi mọi lúc, bệnh viện sẽ toàn lực hợp tác với anh để điều tra. Vâng, đội trưởng Trương nói, rút. Viện trưởng cùng Khâu Kiệt và mấy bác sĩ khác đều bị đưa đi, đồng thời Trần Đức và Liễu Như Nguyệt cũng được mời đến cục cảnh sát lập biên bản. Chuyện đến nước này, ai nấy đều rất ăn ý không để lộ chuyện Trần Đức chữa bệnh không bằng cấp. Một trận dùm beng, chẳng ai còn nhớ tới chuyện Từ Hàm từ cõi chết sống lại như một kỳ tích của y học. Chuyện này, căn bản là không ai muốn nhắc tới. Hôm nay thật cảm ơn cô, từ cục cảnh sát bước ra, Trần Đức nói với Liễu Như Nguyệt, nếu không có cô, tôi còn chưa biết Từ Hàm gặp chuyện đâu. Không có gì, đây là việc chúng tôi phải làm, ánh mắt Liễu Như Nguyệt nhìn Trần Đức cũng không còn như xưa, trải qua sự việc hôm nay, dường như cô đã có cái nhìn Liễu Như Nguyệt đương nhiên không biết những điều này, chỉ cho rằng Trần Đức nói đùa mà thôi, không quá để tâm, anh Trần, chiều nay tôi còn phải lên lớp, nên không đến bệnh viện nữa, hôm khác tôi thăm Từ Hàm sau. Được, Trần Đức tạm biệt Liễu Như Nguyệt, nhìn bóng cô xa dần, lúc này mới bước trở vào bệnh viện. Vừa vào bên trong, hai nhà đầu tư bệnh viện đã đón đầu anh, một lần nữa bày tỏ áy náy với Trần Đức, còn đi với anh đến thăm Từ Hàm. Không thể không nói, sở dĩ bọn họ giàu có là đều có lý do, họ rất biết cách làm việc. Tạo áp lực thông qua bọn họ, cùng với những quan hệ bên phía Trần Đức, e rằng Khâu Kiệt chỉ có thể rũ tù cả đời. Về phòng Từ Hàm, cô bé vẫn còn đang say ngủ. Lúc này tuy ca mổ đã thành công, nhưng cũng gây ra thương tổn cực lớn cho Từ Hàm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé vẫn tái nhợt, vô cùng khó coi. Anh bát hoang, trên giường bệnh, Từ Hàm hoảng hốt, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đôi mi run rẩy, bắt đầu nói mê. Anh đây, Trần Đức nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cô bé lại nhanh chóng yên ổn chìm vào giấc ngủ. Nghe nói vừa rồi xảy ra chuyện, ngoài cửa vang lên một giọng phụ nữ, Trần Đức quay đầu lại, Diệp Khánh Ngôn đã đứng ở đó từ bao giờ. Trang phục của cô trước sau như một, sơ mi trắng. Váy bó màu đen, cặp đùi quyến rũ giấu đằng sau lớp tất chân, mang giày cao gót, mười moi phong thái của một vị sếp nữ quyền lực. Trần Đức hoàn toàn không bất ngờ khi cô đến đây. Hôm ứng tuyển, anh cầm 500 ngàn trở về, lúc đó Diệp Khánh Ngôn đã bắt đầu theo dõi anh, làm sao anh lại không biết. Chẳng qua anh không vạch Trần ra thôi. Trần Đức dám chắc, ngay cả quần áo trên người Tử Hàm cũng là cô ấy tặng. Chỉ là chút sự cố nho nhỏ thôi, cũng giải quyết xong rồi. Người đẹp Diệp đến đây giục tôi về làm việc à, Trần Đức ra vẻ chẳng có việc gì, còn nói đùa. Đúng vậy, có lòng muốn nhắc nhở anh, đã gần 24 giờ anh không đến trường, nếu Ngữ Yên vì anh mà lơ là chức trách, lỡ có xảy ra chuyện gì, anh không thể phủi trách nhiệm, căn cứ hợp đồng, anh phải đền bù gấp 3 lần tiền lương. Có điều khoản này á, Trần Đức cạn lời, tư bản quả nhiên danh ma, có cả điều khoản này nữa, sao lúc đó anh lại không chú ý đến nhỉ? Tất nhiên là có. Diệp Khánh Ngôn bước tới chỗ Từ Hàm, trên tay là hoa quả và đồ chơi, nhìn thấy Từ Hàm nằm trên rong, trong lòng cô dậy lên niềm thương xót, một lần nữa nhớ đến em trai mình. Cô bé sao rồi, đã vượt qua nguy hiểm, Trần Đức nói, còn phải trị liệu thêm một thời gian nữa mới có thể khỏi hẳn. Trần Đức không hoàn toàn dựa vào bệnh viện, Từ Hàm có thể nội trú ở đây, nhưng thuốc men phải do chính anh nghiên cứu và điều chế. Từ xưa đến nay, y thuật mà Sử gia dạy cho anh. Anh vẫn chưa bao giờ áp dụng vào thực tế, bây giờ ca mổ đã thành công, càng tiếp cho anh thêm nhiều tự tin. Anh muốn tự tay mình trị cho Từ Hàm hoàn toàn khỏi bệnh. Lần này Diệp Khánh Ngôn đến đây, ngoài thăm Từ Hàm, việc khác là nói với Trần Đức một chuyện. Diệp Khánh Ngôn gọi Trần Đức ra ngoài, Chủ tịch Tống muốn gặp anh. Gặp tôi, Trần Đức lấy làm lạ, Tống Thiên Vũ gặp anh làm gì? Đi theo tôi một chuyến, tôi sẽ trông coi Từ Hàm chu đáo. Chuyện giống như hôm nay tôi bảo đảm sẽ không tái diễn, anh yên tâm. Được rồi, Trần Đức nhìn lướt qua Từ Hàm lần nữa, rồi đi theo Diệp Khánh Ngôn đến tập đoàn Dược Thiên Vũ. Tống Thiên Vũ đang ở trong phòng làm việc,
nhìn thấy Trần Đức và Diệp Khánh Ngôn đến liền gác công việc sang một bên, cười, Bát Hoang, cậu đến rồi. Vâng, Trần Đức đáp, Chủ tịch Tống, mấy ngày không gặp, tinh thần ông có vẻ tốt hẳn lên nhi. Ha ha ha, ngồi đi. Tống Thiên Vũ mời Trần Đức ngồi xuống, sau đó tự tay pha trà mời anh uống, dáng vẻ ôn hòa, bình dị gần gũi, hoàn toàn không giống một vị chủ tịch tập đoàn chút nào. Chủ tịch Tống, tôi không dành trà đạo, chỉ biết cái này thôi, nói rồi lấy trong người ta một chai rượu nhỏ, uống một ngụm, chép miệng. Chàng trai trẻ đúng là rất có cá tính, Tống Thiên Vũ cũng không để bụng. Chủ tịch Tống gọi tôi đến đây có việc gì, Trần Đức cũng không vòng vo, nói chẳng vào chuyện chính. Đại ân nhân Tống Thiên Vũ gọi anh đến, chắc chắn không chỉ để uống trà. Pha cho mình một chén trà xong, Tống Thiên Vũ mới thủng thẳng, Bát Hoang, tôi gọi cậu đến đây là muốn nói với cậu, những ngày còn lại này cậu nhất định phải bảo vệ Ngữ Yên. Hừm, Trần Đức cau mày, ý thức được sự việc có vẻ nghiêm trọng, nếu không Tống Thiên Vũ cũng không cần gọi riêng anh đến nói những lời này. Chủ tịch Tống, gần đây xảy ra chuyện gì à? Tống Thiên Vũ thận trọng gật đầu thở dài. Có vài việc vốn là bí mật nội bộ của tập đoàn, không thể tùy tiện nói với người ngoài. Nhưng mà, giờ tôi có nói cho cậu biết cũng không sao. Trước đây, tập đoàn dược chúng tôi đã tình cờ nghiên cứu ra một loại thuốc sinh hóa, nguyện vọng ban đầu của chúng tôi vốn là nghiên cứu kháng thể một loại virus, thế nhưng lúc thử nghiệm thuốc, phát hiện thực ra nó là thuốc độc. Có nói nữa chắc cậu cũng không hiểu, nói chung, loại thuốc này nếu tiêm vào cơ thể động vật sẽ sản sinh ra một loại virus truyền nhiễm. Virus này lây lan cực nhanh, có thể lây qua không khí. Nói cách khác, chỉ cần hai người đứng đối diện nhau, virus có thể theo hơi thở của người này lây lan sang người kia. Một khi bị nhiễm, chỉ trong vòng một ngày sẽ chết. Nói đến đây, đôi mắt Tống Thiên Vũ trở nên đăm chiêu, sâu trong đáy mắt thoáng qua một tia đau thương. Vì loại thuốc đó mà đã có ba nhà khoa học hy sinh khi tuổi vẫn còn trẻ. Tuy ông đã bồi thường hết khả năng, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Loại thuốc này, chúng tôi tạm gọi nó là H2, lúc tôi phát hiện virus đã đình chỉ nghiên cứu ngay lập tức. Vậy nhưng trong nội bộ tập đoàn lại xảy ra vấn đề, tin này không biết vì sao lại lọt ra ngoài. 10 ngày trước tôi nhận được một lá thư đe dọa, bắt tôi giao phương thức điều chế H2 ra. Phương thức điều chế H2 hiện tại chỉ có hai người biết, một ngôi là tôi. Người kia là Tống Ngữ Yên, Trần Đức hỏi. Ồ, Tống Thiên Vũ gật đầu. Sao cô ấy lại biết được, Trần Đức nghiêm mặt. Nếu như đúng như lời Tống Thiên Vũ nói thì H2 có thể lây lan qua đường hô hấp, vậy thì đây tuyệt đối là một loại virus vô cùng khủng khiếp. Công thức của loại thuốc này, sao Tống Thiên Vũ lại cho con gái ông ấy biết? Thật sự không dám giấu giếm, trong kỳ nghỉ đông, Ngữ Yên từng đến phòng nghiên cứu tập đoàn chúng tôi làm việc, phương thức điều chế và công thức đều là do con bé đề xuất, vốn là muốn làm sao để con người có thể kháng virus. Tống Thiên Vũ cười khổ, trên phương diện y học. Con gái ông có thể nói là thiên tài, có tư chất cực kỳ cao. Mấy năm nay, cô tự mình nghiên cứu trên 30 công thức trị cảm mạo, trong đó chỉ có 10 loại không có tác dụng, 20 loại còn lại đã được điều chế và đưa ra thị trường, sử dụng rộng khắp trong thành phố. Cũng vì cô rất nhạy cảm với thuốc, nên Tống Thiên Vũ mới đồng ý cho cô đến phòng thí nghiệm học tập. Ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, vốn tôi chẳng để tâm bức thư đe dọa đó, nhưng 10 ngày trước. 10 ngày trước. Trên đường về nhà, Tống Thiên Vũ chứng kiến một vụ tai nạn. Đây là một vụ tai nạn giao thông, một vị tinh anh xã hội đi chiếc Mercedes-Benz gặp tai nạn giữa đường. Vụ tai nạn vô cùng thảm khốc, xảy ra ngay trước mắt Tống Thiên Vũ, chiếc Mercedes-Benz bị một chiếc xe tải đâm trúng, đẩy đi hơn 10 mét, cả chiếc xe xô vào cánh cổng của một khu dân cư sát bên đường cái, nát thành một đống sắt vụn, trong xe, tài xế và vị tinh anh xã hội đều chết tại chỗ không thể cứu được. Sau khi điều tra, được biết tài xế xe tải không thù không oán gì với nạn nhân, cũng không uống rượu lái xe, cũng không cố ý gây tai nạn. Chỉ là vào thời khắc quan trọng nhất, không hiểu vì sao không thể điều khiển được chiếc xe. Cuối cùng, sự việc được xác định là tai nạn giao thông, Tống Thiên Vũ cũng đinh ninh đó là tai nạn. Nhưng về đến nhà, Tống Thiên Vũ phát hiện có một bức thư nhét ở cổng. Loại mực này chỉ duy trì trong vòng 10 phút, sau 10 phút chữ viết bằng loại mực này sẽ tự động bốc hơi hết. Lúc đó tôi đã sai người đi điều tra người khả nghi, nhưng đến lúc này vẫn không có tiến triển, rõ ràng là, kẻ muốn bức ép tôi là một đám người dày dạn kinh nghiệm, hiện tại tôi vẫn chưa biết bọn họ là ai. Tống Thiên Vũ nói, nhưng mà, hôm qua tôi lại nhận được một bức thư, có thể thấy bọn họ đã hết kiên nhẫn, rượu mời tôi không uống, bọn họ muốn tôi uống rượu phạt.
hẳn là bọn họ muốn động tay động chân với tôi rồi. Tống Thiên Vũ uống một hóp trà, để tâm trạng dần bình tĩnh lại. Tôi thì không sao, bên cạnh lúc nào cũng có vệ sĩ, hiện giờ tôi chỉ lo lắng nhất cho Ngữ Yên. Ông bảo cô ấy trở về không phải được rồi sao, cách đơn giản như vậy lẽ nào Tống Thiên Vũ chưa nghĩ tới. Tôi đã hứa với mẹ của con bé, không được để con bé ở nhà, nếu không mẹ con bé sẽ đón nó đi. Mẹ cô ấy, phải, tôi và bà ấy đã ly hôn, Tống Thiên Vũ ngập ngừng, hay ít, mấy chuyện này đều là chuyện gia đình tôi, cậu có biết cũng chẳng hay ho gì. Rõ ràng ông cũng không định nói tiếp câu chuyện ngoài lề này, liền truyền đề tài, nói chung là, cậu nhất định phải bảo vệ Ngữ Yên chu đáo. Tin tưởng tôi vậy sao, Trần Đức tò mò. Tất nhiên rồi, Tống Thiên Vũ nói, cậu là người đầu tiên phát hiện tôi cài vệ sĩ bên cạnh bảo vệ Ngữ Yên. Cho nên việc này không ai trong đám vệ sĩ của tôi so sánh nổi với cậu cả. Được rồi, Trần Đức bất đắc dĩ thở dài, anh cũng không muốn tỏ ra hơn người, thế nhưng thực lực của anh ai nhìn vào cũng rõ mười mươi. Yên tâm đi, chỉ cần có tôi bên cạnh con gái ông, chắc chắn cô ấy sẽ được an toàn. Lần này Tống Thiên Vũ mời Trần Đức đến chính là để năm lần bày lượt dặn dò anh phải đi theo bảo vệ Tống Ngữ Yên. Trần Đức thấy ông lo lắng như thế, ánh mắt anh kiên định nhìn Tống Thiên Vũ, bắt đầu dùng thuật xem tướng để dự đoán vận mệnh của ông. Dần dần hai con ngươi của anh nóng lên, bất giác anh nhìn thấy trên đỉnh đầu Tống Thiên Vũ xuất hiện một luồng khí đen rất lớn. Lúc ấy Trần Đức còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, nháy mắt mấy lần, luồng khí đen vẫn không hề tan đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Đức kinh hãi, đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như thế, ngay cả Sử gia khi nói về thuật bói toán cũng chưa bao giờ xuất hiện tình trạng này. Tống Thiên Vũ thấy sắc mặt Trần Đức kỳ lạ bèn hỏi, bát hoang, cậu sao thế? Không sao, tình hình này tất nhiên Trần Đức không thể nói ra, chỉ thận trọng nhắc nhở, Chủ tịch Tống, nếu đã như vậy, thời gian này ông phải cẩn thận một chút. Luồng khí đen bao phủ đỉnh đầu, dù Trần Đức chưa từng nhìn thấy cũng biết chẳng phải chuyện gì tốt lành. Chỉ đành nhắc Tống Thiên Vũ như vậy. Tống Thiên Vũ cười ha ha, yên tâm đi, con người tôi chả có cái gì tốt, được mỗi cái số may mắn, cho dù có kẻ nào động tới tôi cũng phải suy nghĩ cho kỹ bản lĩnh tới đâu mới được. Khi nói như vậy, Tống Thiên Vũ tỏ ra vô cùng tự tin. Được rồi, vậy ông nhớ cẩn thận nhé Chủ tịch Tống, Tống Ngữ Yên giao cho tôi, trong thời gian ghi trên hợp đồng, trừ phi tôi gặp chuyện không may, bằng không tôi cam đoan cô ấy tuyệt đối sẽ không gặp phải bất cứ bất trắc gì. Trần Đức lại lần nữa bảo đảm với Tống Thiên Vũ, sau đó hàn huyền thêm một lúc nữa mới tạm biệt, rời khỏi tập đoàn Dược Thiên Vũ. Trên đường về, anh mài miết suy nghĩ về luồng khí đen kia, không ngừng quan sát ngòi đi tong nhưng không một ai xuất hiện dị trạng như vậy. Kỳ lạ, trong lòng Trần Đức rất thắc mắc, đoán có khi vấn đề nằm ở hai mắt mình chăng, nhưng rốt cuộc là vấn đề gì thì anh cũng không rõ lắm. Rời khỏi tập đoàn Dược Thiên Vũ, anh không trở về bệnh viện nữa. Bên đó đã có Diệp Khánh Ngôn trông nom, anh rất yên tâm. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của anh chính là bảo đảm an toàn cho Tống Ngữ Yên. Hắn ta chính là Trần Đức, Trần Bát Hoang đó. Trần Đức vừa bước vào học viện thương mại, ở giảng đường trên tầng cao nhất, một gã cao khoảng 1m8 thoạt nhìn có vẻ âm hiểm, vừa nhếch mép cười nhìn Trần Đức đang đi bên dưới vừa hỏi người bên cạnh. Bên cạnh gã chẳng phải ai xa lạ mà chính là kẻ từng bị Trần Đức dạy cho một bài học, Tôn Nhạc Dương. Anh Từ Đằng, chính hắn, Tôn Nhạc Dương nói, thằng danh này vô cùng ngạo mạn, câu lạc bộ võ thuật của bọn em và cả Tiền Bình, Lôi Long đều bị hắn đánh đó. Trương Từ Đằng lắc đầu chép miệng thong thả nói, chỉ một thằng như vậy cũng đánh không lại, tụi mày đúng phế. Bị chửi là phế, Tôn Nhạc Dương cũng chẳng lấy gì làm bực. Bởi vì so với Trương Từ Đằng, anh ta hiểu rõ mình đúng là phế thật sự. Không chỉ mình anh ta, ngay cả bố mẹ anh ta nhìn thấy Trương Từ Đằng cũng không dám lên giọng. Gã chính là con trai cưng của Trương Thiên Dương, đại gia đứng thứ 5 thành phố Tần. Bố của gã gia tài bạc tỷ, là đại gia hàng thật giá thật. Bố của Tôn Nhạc Dương ngay cả giấm của bố Trương Từ Đằng còn chưa hít được. Anh Từ Đằng, anh định xử nó thế nào, Tôn Nhạc Dương cung kính hỏi. Chuyện này mày không cần lo, hai tay trong Từ Đằng cắm vào túi quần quay lưng, sải bước chân dài rời đi. Anh Hoang, anh Hoang, Trần Đức vừa vào trường không bao lâu, Đàm Thu đã từ xa phi tới. Mặt mày hớn hở, anh Hoang, anh đoán trúng phóc. Thảo nào kích động như vậy, Trần Đức nhíu mày, chắc tối qua hay lắm hà. Ha ha ha, tối qua đã làm anh, con gái ở đó chịu chơi cực, nghe Trần Đức nói vậy, Đàm Thu nhớ lại tối hôm qua Lục Hoàn Kim gọi mấy cô nàng bốc lửa đến làm ấm giường cho cậu, không khỏi tấm tắc khen ngợi.
Nhưng mà không phải vì việc này mà tôi cười đâu, mà là con ả Tô An Khê kia kìa, anh biết không, hôm nay ả đến trường xin nghỉ, mồm sưng như mõm lợn ấy. Đàm Thu móc điện thoại, mở ảnh chụp ra, hình này tôi mới chụp lúc sáng đó. Trong ảnh, mồm Tô An Khê sưng vêu đỏ dựng lên, hệt như hai khúc lạp xưởng treo trên miệng, trông cực kỳ lố. Việc này là đương nhiên, đêm qua ả ăn và cũng đâu có ít. Sáng nay giảng viên hỏi cô ả bị làm sao, ả nói tối qua đi đường bị ngã, ngoài ả ra còn có cả đám lôi long đều xin nghỉ hết, không đứa nào đi học. Cứ nhớ lại nỗi nhục tối qua, rồi lại nhớ tới hậu quả của đám người đó, Đàm Thu hả hê vô cùng. Chúng nó vậy là đáng đời, Trần Đức lạnh nhạt đáp, bọn lôi long mặc dù cũng gọi là có tiền, nhưng trước mặt Lục Hoán Kim và Phì Tứ, căn bản chẳng là cái đinh gì. Anh Hoang, còn một việc tôi muốn nói, ánh mắt Đàm Thu thoáng chút rối rắm. Chuyện gì, Trương Từ Đằng đã trở lại, Đàm Thu nói, rất lâu rồi gã không có đi học, lần này trở lại, nghe nói. Hình như là tìm anh đó. Tìm tôi, Trần Đức cau mày, tìm tôi làm quái gì? Tôi có quen biết gì gã đâu. Anh Hoang, bởi vì anh dám công khai tuyên bố Tống Ngữ Yên là vợ chưa cưới của anh nên đã chọc giận gã, trước đây gã vẫn luôn theo đuổi Tống Ngữ Yên, hơn nữa, quan trọng nhất chính là Tống Ngữ Yên cũng có chút cảm tình với gã. Anh nói xem, gã không tìm anh thì tìm ai? Tôi chẳng quản nổi gã, Trần Đức không chút hứng thú, gã muốn tìm tôi cũng được thôi, tôi cũng muốn xem thử cậu ấm siêu giàu này trâu bò cỡ nào. Bố gã là Trương Thiên Dương, đứng thứ 5 trong hàng ngũ đại gia thành phố Tần, làm bên bất động sản. Đàm Thu nói, đó là đại gia hàng thật giá thật, Lục Hoán Kim hay Phỉ Tứ tối qua e rằng chả là gì đối với ông ta đâu, anh Hoang à, anh phải cẩn thận đấy. Nhắc đến Trương Từ Đằng, Đàm Thu có hơi nao núng, gã này trước đây từng làm nhục, hành hạ cậu. Chính vì gã mà mấy năm nay Đàm Thu mới tự ti như vậy. Nếu không có sự xuất hiện của Trần Đức thì không biết cậu còn tự ti, bị người khác bắt nạt đến bao giờ. Nhưng mà, thoát khỏi tự ti thì thế nào? Trương Từ Đằng vẫn là đỉnh núi mà cậu không thể vượt qua, nếu gặp phải trong Từ Đằng, dù muốn cho gã một trận, chỉ e chưa kịp đến gần đã bị đám vệ sĩ xô ra rồi. Sự thật cứ trêu người thế đấy. Đối với Trương Từ Đằng, cậu chỉ có nước bó tay. Trương Thiên Dương, đại gia đứng thứ 5 thành phố Tần. Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Trần Đức trở nên đăm chiêu, không ngờ Trương Từ Đằng lại là con trai ông ta. Còn nhớ 2 năm trước quen với Trương Thiên Dương, lúc đó ông ta đi đến trại giam của anh, Trương Thiên Dương lúc đó thân mang trọng bệnh, sắp chết đến nơi, không biết nghe ai nói đến Sửu Gia, bèn đến xin chữa bệnh. Sửu Gia rất sắt đá, hoàn toàn không đếm xỉa đến ông ta quỳ gối trước cửa phòng giam, khốn khổ van xin suốt 3 ngày 3 đêm. May nhờ Trần Đức năn nỉ dùm, Sửu Gia mới ra tay. Lại nói, ông ta vẫn còn mắc nợ ân tình với Trần Đức. Huống hồ do hoàn cảnh lúc đó, Sửu Gia chỉ có thể kéo dài mạng sống cho ông ta được 2 năm, tính toán thời gian, bệnh cũ của Trương Thiên Dương cũng đến lúc tái phát. Bây giờ Sửu Gia đã mất, trên thế giới này chỉ còn mình anh có thể cứu được Trương Thiên Dương mà thôi. Trương Thiên Dương gặp anh cũng phải gọi một tiếng Hoang ra đấy. Xét vai vế, Trương Từ Đằng chỉ đứng hàng con cháu anh mà thôi. Nhưng thật ra anh không ngờ lại có thể chạm mặt con trai Trương Thiên Dương ở trong học, hết lần này đến lần khác thằng con cưng này đều ghim thủ với anh. Trần Đức cười, không hề để bụng chuyện này. Buổi chiều có tiết của Hoàng Tố Tố, cứ tới môn của cô hầu như mọi sinh viên đều có mặt. Trong lớp vô cùng náo nhiệt, bất kể nam nữ gì cũng đều đang tám chuyện sôi nổi. Lâm Giao và Tống Ngữ Yên cũng vào lớp. Hai cô gái này cứ hễ đi đến đầu đều trở thành mục tiêu chú ý đến đó, cả đám người vây quanh ríu rít nói cười. Tống Ngữ Yên nhìn thấy Trần Đức đi học, trong lòng tự dưng thấy lạ, phải biết rằng hôm qua khi Tô An Khê về nhà, mồm miệng sưng vều lên, hỏi có việc gì, cô à bảo bất cần trượt ngã. Nhưng Tống Ngữ Yên và Lâm Giao không phải đồ ngốc, làm gì có ai ngã mà như thế. Chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi, còn tưởng Trần Đức và Đàm Thu sẽ xin nghỉ hôm nay. Ấy vậy mà cả hai đều tỏ ra bình thường, khiến cho Tống Ngữ Yên lấy làm lạ. Lâm Giao lại chẳng thấy có gì lạ, nói gì thì nói Trần Đức cũng là người từng trải qua mưa bom bão đạn, là quân nhân xuất sắc, ngày xưa dù là kẻ thù súng ống lão luyện cũng chẳng làm gì được anh cả. Chỉ với mấy kẻ hôm qua á, làm gì có cửa, bà xã, người đẹp Lâm Giao, xin chào, Trần Đức mỉm cười chào hai cô gái chào, Lâm Giao cười hì hì. Chào cái gì mà chào? Sắp tan học đến nơi rồi kia kìa, Tống Ngữ Yên liếc xéo, hung dữ nói, Trần Bát Hoang, hôm nay đến phiên tôi trực nhật,
quét dọn nhà vệ sinh, nhiệm vụ này giao cho anh làm. Tuân lệnh bà xã, Trần Đức cười hề hề, làm việc cho chủ thuê là chuyện rất hợp tình hợp lý. Tống Ngữ Yên không ngờ Trần Đức lại thoải mái đồng ý như vậy, vốn cô còn tưởng anh sẽ từ chối, sau đó sẽ viện cớ xia xói vài câu hoặc đánh đuổi anh. Kế hoạch thất bại, Tống Ngữ Yên chỉ có thể hậm hực trợn mắt liếc Trần Đức. Trần Đức vô tư ngồi xuống, lấy rượu ra, tu ừng ực như uống nước, trên người anh phả ra mùi rượu thoang thoảng. Dựa lưng vào ghế, anh mài suy nghĩ rốt cuộc khí đen trên đầu Tống Thiên Vũ là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu anh cảm thấy nó giống như mây đen, nhưng ngẫm lại thì thấy giống như khí đen, hơn nữa luồng khí đen này chỉ có mình anh nhìn thấy, người khác thì không. Tống Thiên Vũ có, Tống Ngữ Yên có không nhỉ? Trần Đức đưa mắt nhìn Tống Ngữ Yên, dùng thuật xem tướng phân tích, mở đôi mắt ít quang của mình ra, hai mắt dần nóng lên. Vừa thấy, Trần Đức liền sững sờ. Trên đỉnh đầu Tống Ngữ Yên cũng có một luồng khí đen. Chỉ là so với Tống Thiên Vũ thì ít hơn nhiều. Hai cha con, một tình trạng, liên tưởng đến chuyện do H2 gây ra, Trần Đức cũng hiểu được đại khái gần đây đã xảy ra chuyện rồi. Xem ra trong thời điểm này anh phải kề cận bên Tống Ngữ Yên toàn thời gian thôi. Chuông vào lớp nhanh chóng vang lên, Hoàng Tố Tố đi từ ngoài cửa vào, cô là một giảng viên xinh đẹp hiếm có của cả trường. Hoàng Tố Tố đeo kính râm, vóc người đầy đặn, những động tác uyển chuyển trong lúc dạy học của cô có thể khiến rất nhiều người này sinh ảo hưởng. Tiết tiếng Anh của cô kết thúc là chuyện của một tiếng đồng hồ sau, cuối buổi học, Hoàng Tố Tố bỗng dưng nói, Trần Bát Hoang, lát nữa đến văn phòng của cô một chút. Hả, Trần Đức đang mơ màng trong cõi thiên thai bất chợt tỉnh dậy, vội vàng đáp, dạ cô, em đi ngay. Anh tỏ vẻ khó hiểu, không biết Hoàng Tố Tố tìm mình làm gì, đành nhờ Đàm Thu giúp mình quét dọn nhà vệ sinh, đồng thời nói với Tống Ngữ Yên, hôm nay bố em tìm tôi, bảo tôi phải luôn ở cạnh bên em, lát nữa đừng đi lung tung, ở trong trường đợi tôi. Trần Đức lo Tống Ngữ Yên gặp chuyện không may nên nhắc nhở cô. Nhưng mà thấy dáng vẻ của cô thì chắc vẫn chưa biết tai họa ngầm do H2 gây ra, cô hừ mũi, bố tôi là bố tôi là tôi, ông ấy bảo anh đi theo tôi chứ không phải tôi đi theo anh. Lâm Giao, đi thôi. Trần Đức, Tống Ngữ Yên bị Tống Thiên Vũ nuông chiều thái quá nên bệnh công chúa khá nặng. Đứng lại, Trần Đức quát khế, bất thần vươn tay ra tóm lấy tay Tống Ngữ Yên, quay lại nói, Đàm Thu, có dây không? Dây, không có, quai giày được không? Cũng được, Đàm Thu không nói thêm, rút phượt hai sợi dây buộc giày thể thao ra, Trần Đức cầm lấy dây giày, nhanh chóng trói tay Tống Ngữ Yên vào cửa sổ lớp học. Muốn đi, để xem đi kiểu gì? Khốn kiếp, thả tôi ra, Tống Ngữ Yên vặn vẹo, cố gắng giằng ra, nhưng Trần Đức đã thắt dây bằng cách đặc biệt, cô hoàn toàn không làm gì được. Trong lớp, những sinh viên khác trợn to hai mắt, khóe môi cong lên, cái đệt, cái tên sinh viên chuyển trường này cũng trâu bò quá đi chứ, dám trói cả hoa khôi, bộ không sợ những kẻ theo đuổi hoa khôi trả thù à. Ai nấy há hốc mồm ngây dại, nói gì thì nói việc này cũng hơi quá đáng rồi. Trong đó, biểu cảm của Hạ Kiệt là đặc sắc nhất. Do ghim hận lúc Trần Đức vừa vào lớp đã ngang ngược chiếm chỗ của mình, nên cậu ta cho rằng dựa vào Lôi Long thì có thể trả thù oắt con này. Nhưng ai mà ngờ được, tối hôm qua cậu ta gọi điện cho Lôi Long, lại bị Lôi Long chửi cho một trận, chửi đến nỗi cậu ta đầu váng mắt hoa, chẳng hiểu việc gì đang xảy ra. Đường đường là hoa khôi giảng đường lại bị trói vào cửa sổ lớp học, rất nhiều sinh viên hiếu kỳ bu lại xem, ai nấy đều trách móc Trần Đức. Bát Hoang, anh làm gì vậy hà, Lâm Giao sốt ruột, mau thả Ngữ Yên ra. Cô định xông lên ngăn lại, Trần Đức chặn cô, nghiêm túc nói, tôi cũng chỉ suy nghĩ cho cô ấy thôi, cô phải tin tôi. Lâm Giao ngần người, đây là vẻ mặt mà từ hồi vào học đến giờ cô mới được nhìn thấy ở Trần Đức. Dù là lúc đối mặt trực diện với đám người phỉ tứ, anh cũng chỉ bày ra vẻ lạnh nhạt hờ hững. Chẳng lẽ thật sự có chuyện rồi? Lâm Giao biết thân phận của Trần Đức, người như anh tuyệt đối sẽ không nói mà không suy nghĩ. Giao Giao, giúp tớ với, Tống Ngữ Yên dãy giụa. Lâm Giao bối rối không biết có nên xông lên hay không. Đàm Thu, giúp tôi trông chừng cô ấy, tôi chưa trở về thì không cho bất cứ ai đến gần, Trần Đức quay lại dặn dò Đàm Thu. Vâng, anh Hoang, ánh mắt Đàm Thu nghiêm lại, thận trọng gật đầu, trải qua chuyện hôm qua, cậu ta đã coi Trần Đức là anh em thân thiết. Chỉ cần là anh nói, Đàm Thu đều làm theo răm rắp. Nhớ nhé, không cho bất cứ ai đến gần cô ấy, Trần Đức nói xong mới quay lưng bỏ đi trước mắt bao nhiêu người. Trần Bát Hoang khốn kiếp, quay về đây ngay cho tôi. Trần Bát Hoang, Tống Ngữ Yên vừa giãy giụa vừa gào to, rất muốn dùng miệng cởi dây ra,
nhưng lại sợ mất hình tượng hoa khôi trước mặt bao nhiêu là người. Hơn nữa quan trọng nhất là, sợi dây kia là dây giày của Đàm Thu, trông xấu xí bẩn thỉu, bảo cô há mồm ra gặm thế nào được. Hoa khôi Tống à, xin lỗi cậu nhé. Đàm Thu vác ghế của mình lên, bày ra dáng vẻ hung tợn, nhìn chằm chằm ngoi xung quanh. Chó chết, mau thả cô ấy ra. Đàm Thu, mau thả Ngữ Yên ra, nếu không mày không xong đâu. Đàm Thu, mày thả cô ấy ra ngay lập tức cho tao. Đám người tụm năm tụm ba vây xem không ngớt nhao nhao thét gào, ai nấy đều tưởng rằng Đàm Thu vẫn là Đàm Thu trước đây. Cho nên đều nói bằng giọng ra lệnh. Đàm Thu cười nhạt, giả điếc không thèm nghe. Đàm Thu, mày không nghe tao nói gì à? Một nam sinh xông ra, siết nắm đấm nghe răng rắc, muốn làm màu trước mặt Tống Ngữ Yên. Tống Ngữ Yên đáng thương nhìn cậu ta, lại càng khiến cậu ta hăng thiết muốn bảo vệ cô, trừng mắt giận dữ nhìn Đàm Thu, cho mày 3 giây, mau thả hoa khôi của bọn tao ra. À, Đàm Thu đáp, muốn làm anh hùng cứ mỹ nhân hà, xem lại mình có đủ sức không đã. Mày, Đàm Thu, ai cho mày lá gan dám nói mấy lời này hà? Đệt mợ, nam sinh này chỉ cao 1m6, trước đây cũng từng bắt nạt Đàm Thu, cho rằng Đàm Thu vẫn là quả hồng mềm như trước, bèn do nắm đấm lên xông tới. Đàm Thu không hề khách sáo, canh ngay giữa ngực đối thủ đấm cho một cú. Thịch, trong nháy mắt, nam sinh kia ngã lăn ra, ngực nhói lên đau đớn. Vì để dằn mặt tất cả nên Đàm Thu xuống tay rất nặng, một đấm knock out ngay. Nam sinh nằm lăn ra đất ôm ngực, mặt mày tái mét. Tôi nhắc lại, không ai được phép đến gần, Đàm Thu lặp lại lời Trần Đức, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Ai bị ánh mắt đó quét qua đều biến sắc, hình như Đàm Thu thay đổi rồi. Đàm Thu vẫn là Đàm Thu, nhưng không hề giống cái kẻ vẫn luôn bị người khác bắt nạt, bất cứ ai cũng có thể sai bảo như một tên sai vặt trước đây nữa. So về thể trạng, Đàm Thu xuất thân nông thôn, từ nhỏ đã lao động, nên 90% người trong trường đều không sánh bằng cậu ta. Trong thoáng chốc không ai dám đến gần. Hừ, Đàm Thu hừ mũi, Tống Ngữ Yên nói, Đàm Thu, cậu đừng nghe Trần Bát Hoang nói, mau thả tôi ra đi, chỉ cần thả tôi ra, hôm nay tôi mời cậu ăn tối. Đường đường là hoa khôi, vậy mà phải tự mở miệng mời người khác đi ăn. Nếu là Đàm Thu của một ngày trước chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức, được đi ăn với hoa khôi. Nở mày nở mặt biết bao nhiêu chứ hà. Nhưng mà bây giờ trong mắt Đàm Thu chỉ còn mỗi Trần Đức. Cậu ta biết, từ hồi nhập học đến giờ, toàn bộ học viện thương mại chỉ có một mình Trần Đức coi cậu ta là bạn. Chỉ có một mình Trần Đức muốn giúp đỡ cậu, dìu dắt cậu. Đồng thời cho cậu cơ hội, nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Mà đối với cậu, Trần Đức có ơn làm lại cả cuộc đời. Đừng nói là một hoa khôi, ngay cả hai hoa khôi cùng lúc mời cậu cũng sẽ không dao động. Về phần Tống Ngữ Yên nói gì, cậu ta hoàn toàn không để vào tai, chỉ lặng lẽ đứng một bên như thần giữ cửa, tự mình án ngữ. Ai muốn bước qua, thì phải bước qua xác cậu ta trước. Trước sự si và của đám đông, cậu ta mắt điếc tai ngơ. Lâm Dao đứng một bên do dự, với bản lĩnh của cô muốn quật ngã Đàm Thu là việc dễ như ăn kẹo. Sau vụ ở Tam Giác Vàng năm xưa, cô đã đi học võ, đừng thấy cô nhỏ nhắn xinh đẹp mà lầm. Dù là thành viên câu lạc bộ võ thuật cô cũng chẳng để vào mắt. Chỉ là, vừa rồi, thần sắc của Trần Đức chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Huống chi xưa nay cô đều che giấu thực lực của mình, cho đến bây giờ không ai biết sức mạnh thực sự của cô cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.